Tiết An Ninh đang còn muốn dưới mặt đất nhìn nhiều một hồi, Hứa Thuần Lương để Vương Kim Vũ bồi tiếp nàng, mình thì về tới mặt đất, đi vào suối nước nóng khu, nhìn thấy Diệp Thanh Nhã bồi tiếp mẫu thân ngồi tại cái đỉnh bên trong ngâm chân, Hứa Thuần Lương không có lập tức đi tới quấy rầy. Nhìn thấy Trương Hải Đào ở phía xa hút thuốc, tới trước đến Trương Hải Đào trước mặt. Trương Hải Đào gặp hắn tới mau đem khói cho bóp, sau đó cung cung kính kính kêu một tiếng Hứa trấn trưởng, đừng nhìn Hứa Thuần Lương đã không tại Nguy Sơn đảo công tác, hắn đối Hứa Thuần Lương vẫn là phát từ đáy lòng kính sợ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta hiện tại cũng không phải cái gì trưởng trấn. Trương Hải Đào nói, ta mặc kệ người khác, trong lòng ta, người mãi mãi cũng là Hứa trấn trưởng. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nói, người đây là ước gì ta cả một đời cũng không chiếm được lên chức A. Trương Hải Đào tranh thủ thời gian giải thích, người hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Hứa Thuần Lương cười nói, ta minh bạch, người đừng giải thích, chỉ đùa với ngươi. Trương Hải Đào nói, Hứa, viện trưởng. Hứa Thuần Lương nói, người vẫn là gọi ta Hứa chủ nhiệm đi. Ai, Trương Hải Đào xoa xoa mồ hôi trên trán, Hứa chủ nhiệm. Ta nghe nói văn lữ cục chiến lược phương hướng có chỗ điều chỉnh, thiết lập tại Nguy Sơn đảo bộ chỉ huy muốn rút lui. Hứa Thuần Lương nói, người từ chỗ nào nghe được tin tức? Trương Hải Đào nói, Lưu chủ nhiệm, Lưu Đức Thuận nói, hắn nói trong đám đem hắn triệu hồi Đông Châu, bộ chỉ huy công việc hạ phóng cho trấn chính phủ, trong trấn cũng ra thông báo để chúng ta đem cá nhân vật phẩm mau chóng dọn đi. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Hồ Sơn trấn làm như vậy có chút không tử tế a, Tần Chính Dương mới đi mấy ngày. Cái này liền trở mặt không quen biết rồi. Tần Chính Dương định chuyện kế tiếp tốt xấu cũng muốn kéo dài một đoạn thời gian đi, dù sao Tần Chính Dương hiện tại là Uông thư ký bên người Hồng Nhân, Hồ Sơn Trấn làm như vậy, chứng minh vị này người kế nhiệm EQ cũng quá cao. Hứa Thuần Lương nói cách khác, các ngươi những này cộng tác viên nguyên địa giải tán. Trương Hải Đào gật đầu nói, còn không phải sao, ta cũng không phải văn lữ cục chính thức biên chế, người ta làm sao có thể quản ta loại người này. Hứa Thuần Lương biết hắn muốn cái gì, cười nói, ngươi nếu là nguyện ý, đi Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, ta bên kia kiến thiết tân y viện muốn người. Trương Hải Đào tâm bên trong phi thường cảm kích, Hứa Thuần Lương vẫn là rất đủ ý tứ, không được, cha ta mẹ niên kỷ đều lớn rồi, bọn hắn không chịu đi, mấy người chúng ta cũng chỉ có ta lưu tại Nguy Sơn đảo, ta phải đi bọn hắn tại sao xử lý, đừng nhìn con hàng này bình thường tranh cường hiếu thắng, nhưng vẫn là cái đại hiếu tử. Hứa Thuần Lương nói, kia quay đầu ta cùng Mộc Thiên tập đoàn bên kia lên tiếng kêu gọi. Trương Hải Đào nhẹ gật đầu, phiền phức Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, người cùng ta không cần khách khí. Trương Hải Đào nói, đúng rồi, người còn có nhiều thứ lưu ở văn phòng, chúng ta vẫn luôn không dám động, hiện tại liền phải dọn nhà, ta đều cho chỉnh lý tốt, muốn không sau đó mà ta đưa cho ngài tới. Hứa Thuần Lương nói, thứ gì a? Một chút văn kiện. Ta sửa sang lại hai dương, đối còn có một chậu hoa hải đường. Hứa Thuần Lương nghe được hoa hải đường, trong lòng bỗng nhiên khẽ động đi, ta cùng ngươi xem một chút đi. Trương Hải Đào lái xe mang theo Hứa Thuần Lương đi vào trấn chính phủ, chờ đến lúc đó hắn có chút trợn tròn mắt, ký túc xá bên ngoài một mảnh hỗn độn. Bộ chỉ huy trước mắt chỉ còn lại mấy tên cộng tác viên chính ở chỗ này cùng người mặt đỏ tía tai lý luận. Nguyên nhân gây ra là Lưu Đức Thuận tiếp vào thông chi liền vỗ mông đi. Trấn phía chính phủ nhìn thấy chỉ còn lại mấy tên cộng tác viên, liền để bọn hắn mau chóng dọn đi, bởi vì nói không cùng hiện trường phát sinh xung đột, liền tổng hợp chấp pháp xử lý đều kinh động, trực tiếp phái người tới đem bọn hắn đồ còn dư lại từ trên lầu vứt xuống dưới. Mấy tên cộng tác viên mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng là trừ ồn ào hai câu phát tiết một chút không cam lòng cảm xúc, cũng không dám có trên thực tế chống lại, bọn hắn dù sao đều là không có chính thức biên chế nhân viên công tác. Huống chi hiện tại liền khiêng đại kỳ cũng không có, quá khứ là Đông Châu văn lữ cục hạ hạt đơn vị, hiện đang chỉ huy bộ rút lui trở về, nơi này liền không có tồn tại căn cứ. Đám này cộng tác viên liền không có mẹ hài tử cũng không tính, Trương Hải Đào nhìn thấy trước mắt một màn lập tức phát hỏa, xông đi lên cùng mới tới tổng hợp chấp pháp làm Phương Vĩnh Quý lý luận, Phương chủ nhiệm, người có ý tứ gì? Không phải nói kỳ hạn chót là hậu thiên sao? Phương Vĩnh Quý mặt đen lại nói, bộ chỉ huy đều rút đi. Các người một bang cộng tác viên ỉ ở chỗ này làm gì? Dùng chúng ta điện dùng nước của chúng ta dựa vào cái gì nuông chiều các người đám người này? Trương Hải Đào nói, cái này ký túc xá là lúc trước Tần Bí Thư đáp ứng cho chúng ta mượn làm việc địa điểm, chúng ta cũng không có miễn phí dùng nước dùng điện, tất cả tiêu hao đều là văn lữ cục tự hành gánh chịu a. Phương Vĩnh Quý cười lạnh nói, đừng đề cập với ta Tần Bí Thư, hù dọa ai vậy?
hiện tại Hồ Sơn Trấn là Lâm bí thư, còn tự hành gánh chịu, các ngươi căn bản không có giao nộp qua một phân tiền tốt ha. Phương chủ nhiệm, các ngươi đây chính là lật lọng. Phương Vĩnh Quý nói, lật lọng, đối với các ngươi đám này liền biên chế đều không có cộng tác viên. Đáng giá sao, các ngươi xứng sao? Hứa Thuần Lương nhìn xa xa, đưa di động móc ra thu hình lại, đoạn video này quay đầu đến phát cho Tần Chính Dương, để Tần Chính Dương nhìn xem, cái gì gọi là người vừa đi trà liền lạnh, thế mà còn cầm Tần Chính Dương không muốn phí điện nước nói sự tình, đám này cháu trai thật sự là không muốn tốt qua. Hứa Thuần Lương ở chỗ này vỗ, có người phát hiện, chỉ vào hắn kêu lên, đập cái gì đâu. Nói ngươi đây, ngươi mẹ nó đập cái gì đập. Hứa Thuần Lương cầm điện thoại di động đi tới. Mặc dù tổng hợp chấp pháp xử lý lãnh đạo đổi, nhưng là hôm nay qua đến trong đám người dù sao có nhận biết Hứa Thuần Lương, tranh thủ thời gian ngăn lại tên kia kêu là cộng tác viên, bình thường tới nói loại đơn vị này, có biên chế phần lớn ngồi văn phòng đâu, ra chân chạy hơn phân nửa đều là cộng tác viên. Vừa rồi kêu gào tiểu tử là cái lăng đầu thanh muốn xông tới đoạt Hứa Thuần Lương điện thoại, may mắn bị đồng bạn cho kéo lại, tiểu tử này không biết Hứa Thuần Lương, nếu như đối Hứa Thuần Lương tại Hồ Sơn Trấn sở tác sở vi hơi có như vậy điểm giải, hắn cũng không dám tại Hứa Thuần Lương trước mặt phát ngôn bừa bãi. Có người ghé vào Phương Vĩnh Quý bên tai thấp giọng nói một lần Hứa Thuần Lương thân phận. Phương Vĩnh Quý nheo mắt lại nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn cũng đã được nghe nói Hứa Thuần Lương tên tuổi. Nhưng là hắn cũng không phải là Hồ Sơn Trấn người địa phương, coi như Hứa Thuần Lương lợi hại hơn nữa, cũng là quá hạn Phượng Hoàng, hiện tại người đều đi Đông Châu, tại Hồ Sơn Trấn còn có thể có ảnh hưởng gì lực. Huống chi hắn ban đầu ở Hồ Sơn Trấn thời điểm cũng bất quá là cái tạm giữ chức phó trấn trưởng. Phương Vĩnh Quý nói, vị đồng chí này, nơi này là trấn chính phủ, ngươi không trải qua cho phép tự tiện đi vào, còn quay chụp chúng ta chấp pháp quá trình, như vậy không tốt đâu. Hứa Thuần Lương nói, trấn chính phủ cánh cửa lúc nào trở nên cao như vậy rồi. Các ngươi đã chấp pháp hợp quy, liền không cần phải sợ quần chúng giám sát. Phương Vĩnh Quý gật đầu cười, ta biết ngươi là ai, xóa đi, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hứa Thuần Lương cất điện thoại di động, hướng Trương Hải Đào nói, ta đổ đâu. Trương Hải Đào chỉ một bên hai cái thùng giấy con, bên cạnh một chậu thất tinh hải đường đổ vào đất xi măng bên trên, chậu hoa đều nát, trong chậu thổ vung đầy đất. Hứa Thuần Lương nhíu mày, cái này bồn hải đường là Mai Như Tuyết năm đó trên bàn công tác, Mai Như Tuyết sau khi đi, hắn sử dụng Mai Như Tuyết văn phòng. Kỳ thật cái này bồn hoa hải đường cũng không có đủ ý nghĩa đặc biệt, đi qua Hứa Thuần Lương cũng không chút quý trọng, nhưng hôm nay gặp phải tràng diện này, lửa giận trong lòng lập tức cháy hừng hực. Hắn lạnh lùng nói, ai làm? Hứa Thuần Lương tràn ngập sát khí ánh mắt từng cái hướng đám người quét tới, Phương Vĩnh Quý gặp được ánh mắt của hắn giật nảy mình. Cái này ánh mắt cũng quá dọa người, người này không dễ chọc. Vừa rồi cái kia lăng đầu thanh kêu lên ta làm sao, nha. Hắn câu nói này bị một cái thanh thúy vang dội cái tát kết thúc, tại trước mắt bao người, Hứa Thuần Lương lấy lao nhanh tốc độ xông tới, ngoan quất kia hàng một cái bạt tai, sau đó cấp tốc lui trở về lúc đầu vị trí. Lăng đầu thanh bị hắn đánh cho cả người tình tại nguyên chỗ, cái này bàn tay tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Mấu chốt là Hứa Thuần Lương thân pháp quá nhanh, cùng nhau người liền móc điện thoại vỗ xuống chứng cứ phạm tội cũng không kịp, móc ra cửa chớp cũng theo không kịp hắn tốc độ xuất thủ. Hứa Thuần Lương hướng Trương Hải Đào nói, bên cạnh đi, đều không cho xuất thủ, đem bọn hắn vây công ta quá trình vỗ xuống tới. Lăng đầu thanh như bị điên liền xông ra ngoài, người mẹ nó, ta giết chết ngươi. Phương Vĩnh Quý mang tới trong nhóm người này, chỉ ít có một nửa là nhận biết Hứa Thuần Lương, cho nên bọn hắn không có theo sau. Nhưng là còn có không quen biết, vừa mới chiêu mộ tiến đến cái đám kia người chính là nghĩ tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện thời điểm, cho nên từng cái tranh nhau chen lấn xông tới. Hứa Thuần Lương trước trốn, hắn vừa chạy, tất cả mọi người đi theo truy, Hứa Thuần Lương hướng ký túc xá bên trong chạy, hướng không có giám sát trong nhà vệ sinh chạy. Lăng đầu thanh dẫn đầu đi vào theo, hắn muốn đem Hứa Thuần Lương đầu nhấn tại trong bồn cầu, hung hăng nhục nhã hắn, lấy báo một tát này nhục nhã. Lý tưởng đều là mỹ hảo, mà hiện thực thường thường là tàn khốc, lăng đầu thanh xông vào nhà vệ sinh một sát na, liền bị chạm mặt tới trọng quyền nện ở trên mặt. Trương Hải Đào cùng đập tới nhà vệ sinh nam bên ngoài, không có đi theo vào, bên trong xảy ra chuyện gì, hắn có thể tưởng tượng đến kết quả, nhưng là quá trình tất nhiên là thiên về một bên, hắn nghe được binh binh bang bang thanh âm, nghe được tiếp nhị liên ba kêu thảm. Tổng hợp đội chấp pháp 7 tên cộng tác viên một cái tiếp theo một cái. Che già mang mọc vọt vào nhà vệ sinh nam.
Hứa Thuần Lương tại một phút đồng hồ sau đi ra khỏi nhà cầu, đi vào bồn rửa tay bên cạnh, không nhanh không chậm rửa đi trên hai tay nhiễm vết máu, đối tấm gương kiểm tra một chút y phục của mình, phát hiện áo thun bên trên cũng dính một nhỏ máu, móc ra khăn tay dính nước lau, có chút chán ghét nhíu mày, đám gia hỏa này ở bên trong đánh nhau, cũng không biết nguyên nhân gì. Trương Hải Đào cùng bộ chỉ huy kia mấy tên cộng tác viên đồng thời nói, đoán chừng là cộng tác viên nội bộ mâu thuẫn. Hứa Thuần Lương rửa sạch sẽ hai tay, Phương Vĩnh Quý lúc này mới mang theo chỉ còn lại một nửa đội viên đuổi tới, nhìn thấy nhà vệ sinh trước đã không có hắn người, tranh thủ thời gian đẩy ra nam cửa nhà cầu, bên trong tiếng kêu rên không ngừng, bảy tên đội viên ngổn ngang lộn xộn té nằm toilet cũng không tính sạch sẽ trên mặt đất. Phương Vĩnh Quý nổi trận lôi đình, quá phách lối, hắn Hứa Thuần Lương quá phách lối, giận dữ hét báo cảnh. Báo cảnh. Hứa Thuần Lương đi ra cao ốc, tướng vừa mới Phương Vĩnh Quý khinh thường Tần Chính Dương phát cho chính chủ nhân. Không bao lâu Tần Chính Dương điện thoại liền đánh tới, Thuần Lương, người có phải hay không xuất thủ? Hứa Thuần Lương cười nói, lúc đầu không có ý định xuất thủ, nhưng người ta đều chỉ mặt gọi tên nhục nhã ngươi, ta cái này làm huynh đệ cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tần Chính Dương nói, bọn hắn năng lực a, đem văn lữ cục thuộc hạ bộ chỉ huy đập, người cũng thế, đã gặp nên ngay đầu tiên ngăn cản, sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đem sự tình nháo đến cái này một bước mới đứng ra đâu. Cái này khiến văn lữ cục làm cảm tưởng gì? Để trong thành phố làm cảm tưởng gì? Để Uông thư ký làm cảm tưởng gì? Phát sinh trận này xung đột rất nhanh liền truyền khắp Đại Việt, mới tới bí thư Lâm Hoành Vĩ nghe nói về sau tức giận phi thường, đối Hứa Thuần Lương người này hắn là nghe nói qua một chút, nhưng người Hứa Thuần Lương ở chỗ này tạm giữ chức qua phó trấn trưởng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể ở chỗ này làm sằng làm bậy. Tại chính phủ cơ quan công nhưng ẩu đả chấp pháp nhân viên, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, là đối với hắn và toàn bộ Hồ Sơn trấn chính phủ khiêu khích, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nếu như hắn đối với cái này chẳng quan tâm, làm cho cả Hồ Sơn trấn cán bộ thấy thế nào hắn? Lâm Hoành Vĩ nguồn tin tức là Phương Vĩnh Quý, hắn châm trước về sau, để Phương Vĩnh Quý đi bình thường chương trình chính là báo cảnh. Dựa theo Phương Vĩnh Quý miêu tả hiện trường tình trạng là Hứa Thuần Lương dẫn đầu Trương Hải Đào một bang cộng tác viên đem bọn hắn tổng hợp chấp pháp làm người đánh, Phương Vĩnh Quý đương nhiên muốn Lâm Bí Thư đi qua vì bọn họ chỗ dựa, nhưng Lâm Hoành Vĩ không có ngốc như vậy, hắn vừa tới không có mấy ngày, không muốn lẫn vào đến loại phiền toái này bên trong đi. Người Hứa Thuần Lương lợi hại hơn nữa cũng không nên đánh người, một khi đánh người tính chất liền thay đổi, nếu như đối trong đó bất kỳ một cái nào tạo thành tổn thương, vậy liền phiền toái hơn. Lâm Hoành Vĩ cho rằng đồn công an liền có thể xử lý chuyện này. Phương Vĩnh Quý dựa theo Lâm Hoành Vĩ chỉ thị báo cảnh sát, hiện tại Hồ Sơn trấn đồn công an người phụ trách vẫn là Lý Thành Ba, hắn còn thân kiêm phó trấn trưởng chức vụ. Lý Thành Ba nghe Phương Vĩnh Quý miêu tả xong tình huống hiện trường, nghe nói gây chuyện mới là Hứa Thuần Lương, hắn phản ứng đầu tiên chính là đứng đội, dứt bỏ hắn cùng Hứa Thuần Lương đi qua quan hệ cá nhân không nói, Hứa Thuần Lương đi vào Hồ Sơn trấn về sau chế tạo lớn xung đột nhỏ. Phàm là báo cảnh Lý Thành Ba đều thân từ kinh lịch qua, hắn phi thường rõ ràng sau cùng kết cục, đều không ngoại lệ đều là Hứa Thuần Lương chiến thắng. Cái này Phương Vĩnh Quý cũng là hồ đồ, không có việc gì ngươi trêu chọc Hứa Thuần Lương làm gì. Ngươi coi như không có tự mình trải qua chẳng lẽ chưa nghe nói qua. Ngươi không biết người ta chuyên trị không phục. Lý Thành Ba quyết định xuất cảnh trước đó, vẫn là cho Lâm Hoành Vĩ gọi điện thoại, hắn muốn hỏi một chút Lâm Bí Thư ý tứ. Hắn thấy chẳng qua là Hứa Thuần Lương đem mấy cái cộng tác viên đánh, không cần thiết thượng cương thượng tuyến, chỉ cần Lâm Bí Thư một câu, mọi người chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhất tiếu mẫn ân cừu liền kết. Nhưng Lâm Hoành Vĩ tiếp vào điện thoại về sau đặt xuống câu tiếp theo, giải quyết việc chung. Lý Thành Ba bởi vì câu nói này lập tức xuất lĩnh thủ hạ tiến về hiện trường, mới vừa tới đến trấn cửa chính phủ, Tần Chính Dương liền gọi điện thoại tới. Đối với vị này tiền nhiệm lãnh đạo Lý Thành Ba là cực kỳ tôn trọng, hắn cung kính nói, Tần Bí Thư người có dặn dò gì. Mặc dù Tần Chính Dương thân phận bây giờ là thư ký, nhưng là hắn vẫn là quen thuộc gọi là Bí Thư. Tần Chính Dương nói, vừa mới chúng ta thu được quần chúng báo cáo, Hồ Sơn trấn một số người mắt không kỷ luật đảng quốc pháp, lạm dụng chức quyền, đánh nện văn lữ cục hạ hạt cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy. Lý Thành Ba trong lòng cảm giác nặng nề, minh bạch, Hứa Thuần Lương có hậu thủ a. Trực tiếp đem chuyện này thọt cho Tần Chính Dương, đừng nhìn Lý Thành Ba lăn lộn nửa đời người cơ sở, nhưng là đầu óc của hắn cùng tầm mắt đều là vô cùng rõ ràng, hắn cấp tốc nghĩ thấu đạo lý trong đó, Tần Chính Dương sở dĩ nổi giận là bởi vì lúc trước bộ chỉ huy làm việc địa điểm là hắn cấp cho văn lữ cục.
Hiện tại cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy tuy nói muốn chuyển về Đông Châu, nhưng tổng hợp chấp pháp xử lý dùng loại phương thức này để người ta cho đưa tiễn khó tránh khỏi có chút nóng vội, cái này đem tiền nhiệm lãnh đạo mặt mũi đưa ở chỗ nào. Tần Chính Dương là ai? Uông thư ký thiếp thân thư ký, hắn chỉ cần tại Uông thư ký trước mặt hóng hóng gió, chỉ sợ toàn bộ Hồ Sơn trấn đều muốn run ba run, mới tới bí thư Lâm Hoành Vĩ khó tránh khỏi có chút lơ là bất cẩn, hắn đều không biết mình đắc tội người nào. Thế mà còn để lại một câu giải quyết việc chung, người Lâm Hoành Vĩ giải quyết việc chung phạm vi tại Hồ Sơn Trấn, không khách khí chút nào nói người ta Tần Chính Dương hiện tại giải quyết việc chung phạm vi đã bao dung toàn bộ Đông Châu. Lý Thành Ba nói, Tần Bí Thư, ta đang chạy về hiện trường, hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Người không rõ ràng, video, ảnh chụp đều truyền đến ta nơi này, bộ chỉ huy là cái gì cấp bậc các ngươi không rõ ràng. Ta cái này mới rời khỏi mấy ngày. Hồ Sơn Trấn đám này cán bộ liền trở nên xem kỷ luật như không vô pháp vô thiên rồi. Lý Thành Ba nghe được Tần Chính Dương tức giận, hôm nay chuyện này chạm đến Tần Chính Dương vảy ngược, Tần Chính Dương sở dĩ như thế nổi giận, một là bởi vì hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ cá nhân, hai là hoàn toàn chính xác cảm thấy người vừa đi trà liền lạnh phiền muộn, còn có điểm trọng yếu nhất, đám người này lại dám cầm phí điện nước nói sự tình, ban đầu là hắn phân phó không cần cùng văn lữ cục thanh toán khoản này phí điện nước. Các ngươi dám đối với chuyện này làm văn chương chính là cùng ta Tần Chính Dương không qua được. Liền là nói ta Tần Chính Dương lấy việc công làm việc tư, cầm công ra lợi ích làm lấy lòng. Lý Thành Ba nói, Tần Bí Thư, người yên tâm ta nhất định sẽ giải quyết việc chung. Tần Chính Dương nói, là hẳn là giải quyết việc chung, đem tất cả đánh lấy chấp pháp cờ hiệu công khai đánh nện xung kích bộ chỉ huy phần tử phạm tội toàn bộ bắt lại, một cái đều không thể bỏ qua. Lý Thành Ba mặt đều tái rồi, ngọa tào. Hôm nay chuyện này là muốn chơi lớn rồi, tiền nhiệm bí thư nổi giận, hắn cũng muốn giải quyết việc chung. Lý Thành Ba cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, Tần bí thư, người nhìn muốn không muốn như vậy, người cùng Lâm bí thư nói riêng một chút một tiếng. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc xuống, Lý Thành Ba nghe được mình phanh 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 tiếng tim đập, hắn ý thức được mình câu nói này để Tần Chính Dương khó chịu, Tần Chính Dương nếu như nguyện ý tìm Lâm Hoành Vĩ thương lượng liền sẽ không đơn độc gọi điện thoại cho chính mình. Lý Thành Ba hoảng hốt vội nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tần Chính Dương lúc này mới hài lòng nói, lão Lý, ta tại Hồ Sơn Trấn thời điểm, chúng ta vẫn phối hợp không tệ, người làm việc ta yên tâm. Lý Thành Ba cúp điện thoại, cắn môi một cái, lớn tiếng nói, thổi còi. Phương Vĩnh Quý báo cảnh về sau, lại lập tức từ tổng hợp chấp pháp xử lý điều người, hắn cho rằng đạt được Lâm Bí Thư ủng hộ, đồn công an cảnh sát đến trước khi đến, Hứa Thuần Lương đừng muốn rời đi. Bảy tên bị đánh cộng tác viên không có từ trong nhà vệ sinh ra, vẫn bảo trì vốn có tư thế nằm ở nơi đó kêu rên, bọn hắn đạt được ám chỉ, phải nhịn lấy nhà vệ sinh hương vị các loại cảnh sát tới. Ba chiếc xe cảnh sát gào thét lên lái vào trấn chính phủ, phá vỡ trong viện yên tĩnh, cũng kinh động đến chính đang làm việc nhân viên công tác. Đừng nhìn Hứa Thuần Lương đánh cho náo nhiệt, nhưng là chế tạo ra động tĩnh còn không bằng xe cảnh sát vào cửa như thế lớn. Bí thư Lâm Hoành Vĩ cũng nghe đến cái này chói tai tiếng còi cảnh sát, hắn lúc đầu không nghĩ tới thân, nhưng tại tiếng còi cảnh sát thúc giục dưới, rốt cục vẫn là đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ nhìn qua phía dưới tình cảnh, ba chiếc xe cảnh sát đã tiến vào đại viện, nhưng là cũng không có lập tức đình chỉ tiếng địch. Lâm Hoành Vĩ nhìn không được phàn nàn nói, làm cái gì? Phương Vĩnh Quý nhìn thấy xe cảnh sát đến, lực lượng lập tức lại nổi lên, hắn lớn tiếng nói, đều cho ta xem trọng. Tất cả người gây ra họa một cái không cho phép đi. Lý Thành Ba mang theo thủ hạ đi vào hiện trường, Phương Vĩnh Quý dẫn đầu tiến lên đón, lão Lý, ngươi xem bọn hắn, công nhiên chống lại chúng ta đang lúc chấp pháp, người này còn ẩu đánh chúng ta chấp pháp làm đội viên, không trải qua cho phép quay chụp chúng ta chấp pháp quá trình. Lý Thành Ba nhìn trên mặt đất thùng giấy cùng đồ dùng trong nhà, bình tĩnh nói, bộ chỉ huy là các ngươi đập. Phương Vĩnh Quý sửng sốt một chút, không có nện, chúng ta là hỗ trợ thanh lý. Lý Thành Ba sắc mặt run lên, đem tất cả tham dự đánh nện bộ chỉ huy người đều mang đi. Phương Vĩnh Quý mộng bức, lão Lý, người có phải hay không sai lầm? Thiết diện vô tư Lý Thành Ba lạnh lùng nói, không có lầm, bộ chỉ huy là cái gì cấp bậc đơn vị? Ai cho quyền lực của các ngươi đánh nện bộ chỉ huy? Là Lâm Bí Thư, Phương Vĩnh Quý lời mới vừa nói ra khỏi miệng liền ý thức được nói sai, mau ngậm miệng. Hứa Thuần Lương nói, a, là Lâm Bí Thư a. Lâm Bí Thư để ngươi dẫn người đánh nện bộ chỉ huy. Phương Vĩnh Quý nói, ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi, hủy bỏ cái này bộ chỉ huy là thị lý quyết định,
chúng ta cũng chỉ là dựa theo lãnh đạo thành phố chính sách làm việc thôi. Hứa Thuần Lương nói, đây cũng là Lâm Bí Thư nói cho ngươi. Uông Kiến Minh đem văn kiện ký tên xong, đưa cho Tần Chính Dương, nhìn thấy Tần Chính Dương không có lập tức rời đi ý tứ, mỉm cười nói, có việc. Tần Chính Dương gật đầu nói, cũng không phải cái đại sự gì, gần nhất Văn Lữ Cục ra một vài vấn đề, có người tại giải tin tức, nói Uông Thư Ký một lần nữa điều chỉnh Đông Châu Văn Lữ phát triển trọng tâm, chậm dần cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết tốc độ. Uông Kiến Minh nhíu mày, còn có loại thuyết pháp này. Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết không phải vẫn luôn đang tiến hành sao? Tần Chính Dương nói, ta hôm nay nghe được một tin tức, Hồ Sơn Trấn Tổng hợp chấp pháp xử lý đem cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy đập. Uông Kiến Minh ngây ngẩn cả người, có loại sự tình này. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, có người phát cho ta một chút hiện trường ảnh chụp. Uông Kiến Minh hướng hắn vẫy vẫy tay, Tần Chính Dương cầm khởi điện thoại di động của mình tìm ra sớm đã chuẩn bị xong video cho hắn nhìn. Uông Kiến Minh nhìn trong chốc lát, sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm, bọn hắn đang làm cái gì? Một cái hương trấn tổng hợp chấp pháp xử lý liền dám làm sằng làm bậy rồi. Tần Chính Dương nói, chỉ dựa vào một đoạn này video ngược lại cũng nói không được quá nhiều, bất quá vẫn là có thể nhìn ra bọn hắn đối thượng cấp đơn vị khuyết thiếu vốn có kính sợ. Uông Kiến Minh nói, Hồ Sơn Trấn phương diện phương thức làm việc dã man thô bạo, Văn Lữ Cục phương diện công việc cũng không làm được vị, loại chuyện này hẳn là để bọn hắn đi xử lý. Tần Chính Dương nói, Văn Lữ Cục bên kia gần nhất mấy cái người phụ trách nằm viện, tiếp nhận điều tra tiếp nhận điều tra. Uông Kiến Minh nói, ta mặc kệ bọn hắn hiện tại tình huống như thế nào, để chính bọn hắn xử lý tốt, cái gì gọi là ta điều chỉnh Đông Châu Văn Lữ phát triển trọng tâm. Đây không phải rõ ràng ở trong tối đâm đâm nói ta phủ định tiền nhiệm lãnh đạo mắt chỉ riêng sao. Cấp quốc gia nghỉ phép khu là quốc gia phương diện quy hoạch, ta làm sao có thể phủ định. Quả thực là làm bừa bãi. Tần Chính Dương cung kính đứng ở một bên, chờ Uông Kiến Minh chỉ thị. Uông Kiến Minh nghĩ một hồi nói, truy cứu người trong cuộc trách nhiệm, người đối Hồ Sơn Trấn tình huống rõ ràng nhất, đối Văn Lữ Cục hạ hạt đơn vị làm sao lại thiết lập ở Hồ Sơn Trấn ở trong chính phủ. Tần Chính Dương đem việc trải qua đơn giản nói một lần. Uông Kiến Minh như có điều suy nghĩ, cân nhắc trong chốc lát nói, Văn Lữ Cục gần nhất khiến cho loạn thất bát tao, mặt trái tin tức quá nhiều. Dứt khoát đem cái này bộ chỉ huy theo Văn Lữ Cục độc lập ra, người đối tình huống bên kia tương đối quen thuộc, người trước tiên có thể đi phụ trách, đem chuyện này giải quyết tốt, trực tiếp hướng ta báo cáo. Tần Chính Dương nói, ta phải cần một người trợ giúp a. Uông Kiến Minh nói, ngươi không phải đã nói đi Hứa Thuần Lương phụ trách chuyện này sao? Tần Chính Dương nói, hắn tại hệ thống vệ sinh a. Uông Kiến Minh nói, bất kể hắn là cái gì hệ thống, chỉ cần là tại Đông Châu phạm vi bên trong, ta để hắn làm gì, hắn liền phải làm gì, tiểu tử kia tinh lực vô tận, ngươi liền giao cho hắn giày vò đi, cho thêm hắn thêm điểm gánh mệt mỏi không chết hắn. Đây chính là Tần Chính Dương kết quả mong muốn, rời đi Uông Kiến Minh văn phòng. Hắn cho Hứa Thuần Lương phát một cái tin, chữ số không nhiều, lượng tin tức rất lớn, bộ chỉ huy độc lập, do ngươi trông nom, ngươi đối ta phụ trách. Đồn công an tướng đánh nện bộ chỉ huy 7 tên cộng tác viên tất cả đều bắt lại mang đi, Phương Vĩnh Quý cùng Lý Thành Ba lý luận, Lý Thành Ba không khách khí chút nào nhắc nhở hắn không muốn ảnh hưởng chấp pháp, nếu như hắn gan dám làm như thế, sẽ đem hắn cùng nhau mang đi. Lâm Hoành Vĩ đạt được Phương Vĩnh Quý báo cáo, chuẩn bị rời phòng làm việc thời điểm. Phó thư ký Hà Khải Văn vội vàng đi vào trước mặt hắn, thấp giọng nói, Lâm Bí Thư, người làm sao để cho người ta đem bộ chỉ huy đập. Lâm Hoành Vĩ nói, ta không có a, ta chỉ là để bọn hắn dọn nhà, Văn Lữ Cục người đều đi, hiện tại chỉ còn lại đám kia cộng tác viên, bọn hắn chiếm chính phủ chúng ta tài nguyên, dùng đến chúng ta nước miễn phí điện, mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm chúng ta không ít chi tiêu, để bọn hắn đi không phải hẳn là sao. Hà Khải Văn thở dài nói. Vừa mới Tần Chính Dương đồng chí gọi điện thoại để cho ta chuyển cáo người, trong thành phố quyết định tướng cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy theo Văn Lữ trong cục chia tách độc lập ra, từ hắn tự mình nắm giữ ấn soái, trực tiếp hướng Uông thư ký phụ trách. Lâm Hoành Vĩ đầu ông, đến liền lớn, hắn nguyên bản cho rằng chuyện này cùng Tần Chính Dương không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng không phải tại nhằm vào Tần Chính Dương, hắn không dám. Nếu như không phải đạt được Văn Lữ cục xác định rút về bộ chỉ huy tin tức hắn cũng sẽ không như thế làm. Nhưng làm sao đều không nghĩ tới sẽ thọc một cái tổ ong vỏ vẽ, Tần Chính Dương hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho hắn, nhưng là người ta không có cái này a làm, liền chứng minh Tần Chính Dương đối những gì hắn làm đã tương đương khó chịu, thông qua phương thức như vậy hướng hắn cho thấy bất mãn.
mắt Trần có thể thấy Lâm Hoành Vĩ sắc mặt biến thành xám trắng, Hà Khải Văn có thể phát giác được sợ hãi của hắn, nhắc tới cái Lâm Hoành Vĩ cũng là có mau bệnh, mới vừa tới đến Hồ Sơn Trấn không lâu, người đốt ba cây đuốc tâm tình có thể lý giải, nhưng là chưa thấy qua cây đuốc thứ nhất liền đốt hướng về phía trước đảm nhiệm lãnh đạo. Bất quá Hà Khải Văn cũng hồ đồ, Văn Lữ Cục không phải quyết định đem bộ chỉ huy cho rút về Đông Châu sao? Làm sao đột nhiên lại quyết định tướng bộ chỉ huy độc lập ra, nói cách khác về sau bộ chỉ huy cùng Văn Lữ Cục không quan hệ rồi. Hà Khải Văn nhìn thấy Lâm Hoành Vĩ dáng vẻ rất muốn cùng tình hắn, nhưng ý tưởng chân thật lại là cười trên nỗi đau của người khác, lúc đầu hắn coi là Tần Chính Dương rời đi mình có thể tiếp nhận, nghĩ không ra lại tới cái Lâm Hoành Vĩ, phó chức đối chính chức cung kính rất ít xuất phát từ nội tâm, nhất là vị này chức vị chính chiếm trước hắn tha thiết ước mơ vị trí, còn không có biểu hiện ra để hắn tin phục năng lực. Hà Khải Văn nói, Lâm Bí Thư, người làm sao lại để tổng hợp chấp pháp xử lý làm chuyện này đâu? Lâm Hoành Vĩ lắc đầu, hiểu lầm, khẳng định hiểu lầm, cái này Phương Vĩnh Quý, hắn xuyên tạc ta ý tứ, không được, ta phải đi hiện trường nhìn xem, lão Hà cùng đi. Hà Khải Văn biết con hàng này không có một mình đối diện cái này cục diện rối rắm dũng khí, họa là ngươi xông ra tới, ngươi bây giờ kéo ta cùng đi là có ý gì? Không qua người ta là người lãnh đạo trực tiếp, mình cũng không thể không đi. Hà Khải Văn nhắc nhở Lâm Hoành Vĩ nói, tiểu hứa người này tại Hồ Sơn Trấn tạm giữ chức qua một đoạn thời gian, người hẳn là có nghe thấy a. Lâm Hoành Vĩ nói, không hiểu rõ. Hà Khải Văn trong lòng tự nhủ ngươi bây giờ hiểu rõ rồi. Hai người tới hiện trường thời điểm, tổng hợp chấp pháp xử lý bị đánh 7 cái người đã bị toàn bộ khống chế mang tới xe cảnh sát. Phương Vĩnh Quý ngay tại mặt đỏ tía tai cùng Lý Thành Ba tranh luận. Xuất thủ trước nhất đánh người Hứa Thuần Lương. Mang theo Trương Hải Đào cùng mấy cái khác cộng tác viên ngược lại thành quần chúng, giống như chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ giống như. Nhìn thấy người đứng đầu Lâm Hoành Vĩ đích thân đến, tất cả mọi người lập tức đều yên tĩnh. Phương Vĩnh Quý tức giận đi vào Lâm Hoành Vĩ trước mặt, Lâm Bí Thư, người nhìn nhìn đồn công an bọn họ đến cùng có ý tứ gì. Không bắt đánh người đi hung, ngược lại đem chúng ta chấp pháp nhân viên bắt lại. Lý Thành Ba đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để nhân viên cảnh sát tạm thời đừng tiến hành bước kế tiếp hành động, hắn ngược lại muốn xem Lâm Hoành Vĩ nói thế nào. Lâm Hoành Vĩ nhìn mặt đất bên trên một mảnh hỗn độn vật phẩm, nhíu mày một cái nói, ta để ngươi trợ giúp bộ chỉ huy sửa sang một chút, ai bảo các ngươi làm thành cái dạng này. Phương Vĩnh Quý nói, Lâm Bí Thư, Minh. Hà Khải Văn đứng tại Lâm Hoành Vĩ sau lưng hướng Phương Vĩnh Quý chớp chớp mắt, Phương Vĩnh Quý coi như lại xuẩn cũng minh bạch, khó trách Lý Thành Ba vừa đến đã tướng đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Công khai che chở Hứa Thuần Lương, Lâm Hoành Vĩ tới về sau lại trở mặt không quen biết, rõ ràng là hắn ra lệnh, hiện tại là dự định tất cả đều lại đến trên người mình. Phương Vĩnh Quý nói, là hắn trước ẩu đánh chúng ta chấp pháp nhân viên. Lâm Hoành Vĩ nhìn qua Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua hắn, bất quá là cười lạnh. Lâm Hoành Vĩ nói, các ngươi 7 cái, người ta hứa chủ nhiệm một cái, lừa gạt ai đây? Hứa chủ nhiệm một người đem các ngươi 7 tên cộng tác viên đều đánh. Lão Hà, người tin không? Hà Khải Văn trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó lại túm bên trên ta, hắn lắc đầu nói, một cái đánh 7 cái. Giống như hơi cường điệu quá đi, trong lòng của hắn biết một chút đều không khoa trương, đừng nói 7 cái, coi như 17 cái cũng không phải Hứa Thuần Lương đối thủ. Lý Thành Ba nói, Lâm Bí Thư, là người để cho ta giải quyết việc chung, căn cứ ta điều tra, là tổng hợp chấp pháp làm 7 tên nhân viên công tác truy đánh Hứa chủ nhiệm trước đây. 1. Phương Vĩnh Quý đều tức xỉu, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, hắn cũng thừa nhận 7 tên cộng tác viên truy đánh Hứa Thuần Lương, nhưng một lần cuối cùng không có đánh lấy, bị người ta dẫn tới trong nhà vệ sinh đánh cho nhừ đòn, cái này họ Hứa quá âm, chuyên chọn không có giám sát địa phương ra tay. Lâm Hoành Vĩ nhẹ gật đầu, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, tại chúng ta ngay dưới mắt liền làm ra hành động như vậy, các ngươi đem trấn chính phủ xem như cái gì rồi. Ta nói cho các ngươi biết. Tất cả dính líu đánh nện bộ chỉ huy người một cái không thể buông tha, còn có ngươi Phương Vĩnh Quý, ngươi phải nghiêm túc kiểm điểm. Phương Vĩnh Quý trong lòng thầm mắng, kiểm điểm ngươi tê liệt, không phải ngươi hạ ra lệnh cho chúng ta dám làm như vậy. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện, ngươi mẹ nó ngược lại là giải quyết việc chung. Thế mà làm được người một nhà trên đầu, Lâm Hoành Vĩ ngươi làm sao phục chúng. Ngươi còn muốn điểm bức mặt sao? Lâm Hoành Vĩ ba chân bốn cẳng đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt. Duỗi ra hai tay nắm ở Hứa Thuần Lương tay phải, Hứa Thuần Lương cũng không có tránh, liền nhìn con hàng này làm sao biểu diễn. Lâm Hoành Vĩ nói, Hứa chủ nhiệm, thật sự là thật có lỗi,
ta tới chậm, đều là công việc của chúng ta sai lầm. Hứa Thuần Lương nói, ngài là. Lâm Hoành Vĩ biết hắn biết rõ còn cố hỏi, còn đến kiên trì trả lời, ta họ Lâm, lãnh đạo cấp trên để cho ta tới chủ trì Hồ Sơn Trấn công việc. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lão Lâm A, người đến Hồ Sơn Trấn không lâu, xem ra đối với nơi này phương thức làm việc cũng không hiểu rõ, đối bộ chỉ huy công việc tính chất cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Hoành Vĩ ngay trước nhiều người như vậy bị Hứa Thuần Lương giáo huấn, trong lòng đã phi thường khó chịu, nhưng là hắn nhận thức đến hôm nay làm khó dễ chính là tiền nhiệm Tần Chính Dương, hắn trêu chọc không nổi, mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy, hôm nay cái này sự kiện đã làm lớn chuyện, nếu là hắn xử lý bất đương, khả năng liền muốn ô cát khó giữ được. Lâm Hoành Vĩ cười theo nói, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Hắn nhìn Hà Khải Văn một chút, ám chỉ Hà Khải Văn giúp đỡ nói một câu. Hà Khải Văn cũng không tốt một câu đều không nói, cười nói, Thuần Lương đồng chí, ta nhìn hôm nay khẳng định là có chỗ hiểu lầm, hy vọng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Hứa Thuần Lương chỉ trên mặt đất kia bồn thất tinh hải đường nói, cái này hải đường là Mai Trấn trưởng lưu cho ta chiếu cố, bị các ngươi tổng hợp chấp pháp làm đồng chí đập, nếu như Mai Trấn trưởng nếu là biết chuyện này, chỉ sợ liền sẽ không giống ta dễ nói chuyện như vậy. Lâm Hoành Vĩ đối Mai Như Tuyết đại danh là biết đến. Hắn không cho rằng Mai Như Tuyết nhân vật như vậy lại bởi vì một chậu hoa hải đường trả thù mình, bất quá Hứa Thuần Lương ám chỉ đã hết sức rõ ràng, người ta đối phó mình thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, Lâm Hoành Vĩ nói ta lập tức an bài để cho người ta tướng cái này bồn hoa cho trồng tốt. Hứa Thuần Lương nói, nàng nhớ tình bạn cũ A, chậu hoa đều nát, hoa này bồn là nàng từ kinh thành mang tới đồ cổ. Lâm Hoành Vĩ nói, Phương Vĩnh Quý, ngay lập tức đi mua một cái giống nhau như đúc. Thanh âm đều có chút phát run, không nghe lầm, con hàng này nói đúng đồ cổ, nếu thật là đồ cổ, kia đến gặp bao nhiêu tiền. Con hàng này nên không phải muốn thừa cơ gõ lừa chúng ta à. Phương Vĩnh Quý không nói một lời, hắn bắt đầu cân nhắc trách nhiệm vấn đề, đoán chừng 7 tên cộng tác viên đều giao ra còn chưa đủ, chưa chừng Lâm Hoành Vĩ muốn bắt hắn hiến tế. Hứa Thuần Lương nói, lúc đầu ta cũng không nên tới, nhưng bí thư để cho ta hỗ trợ xử lý một chút bộ chỉ huy công việc. Biết mọi người bận rộn công việc, ta không muốn làm phiền các ngươi, nguyên nghĩ đến tìm mấy người đem đồ đạc của chúng ta lặng lẽ dọn đi rồi là được, thật không nghĩ đến a. Lâm Hoành Vĩ trong lòng tự nhủ ngươi khiêng ra Uông thư ký làm ta sợ, mặc dù cho rằng Hứa Thuần Lương cáo mượn oai hùng khả năng rất lớn, nhưng là hắn vẫn là sợ hãi, Hứa chủ nhiệm, chúng ta không có để bộ chỉ huy dọn đi a. Bộ chỉ huy làm việc điểm thiết ở chỗ này dễ dàng cho giao lưu công việc. Chúng ta cũng có thể từ bộ chỉ huy đạt được mới nhất công việc phương hướng. Hứa Thuần Lương nói, không thích hợp, vẫn là phải rời, các ngươi chỉ là một cái khoa cấp đơn vị, bộ chỉ huy quá khứ là văn lữ cục thuộc hạ, cấp bậc là phó phòng, hiện ở trong thành phố quyết định đem bộ chỉ huy độc lập ra, vậy liền là chính sử cấp đơn vị, cũng không thể để một cái chính sử cấp đơn vị trực thuộc tại khoa cấp trong đơn vị A. Hứa Thuần Lương thuần túy là ăn nói lung tung, nhưng là những người khác không biết tình huống cụ thể. Đều bị con hàng này hù đến sửng sốt một chút. Lâm Hoành Vĩ nói, không sao, chúng ta kiên quyết phối hợp lãnh đạo cấp trên công việc, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Phương Vĩnh Quý một mặt buồn bực nhìn qua Lâm Hoành Vĩ, ngươi còn có thể yếu điểm bước mặt sao? Để chúng ta làm rõ lý chính là ngươi, hiện tại bán chúng ta lại là ngươi, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ngươi thật đúng là có thể không thèm đếm xỉa. Hứa Thuần Lương hướng Lý Thành Ba nói, Lý Sở, được rồi. Đem bọn hắn 7 cái đều thả đi, dù sao ta cũng không chút thụ thương, người ta cộng tác viên cũng không dễ dàng, đừng vừa ra sự tình liền để bọn hắn cõng nồi. Đám người nhìn qua 7 tên bị đánh sưng mặt sưng mũi cộng tác viên, người bị hại đến cùng là ai? Làm sao có chút cả không rõ? Hứa Thuần Lương nói, lão Lâm A, trong thành phố văn kiện chính thức hạ đạt trước đó, khả năng bộ chỉ huy còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này làm việc, Uông thư ký không lâu rất có thể tới thị sát. Đây chính là hắn thay Uông Kiến Minh nói, dù sao đám người này cũng không có người nào có thể có cơ hội hướng Uông thư ký chứng thực. Lâm Hoành Vĩ liên tục gật đầu, ta lập tức để bọn hắn hảo hảo quét sạch, đem bộ chỉ huy tất cả vật phẩm khôi phục hình dáng cũ. Hứa Thuần Lương cười cười, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cho Uông Kiến Minh gọi điện thoại. Tiếp thông điện thoại về sau, Hứa Thuần Lương kêu lên, Uông thư ký, ta có chuyện hướng người báo cáo. Lâm Hoành Vĩ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hai cái đùi đều như nhũn ra, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ta đều hèn mọn đến loại trình độ này, ngươi còn không chịu buông tha ta. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều, Hứa Thuần Lương mới sẽ không tại Uông Kiến Minh trước mặt sách hắn, coi như sách Uông Kiến Minh cũng không biết Lâm Hoành Vĩ là ai.
Uông Kiến Minh nói đi. Hứa Thuần Lương đem Lâm Tư Cẩn mẫu nữ đến Đông Châu sự tình báo cho hắn, Uông Kiến Minh ngựa bên trên biểu thị sẽ bớt thời gian bái phỏng một chút. Lâm Hoành Vĩ mặc dù đứng đấy thế nhưng là nội tâm của hắn đã cho Hứa Thuần Lương quỳ, hắn thật không nghĩ tới chuyện này sẽ làm đến nghiêm trọng như vậy, lúc đầu hắn điểm xuất phát cũng không phải nhằm vào Hứa Thuần Lương, càng không phải là nhằm vào Tần Chính Dương, nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ dẫn phát cái này khởi xung đột. Nhìn thấy Lâm Hoành Vĩ quẫn cảnh, có không ít người đứng xem trong lòng mừng thầm, Hà Khải Văn chính là trong đó một cái. Bất quá hắn ẩn tàng rất khá, chủ động giúp đỡ đánh cái giảng hòa, đã hiểu lầm đều đã nói ra, Lý Sở ngươi liền thu đội đi. Lý Thành Ba cười nói, đi. Hắn để cho thủ hạ tướng cộng tác viên đều đem thả, bảy tên cộng tác viên mặc dù không có nhiều kiến thức, nhưng nhìn đến tràng diện này, cũng biết trận đánh này bạch ai, nếu như không buông tha, chỉ sợ muốn đem mình cho thua tiền. Phương Vĩnh Quý rũ cục lấy đầu, tâm tình của hắn buồn bực nhất. Lâm Hoành Vĩ mới mặc kệ hắn, cười mời Hứa Thuần Lương tới phòng làm việc ngồi một chút. Hứa Thuần Lương biểu thị không cần, mình còn có khách nhân phải bồi. Trương Hải Đào lại lái xe tướng Hứa Thuần Lương đưa về nhà máy rượu suối nước nóng. Diệp Thanh Nhã cùng Lâm Tư Cẩn ngồi tại cái đình bên trong hứng thú nói chuyện chính nồng, căn bản không biết Hứa Thuần Lương rời đi trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện gì. Hứa Thuần Lương đi vào trộm thâm nhập quan sát miệng, hướng về phía bên trong hô một tiếng, Kim Vũ ca, hai người các ngươi không có ra chuyện gì à. Qua không bao lâu, Vương Kim Vũ trước leo lên, một mặt không vui nói, người ổn ảo cái gì. Ta bồi người ta tiết tiểu thư khảo cổ đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, cô nam quả nữ, tối như bưng, ta sợ ngươi phạm sai lầm. Vương Kim Vũ nói, ta có thể phạm cái gì sai lầm. Hứa Thuần Lương xích lại gần hắn thấp giọng nói, nàng ở phía dưới làm cái gì? Vương Kim Vũ nói, bình thường khảo cổ a, dù sao ta cũng xem không hiểu nàng thiết bị, nhìn qua rất cao cấp. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ để Vương Kim Vũ người ngoài này nhìn chằm chằm Tiết An Ninh là có chút khó khăn, nếu như phổ kiến tại liền tốt, phổ kiến gần nhất mặc dù tại Đông Châu, bất quá cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lúc này Tiết An Ninh cũng nổi lên, nàng đi trước rửa tay một cái, tiếp nhận Vương Kim Vũ đưa tới khăn mặt, hướng Hứa Thuần Lương nói, phía dưới khả năng còn có trộm động. Một câu đem Hứa Thuần Lương cho cả mộng, còn có. Tiết An Ninh nói, cái này có cái gì hiếm lạ? Động dưới có động, trong động, có chút cỡ lớn mộ táng, phát hiện mấy cái trộm động, thậm chí 10 cái trộm động đều rất phổ biến. Hứa Thuần Lương nói, làm sao ngươi biết? Tiết An Ninh nói, hiện đại khảo cổ đều là cùng công nghệ cao đem kết hợp, lợi dụng mới nhất khoa học kỹ thuật dưới mặt đất chống rỗng khảo cổ nghi, có thể phác họa ra dưới mặt đất 3 chiều kết cấu, mặc dù làm không được 100% chuẩn xác, nhưng là cũng có thể ở một mức độ nào đó đưa đến tham chiếu tác dụng. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía sau lưng nàng ba lô. Tiết An Ninh nói, ta hôm nay chỉ là tùy tiện tới xem một chút, chính thức khảo cổ cần nơi đó văn bảo đảm bộ môn đưa ra xin, làm một loạt chính quy thủ tục. Hứa Thuần Lương nói, người nói cái đạo động này đại khái tại nguyên trộm động phía dưới bao sâu địa phương. Tiết An Ninh nói, đại khái 5 mét độ sâu bộ dáng, về phần tồn tại bao lâu liền không nói được rồi. Nàng để Vương Kim Vũ mang theo mình đi chung quanh đi dạo. Hứa Thuần Lương âm thầm cảm thán đi qua tới mấy vòng chuyên gia khảo cổ tổ, bao quát giới giáo dục người có quyền Bạch Mộ Sơn, bọn hắn đều không có phát hiện cái này giấu ở trộm động phía dưới trộm động, Tiết An Ninh vừa đến đã phát hiện, đến tột cùng là Tiết An Ninh lợi hại đâu vẫn là đám kia cái gọi là chuyên gia quá mức bình thường. Nhưng Tiết An Ninh tại sao muốn nói cho mình nghe, hẳn không phải là đơn thuần nghĩ biểu hiện ra nàng như thế nào lợi hại. Buổi trưa, một đoàn người đi vào Hiển Hồng nông trường. Chiêm Ái Hoa phụ tử đầu tư nước gió suối nước nóng khách sạn đã thuần công, tháng sau liền muốn chính thức kinh doanh. Gần nhất ở chỗ này phụ trách là Tống Kiến Thiết, cùng Hứa Thuần Lương cũng rất quen biết. Nghe nói Hứa Thuần Lương mang khách tới, Tống Kiến Thiết lập tức cung cấp một bộ suối nước nóng tứ hợp viện cho bọn hắn. Liền Lâm Tư Cẩn cùng Diệp Thanh Nhã đều bị khách sạn này phong cách hấp dẫn. Hứa Thuần Lương để các nàng trước nghỉ ngơi một hồi, trước cùng Vương Kim Vũ đi trên nước phòng ăn. Suối nước nóng khách sạn trước mắt còn đang chuẩn bị giai đoạn, dừng chân không có vấn đề, nhưng là còn không cách nào cung cấp ăn uống phục vụ, cho nên cơm trưa liền an bài tại nông trường trên nước phòng ăn. Vương Kim Vũ đi an bài thời điểm, Hứa Thuần Lương nhận được Tần Chính Dương điện thoại, Tần Chính Dương lặng lẽ nói cho hắn biết, Uông Thư Ký Lâm thời quyết định, buổi chiều liền đi Nguy Sơn Đảo. Hứa Thuần Lương suy nghĩ, Uông Kiến Minh tới khẳng định không phải là vì bộ chỉ huy sự tình, mà là bởi vì Lâm Tư Cẩn.
Kỳ thật riêng lấy Lâm Tư Cẩn thân phận mà nói, không nên để Uông Kiến Minh trịnh trọng như vậy đối đãi, dù sao nàng phụ trách là trung y thuốc bộ môn. Dựa vào Hứa Thuần Lương ý nghĩ, chờ Lâm Tư Cẩn đến Đông Châu, Uông Kiến Minh lại đi tiếp cũng không muộn. Nhưng người ta Uông Kiến Minh hết lần này tới lần khác lại tới, chẳng lẽ là bởi vì Diệp gia nguyên nhân? Tần Chính Dương nhắc nhở Hứa Thuần Lương không muốn sớm đem bí thư hành trình để lộ ra đi, lần này Uông thư ký cũng không phải một người, vợ chồng bọn họ hai đồng hành, không phải là vì công sự, chủ yếu là vì giải sầu. Gia niên quảng trường 10 năm trước phá hư cổ mộ, trộm mộ cổ văn vật sự tình ảnh hưởng so trong dự liệu phải lớn, vốn cho là mình sớm đã an toàn lên bờ trước hoa niên phó tổng Đoàn Viễn Hồng cũng tại Tinh gia pha xa lưới, rời đưa trong nước thụ thầm. Chính là bởi vì hắn xa lưới, chuyện này bị một chút cảnh ngoại truyền thông ác ý thao tác, cố ý phóng đại. Chịu ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là hoa niên tập đoàn, đang đứng ở nợ nần gây dựng lại trong khốn cảnh hoa niên tập đoàn hiện tại đã tiến vào tín dự phá sản hoàn cảnh. Tất cả mọi người rõ ràng, hoa niên xong, gia niên bách hóa cũng xong rồi. Đông Châu thành thị hình tượng cũng bởi vì việc này nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, đây không phải Uông Kiến Minh vấn đề, cũng không phải Chu thư ký vấn đề, thậm chí có thể nói không phải các đời lãnh đạo vấn đề, nhưng là vấn đề phát sinh, thương tổn tới Đông Châu đây là sự thật không thể chối cãi. Uông Kiến Minh tái tạo Đông Châu lịch sử văn mạch quy hoạch từ cùng tán thưởng cũng biến thành có thanh âm bất đồng, vào thời điểm nhạy cảm này, Ương thì tập trung lại đẩy ra đồng thời chuyên mục, nhằm vào các nơi một phương diện đại lực trùng kiến xây lại cổ kiến trúc, một phương diện lại xuất hiện đủ loại chân chính văn vật bảo hộ công không làm được vị, tiến hành nghiên cứu thảo luận, ở trong đó lệ cử đi Đông Châu gia niên quảng trường phá hư cổ mộ sự kiện. Cái này tin tức truyền ra, lập tức để Uông Kiến Minh khởi động Đông Châu lịch sử văn mạch kiến thiết quy hoạch ở vào một cái tương đương lúng túng hoàn cảnh. Dựa theo Ương thị bình luận viên sau cùng tổng kết đặt câu hỏi, ngành tương quan là Lâm Uyên mộ cá vẫn là lui mà kết lưới. Là chân thật làm tốt chân chính văn vật bảo hộ, vẫn là tướng tiền vùi đầu vào mới xây cái gọi là cổ thành cổ xây trúc bên trên. Uông Kiến Minh lần này đột nhiên quyết định tiến về Nguy Sơn đảo có vi phục tư phóng ý tứ, để Tần Chính Dương không cần kinh động nơi đó cán bộ, coi như là một lần du lịch, ngày thứ hai lại vừa lúc là cuối tuần, hắn hẹn thê tử Hạ Uyển Oánh cùng một chỗ tiến về Nguy Sơn đảo giải sầu. Hứa Thuần Lương khi lấy được thông chi sau lập tức an bài Vương Kim Vũ phái du thuyền đi đón, Uông Kiến Minh không muốn kinh động quá nhiều người, kia liền trực tiếp đem hắn tiếp vào Hiển Hồng nông trường bến tàu. Lâm Tư Cẩn bên kia, Hứa Thuần Lương cũng nói một tiếng, đương nhiên không thể nói Uông Kiến Minh cặp vợ chồng là đặc biệt tới bái phỏng nàng, liền nói Uông Kiến Minh cũng là cuối tuần đến bên này nghỉ phép. Uông Kiến Minh cùng chủ nhân của nông trường Đông Nghiễm Sinh quan hệ không phải bình thường, Đông Nghiễm Sinh tại năm đó cùng phụ thân của hắn là chiến hữu. Bất quá Đông Nghiễm Sinh đoạn thời gian gần nhất đi Điền Nam trà nhà máy. Hứa Thuần Lương bên này vừa mới an bài thỏa đáng, Phó Thư ký Hà Khải Văn lại gọi điện thoại tới, hắn cũng là ứng thư ký mới Lâm Hoành Vĩ yêu cầu, nghĩ ở buổi tối tích lũy cái cục, mọi người tại cùng nhau tụ tập. Hứa Thuần Lương khéo lời từ chối Hà Khải Văn, biểu thị mình lần này là bồi người nhà cùng một chỗ qua khách du lịch, cho nên bận quá không có thời gian, bất quá về sau bọn hắn khẳng định không thể thiếu liên hệ. Hà Khải Văn đem Hứa Thuần Lương nguyên thoại nói cho Lâm Hoành Vĩ. Lâm Hoành Vĩ hiện tại phi thường hối hận, đã an bài tổng hợp chấp pháp làm đám người kia đem bộ chỉ huy cho khôi phục nguyên trạng, mặc dù văn kiện chính thức không có hạ đạt, nhưng là có một chút có thể xác định, bộ chỉ huy không rút lui, mà lại về sau bộ chỉ huy cùng Đông Châu Văn Lữ Cục không quan hệ rồi, trực tiếp từ Tần Chính Dương phụ trách. Lâm Hoành Vĩ như là bị người cho xiết một đạo kim cô chú, tư vị này thật sự là không dễ chịu. Uông Kiến Minh vợ chồng tại Hiển Hồng nông trường dưới bến tàu thuyền, sớm nhận được tin tức Hứa Thuần Lương qua tới đón tiếp. Hạ Uyển Oánh còn là lần đầu tiên tới đây, đắm chìm trong non sông tươi đẹp mỹ cảnh bên trong. Hứa Thuần Lương cung kính ân cần thăm hỏi. Uông Kiến Minh nói, Lâm A Di các nàng ở nơi nào? Hứa Thuần Lương chỉ cách đó không xa suối nước nóng khách sạn, tướng cái đôi này đưa qua. Tần Chính Dương một mực theo ở phía sau, bất quá đến tứ hợp viện liền dừng bước lại. Hứa Thuần Lương cũng không tiến vào, hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm lĩnh thần hội đi bên cạnh Vân Ẩn quán trà, ngoài ý muốn phát hiện Tiết An Ninh một người ngồi ở trong phòng uống trà. Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, cùng Tần Chính Dương đi bên ngoài ngồi. Làm sao đột nhiên liền đến rồi? Tần Chính Dương nâng chén trà lên uống hai ngụm nói, hai ngày này tin tức người chú ý hay chưa? Hứa Thuần Lương lắc đầu. Tần Chính Dương đơn giản đem gần nhất dư luận hướng gió miêu tả một chút. Hứa Thuần Lương nói, cái này cùng Uông thư ký quan hệ thế nào?
hơn 10 năm trước sự tình, oan có đầu nợ có chủ, muốn truy cứu cũng là lúc ấy giám thị bộ môn trách nhiệm. Tần Chính Dương nói, người khác cũng mặc kệ đạo lý này, vừa vặn tập trung chuyên mục lại đem chuyện này cùng gần nhất các nơi như ong vỡ tổ kiến thiết cổ thành cổ kiến trúc hiện tượng liên hệ ở cùng nhau, cái này không đem đầu mâu liền chỉ hướng Đông Châu trùng kiến lịch sử văn mạch quy hoạch nha. Hứa Thuần Lương nói, sẽ không có người mượn chuyện này cố ý nhằm vào. Tần Chính Dương dùng ánh mắt ngăn lại hắn tiếp tục nói đi xuống, nâng chén trà lên lại nhấp một ngụm trà nói, lúc nào địa phương nào đều không thể thiếu một chút người có dụng tâm khác, nói chuyện ngày hôm nay. Hứa Thuần Lương nói, không tính là cái đại sự gì, chính là mấy cái không có ánh mắt đồ chơi làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Tần Chính Dương hướng chung quanh nhìn một chút, thấp giọng nói, Đông Châu Văn Lữ tầng quản lý muốn một lần nữa tẩy bài. Đây là tại Hứa Thuần Lương chuyện trong dữ liệu, có Đông Châu đồ nướng thành vết xe đổ, Uông Kiến Minh đối Văn Lữ công việc trở nên phi thường thận trọng, đã phát hiện vấn đề, hắn chịu chắc chắn ngay đầu tiên xuất thủ giải quyết, muốn cải biến một cái bộ môn diện mạo, tăng lên hiệu suất, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp chính là từ tầng quản lý vào tay. Hứa Thuần Lương nói, xảy ra chuyện rồi. Tần Chính Dương nói, khẳng định phải thay đổi nhân sự. Hứa Thuần Lương kỳ thật cũng không quan tâm Văn Lữ cục biến động. Tầng tầng lớp lớp phiền phức, để Đông Châu Văn Lữ cục từ quá khứ bánh trái thơm ngon biến thành khoai lang bỏng tay, ai cũng không muốn ngay tại lúc này tiếp nhận. Hứa Thuần Lương nhớ tới Phạm Lý Đạt tại phó chức bên trên đã làm không ít năm, mặc dù một lòng tích cực yêu cầu tiến tới, nhưng khoảng cách chức vị chính luôn luôn chênh lệch như vậy một hơi, không biết lần này có thể hay không rơi vào đầu hắn bên trên. Nhìn qua đối diện Tần Chính Dương, nhớ tới Uông Kiến Minh đem bộ chỉ huy độc lập ra giao cho Tần Chính Dương phụ trách sự tình. Hứa Thuần Lương cười nói, Uông thư ký sẽ không phải cho ngươi đi à. Tần Chính Dương lắc đầu. Hứa Thuần Lương cũng biết khả năng không lớn, Uông Kiến Minh đối Tần Chính Dương người bí thư này tương đương hài lòng, tại hắn nhiệm kỳ bên trong hẳn là sẽ không buông tay để hắn đi một mình đảm đương một phía, bất quá để Tần Chính Dương phụ trách chỉ huy bộ sự tình tình, có thể chứng minh Uông Kiến Minh đối cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu lại coi trọng. Nguyên nhân căn bản vẫn là thụ gia niên quảng trường phong ba ảnh hưởng, Uông Kiến Minh muốn tạo ra một cái mới Văn Lữ điểm sáng đến chuyển di công chúng đối món kia sự tình chú ý. Tần Chính Dương nói, bây giờ suy nghĩ một chút, bộ môn chỉnh hợp có lợi có hại, nếu như lúc trước không có thành lập Văn Lữ cục, hiện tại chịu ảnh hưởng chỉ là cục văn hóa khảo cổ. Hứa Thuần Lương nói, sự tình đều phát sinh, bất quá Đông Châu Văn Lữ kiến thiết hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, liền nói quốc gia này cấp du lịch nghỉ phép khu. Người ta Tế Châu cùng chúng ta đều đang làm, nhưng ngươi xem một chút người ta. Lúc này, nhìn thấy Uông Kiến Minh một người đến đây, hai người bọn họ tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón. Uông Kiến Minh nói, hai người các ngươi ngược lại là hài lòng a. Hứa Thuần Lương nói, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, chỉ cần người nghĩ, cũng có thể giống như chúng ta hài lòng. Uông Kiến Minh nở nụ cười, Hứa Thuần Lương sắp xếp người pha một bình trà mới. Uông Kiến Minh ngồi xuống. Nhìn qua dáng chiều chiếu dọi mặt hồ, nói khẽ bây giờ nghĩ tranh thủ thời gian nửa ngày đều rất khó. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký thích câu cá sao? Uông Kiến Minh lắc đầu, tiếp nhận Tần Chính Dương đưa tới chén trà, ngửi ngửi hương trà, phẩm hớp trà nói, ở chỗ này uống trà tâm cảnh cũng không giống nhau. Hứa Thuần Lương nói, ta là thật không nghĩ tới người có thể đến như vậy nhanh. Uông Kiến Minh cười nói, đến Đông Châu lâu như vậy ta còn không có chính thức nghỉ ngơi qua. Ta đem Lâm Di đến Đông Châu sự tình nói cho tẩu tử ngươi đề nghị chúng ta hôm nay liền đến, vừa vặn cũng có thể giải sầu một chút, chỗ lấy a, chúng ta hôm nay chính là gia đình tụ hội. Hứa Thuần Lương nói, người yên tâm đi, ta với ai đều không nói. Lúc này Tiết An Ninh rời đi, trải qua thời điểm, cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng chào. Hứa Thuần Lương thừa cơ hướng Uông Kiến Minh nói, nàng gọi Tiết An Ninh, Thanh Nhã tỷ bằng hữu, Tế Châu mời tới đội khảo cổ thành viên. Trước mắt đã đối với chúng ta hai thị ở giữa dưới nước chìm thành di chỉ tiến hành khảo sát. Tần Chính Dương nói, dưới nước chìm thành, kia phiến thủy vực hơn phân nửa đều là chúng ta Đông Châu quản hạt phạm vi A. Hứa Thuần Lương nói, còn không phải sao, ta hôm qua từ nơi đó trải qua thời điểm cũng là sững sờ, còn tưởng rằng là người của chúng ta, làm nửa ngày bị người ta nhanh chân đến trước. Uông Kiến Minh nói, tiểu Tần, người đi xác minh một chút. Nếu như tình huống là thật cần cùng Tế Châu phương diện tiến hành thương lượng. Hứa Thuần Lương nói, cũng không có gì tốt thương lượng, liền xem như chúng ta Đông Châu, chính chúng ta không coi trọng không khai phá còn không cho người khác khảo sát khai phát a. Tần Chính Dương dưới bàn nhẹ nhàng đá hắn một cước, con hàng này nói chuyện chính là không nhẹ không nặng.
Bất quá Uông Kiến Minh cũng không để ý, gật đầu nói, là đạo lý này, tiểu Hứa, thời gian còn sớm, người dẫn ta đi ở trên đảo xem một chút đi. Hắn đã lên tiếng, Hứa Thuần Lương đương nhiên không thể cự tuyệt, thế là tìm chiếc xe, mang theo Uông Kiến Minh cùng Tần Chính Dương bốn phía đi lòng vòng. Uông Kiến Minh trước đây tới qua Nguy Sơn đảo, khi đó Tần Chính Dương còn tại Hồ Sơn trấn gánh đảm nhiệm người đứng đầu, lúc ấy Uông Kiến Minh nhìn thấy đến khắp nơi đều là khí thế ngất trời kiến thiết cảnh tượng. Nhưng là lần này tới, vừa vặn đến ngày mùa quý, nguyên bản trên công trường công nhân liền ít đi rất nhiều, trải qua Đại Hằng công trường thời điểm, nhìn thấy công trường đã đình công. Uông Kiến Minh đặc địa xuống xe đi tìm giữ cửa lão đầu nói chuyện phiếm, Hứa Thuần Lương cùng Tần Chính Dương đều không có cùng đi theo. Hứa Thuần Lương hướng Tần Chính Dương nói, Uông Thư Ký thật sự là đến vì phục tư phóng. Tần Chính Dương nói, không rõ ràng, bất quá ta cũng không nghĩ tới hắn muốn tới đây. Hứa Thuần Lương nói, ta có loại dự cảm a, gia niên quảng trường sự tình đối Uông Thư Ký xúc động có chút lớn, hắn là muốn chuẩn bị hai bên đặt cược. Tần Chính Dương cười nói đến cùng dân cờ bạc giống như. Hứa Thuần Lương cũng nở nụ cười, Uông Kiến Minh lên xe, để bọn hắn tiếp tục lái xe đi trong trấn. Mặc dù loại này vi phục tư phóng phương thức không thể giải được toàn bộ, nhưng là tất lại có thể nghe được một chút chân thực bách tính âm thanh âm. Nhìn thấy Đại Hằng suối nước nóng tiểu trấn hiện trạng, Uông Kiến Minh tâm tình càng phát ra nặng nề, giống Đại Hằng loại tình huống này tuyệt không phải ví dụ. Trên đường trở về, hắn hướng Tần Chính Dương nói, Đại Hằng cam kết chủ đề nhạc viên lại muốn kéo dài thời hạn giao phó. Tần Chính Dương phi thường rõ ràng, hắn thậm chí cảm thấy may mắn kịp thời rời đi Hồ Sơn trấn. Nếu như hắn bây giờ còn đang Hồ Sơn trấn đảm nhiệm người đứng đầu, hắn cũng vô lực cải biến tình hình này. Đại Hằng cùng Hoa Niên cùng loại, lâm vào nợ nần trong nguy cấp, nghe nói Đại Hằng tình huống so Hoa Niên càng ác liệt hơn. Tần Chính Dương nói, Minh Đức tập đoàn cùng Đại Hằng ký tên hợp tác hiệp nghị, bất quá bọn hắn đến tiếp sau tài chính cũng không thể kịp thời đúng chỗ. Uông Kiến Minh nói, đúng không giảng thành tín thương gia, nhất định phải cho bọn hắn thích hợp giáo huấn. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký, người không phải muốn trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn sao? Ta thấy thế nào người căn bản là không chịu ngồi yên a. Uông Kiến Minh cười lên ha hả, chờ tương lai ngươi có một ngày ở vào vị trí của ta ngươi liền hiểu, thời gian căn bản cũng không phải là thuộc về mình. Hứa Thuần Lương nói, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Uông Kiến Minh hướng Tần Chính Dương nói, nghe được không, hắn tại khuyên bảo ta. Tần Chính Dương nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không dám. Uông Kiến Minh nói, gần nhất Đông Châu văn lữ ra không ít sự tình, tiểu Hứa a, người đi qua chính là làm văn lữ công tác, người có đề nghị gì? Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy chúng ta văn lữ phương hướng đều là chính xác, chính là chứng thực vấn đề, tựa như người vừa nói Đại Hằng chủ đề nhạc viên sự tình, kỳ thật đều kiến thiết không sai biệt lắm, bọn hắn hiện tại mình nội bộ tập đoàn xảy ra vấn đề. Lập tức liền xuất hiện đình công, suy cho cùng vẫn là không có tìm được giải quyết vấn đề phương pháp chính xác. Tần Chính Dương nói, Uông Thư Ký chính là để ngươi nói một chút biện pháp giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, cho bọn hắn một cái sau cùng kỳ hạn, nên đánh thì đánh, nên phạt phạt. Uông Kiến Minh nói, có phát hiện hay không, cái này chủ đề nhạc viên tuyên chỉ có vấn đề, Nguy Sơn đảo là một tòa rời đảo, giao thông phương diện là cái bình cảnh. Tần Chính Dương nói, lúc trước chúng ta cũng cân nhắc qua. Nhưng Đại Hằng tập đoàn kiên trì muốn ở trên đảo tu kiến chủ đề nhạc viên. Uông Kiến Minh nói, mục đích của bọn hắn vốn cũng không phải là chủ đề nhạc viên, mà là du lịch địa sản, chúng ta một ít cán bộ chỉ muốn chiêu thương dẫn tư, mà không có cân nhắc những này dẫn tới hạng mục đến tột cùng có thích hợp hay không đương phát triển. Tần Chính Dương nói, xích đạo vốn liếng lúc trước ngược lại là cố ý tướng Đại Hằng tập đoàn suối nước nóng tiểu trấn cùng nhau cầm xuống, nhưng về sau chưa thể thỏa đàm. Đại Hằng cùng Minh Đức tập đoàn tự mình đạt thành hiệp nghị, về sau lại tranh thủ đến thị bên trong ủng hộ. Lúc đầu chúng ta coi là Minh Đức tập đoàn lưng tựa Nhạc Tinh tập đoàn, tiền phương diện sẽ không có vấn đề gì, nhưng Đại Hằng bạo lôi về sau, Minh Đức tập đoàn cũng nắm chặt đầu tư, biến thành quan sát thái độ. Uông Kiến Minh lạnh hừ một tiếng, đã ký hợp đồng liền muốn chấp hành, nhìn thấy kiếm tiền liền chạy theo như vịt, ý thức được phong hiểm liền tránh không kịp. Những thương nhân này không có một chút xíu tín dự cùng xã hội tinh thần trách nhiệm, đối với loại này nhà đầu tư chúng ta không chào đón cũng không cần. Ô tô trở lại Hiển Hồng nông trường, Hứa Thuần Lương đem xe ngừng tốt, nhìn thấy bên cạnh một chiếc bên trong xe bước xuống hai người, lại là Hồ Sơn trấn người đứng đầu Lâm Hoành Vĩ cùng Phó Thư Ký Hà Khải Văn. Hứa Thuần Lương trước đây từ chối nhã nhặn bọn hắn ban đêm ăn cơm chung mời, Lâm Hoành Vĩ trong lòng còn không nỡ,
không phải lôi kéo Hà Khải Văn đến Hiển Hồng nông trường một chuyến, hắn là nghĩ đến nhà tiếp Hứa Thuần Lương, giải thích một chút ban ngày sự tình. Nhưng Lâm Hoành Vĩ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Tần Chính Dương cùng Uông Thư Ký. Hai người đều mắt choáng váng, đi qua chào hỏi không phải, không chào hỏi cũng không phải. Uông Kiến Minh cùng Tần Chính Dương đi đầu một bước, Tần Chính Dương biết bọn hắn hai cái, bất quá con mắt đều không nhìn bọn hắn. Hứa Thuần Lương lưu lại cùng Lâm Hoành Vĩ lên tiếng chào, lão Lâm, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hoành Vĩ toàn bộ lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mặc dù hắn không có cùng Uông Thư Ký trực tiếp đã gặp mặt, nhưng tại TV tin tức bên trên gặp không biết bao nhiêu lần, mà lại bên người còn có Tần Chính Dương cùng đi, không phải Uông Kiến Minh còn có ai. Đông Châu người đứng đầu đi vào Hồ Sơn Trấn ngay cả chào hỏi đều không có cùng hắn đánh, Lâm Hoành Vĩ trong lòng cái này sợ hãi a, muốn nói chuyện lại cảm thấy cuống họng cự làm vô cùng, nhẹ gật đầu, ép buộc mình gạt ra nịnh nọt cười. Hà Khải Văn thấp giọng hỏi một câu, Hứa chủ nhiệm, vừa rồi vị kia là Uông Thư Ký sao? Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng nói, lão Hà, có một số việc yên tâm bên trong là được rồi. Tương đương cho hắn một cái khẳng định đáp án. Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lâm Hoành Vĩ, lão Lâm, người tìm ta có việc. Không có, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, nghĩ hô người uống rượu. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, các người cũng nhìn thấy, đến bằng hữu, thật không thể phân thân, thật có lỗi a. Không sao, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Lâm Hoành Vĩ cúi đầu cúi người đưa tiễn Hứa Thuần Lương, chờ Hứa Thuần Lương đi xa, hắn hạ giọng hỏi Hà Khải Văn, vị kia là Uông Thư Ký A. Hà Khải Văn ho khan một tiếng nói, lão Lâm, có mấy lời, yên tâm bên trong là được rồi. Có mấy lời chỉ có thể để ở trong lòng, Uông Kiến Minh cũng không ngoại lệ, tại mọi ánh mắt đều nhìn về phía gia niên quảng trường phá hư văn vật sự kiện thời điểm, Uông Kiến Minh nghĩ đến lại là phía sau màn lộ ra ánh sáng người mục đích thực sự. Mặt ngoài nhìn. Hoa Niên tập đoàn nhận ảnh hưởng lớn nhất, nhưng chuyện này đưa tới thảo luận, để Đông Châu đúc lại lịch sử văn mạch quy hoạch bắt đầu bị nghi ngờ, có chút lão bách tính thậm chí cho rằng làm loại sự tình này là cực khổ dân tổn thương tài, còn không bằng làm điểm thiết thực cải thiện dân sinh sự tình. Sau bữa cơm chiều, Uông Kiến Minh một mình ở bên hồ dạo bước, chuyện này kết quả cuối cùng đã cơ bản sáng tỏ, văn lữ cục Lý Ngọc Sơn, Thiếu Đông đều muốn bắt lại. Gia niên quảng trường năm đó liên quan sự tình nhân viên đều đã bị cảnh sát khống chế. Gia niên bách hóa giá cổ phiếu sụt giảm, thực khống người đường kinh vĩ bức bách tại áp lực không thể không chuyển nhượng Đông Châu tất cả hạng mục, trong đó lớn nhất đại biểu chính là Trường Hưng Bệnh viện cùng gia niên quảng trường, có người bị hao tổn liền có người được lợi. Trường Hưng Bệnh viện tiếp thu mới là tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn, bọn hắn tiếp thủ Hoa Niên tập đoàn trong tay khống chế 80% Trường Hưng cổ phần, mặt khác 20% vẫn thuộc về Đông Châu chính phủ. Gia niên quảng trường cũng cùng chính đạo chí nghiệp đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị, để Uông Kiến Minh nhức đầu không thôi chính là, chính đạo chí nghiệp là thúc thúc của hắn Uông chính đạo một tay sáng lập. 1. Uông Kiến Minh từ thiếu niên lúc liền cố ý bảo trì cùng Uông gia ở giữa khoảng cách, hắn cũng từng một lần cảm thấy thành công, nhưng theo hắn nhập chủ Đông Châu, bắt đầu phát hiện, hắn vẫn không thoát khỏi được Uông gia cái bóng. Ánh trăng rất tốt, chiếu rọi tại đen nhánh trên mặt hồ, vùng xuống một mảnh ngân sắc quang mang, gió đêm khẽ vuốt. Thổi nhíu mặt hồ, nhấc lên từng tầng từng mảnh vảy cá quang ảnh. Uông Kiến Minh đã thật lâu không có ổn định lại tâm thần đi thưởng thức bên người cảnh sắc, hắn khom người xuống, nhặt lên một mảnh thật mỏng hòn đá, dùng sức ném mặt nước, nhìn xem hòn đá ở trên mặt nước lanh lợi, xuyên phá tầng kia tầng quang ảnh, kéo ra gián đoạn vết nước. Thân xuyên đồ thể thao Hạ Uyển Oánh đi tới bên hồ, vừa vặn nhìn thấy Uông Kiến Minh vừa rồi cử động, không khỏi cười nói, đều bao lớn người. Còn cùng đứa bé đồng dạng. Nghe được thê tử thanh âm, Uông Kiến Minh nở nụ cười, hắn xoay người hướng thê tử nói, bên hồ gió lớn, coi chừng bị lạnh. Hạ Uyển Oánh nói, không có chuyện, ta ăn mặc nhiều, vừa mới ngâm xong suối nước nóng, trên thân ấm áp, người đi thử xem, rất tốt. Uông Kiến Minh nói, người trở về đi, ta nghĩ một người nhiều ở lại một chút. Hạ Uyển Oánh biết hắn hai ngày này tâm tình không tốt, ôn nhu nói, vậy ta về trước đi, người cũng đừng quá muộn. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn thê tử rời đi, ánh mắt của hắn một lần nữa về tới mặt hồ. Chế tạo Đông Châu lịch sử văn mạch, từ lâu dài đến xem là tạo phúc Đông Châu con cháu đời sau đại hảo sự, Kiều Như Long nguyện ý mang theo hoa đầu vốn liếng vào cuộc, nguyên nhân còn trong tương lai từ mậu khu. Thúc thúc Uông chính đạo liên thủ Nhạc Tinh tập đoàn đầu tư Trung Hàn sản nghiệp vườn, hắn điểm xuất phát cũng không đơn thuần. Như thế nào tại hấp dẫn đầu tư đồng thời cân bằng các phương lợi ích?
làm sao có thể để Đông Châu đạt được lớn nhất lợi ích thực tế, để Đông Châu lão bách tính thu hoạch được chân chính lợi ích, cái này từng cái vấn đề đều khốn nhiễu Uông Kiến Minh, mới tới Đông Châu thời điểm, hắn thỏa thuê mãn nguyện nhận là tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng chân chính công tác sau một khoảng thời gian, hắn ý thức được chính mình lúc trước vẫn là quá lạc quan. Mỗi một sự kiện bộc phát phía sau đều là có nguyên nhân, nếu như ngươi tướng mấy món việc quan hệ kết hợp lại, liền sẽ phát hiện ở trong đó khả năng tồn tại liên hệ. Vô luận như thế nào bối cảnh nhà đầu tư, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tướng tự thân lợi ích tối đại hóa, đầu tư không phải từ thiện, tại những người này xem ra, kiếm tiền đồng thời chạm vào Đông Châu kinh tế phát dương đã là lớn nhất từ thiện, thậm chí, chỉ cần bọn hắn có thể kiếm được tiền, Đông Châu là phát triển vẫn là lui bước cùng bọn hắn lại có quan hệ gì. Làm Đông Châu người cầm lái, Uông Kiến Minh tướng Đông Châu lợi ích đặt ở vị thứ nhất, hắn cần ngoại lai đầu tư, nhưng là hắn sẽ không vì hấp dẫn ngoại lai đầu tư liền hy sinh Đông Châu lợi ích. Hắn cùng những người này ở giữa không nhưng tránh khỏi tồn tại đánh cờ, đương đối phương cảm thấy lợi ích được chịu tổn thất hoặc nhận uy hiếp thời điểm, cũng sẽ áp dụng nhất định thủ đoạn hướng hắn nói ra cảnh cáo. Người đầu tư cùng chính phủ ở giữa, người đầu tư ở giữa, dạng này đánh cờ chưa hề dừng lại qua. Uông Kiến Minh lại nhặt lên một cục đá nhỏ, ném sau khi ra ngoài, bởi vì góc độ khống chế được không tốt, không có nhảy nhót mấy lần liền chìm vào trong hồ nước. Uông Kiến Minh lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này nghe được tiếng nước, có người học hắn ném đi một cục đá, bất quá kia cục đá rõ ràng muốn so hắn ném đến xa được nhiều, lanh lợi một mực dán mặt nước xông vào phương xa hắc ám. Chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn liền có thể ném đến đủ xa. Hứa Thuần Lương thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Uông Kiến Minh nhìn thoáng qua tiểu tử này, tại trước mặt lãnh đạo khoe khoang đây là thể chế bên trong tối kỵ. Chính hắn nói xong nhịn cười không được. Hứa Thuần Lương nói, đã chế thế như vậy. Người còn ở lại chỗ này mà tranh thủ thời gian đâu. Lại trộm cũng không phải là nửa ngày. Uông Kiến Minh nói, ngươi là không hiểu, nghĩ tìm một chỗ thanh tịnh quá khó khăn. Hứa Thuần Lương nói, xem ra ta quấy rầy ngài. Uông Kiến Minh nói, không có, ta đang định trở về đâu. Là Tần Chính Dương để Hứa Thuần Lương tới xem một chút Uông Kiến Minh, dù sao như thế đại lãnh đạo một người ở bên hồ để bọn hắn làm thuộc hạ không yên lòng, Tần Chính Dương mình không dám tới. Vẫn cảm thấy Hứa Thuần Lương thích hợp một chút. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Uông Kiến Minh hướng khách sạn phương hướng đi đến. Uông Kiến Minh nói, tiểu Hứa, người đối Đông Châu văn lữ phát triển có đề nghị gì? Hứa Thuần Lương nói, ta có thể có đề nghị gì à, ta chính là cảm thấy chúng ta Đông Châu văn lữ đoạn thời gian gần nhất có thể là bị châm đúng. Chúng ta văn lữ cục thành lập thời gian không dài, nhưng phát sinh sự tình thật không ít, xảy ra chuyện khẳng định phải có người ra nhận gánh trách nhiệm. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là gánh trách người liền nhất định có lỗi. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu, trên một điểm này hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là thể chế bên trong trách nhiệm đến người đây là vĩnh cửu bất biến quy tắc, liền lấy lần này ra niên quảng trường phong ba tới nói, hắn cũng biết Lý Ngọc Sơn rất oan, nhưng là thân là văn lữ cục trước mắt người phụ trách, hắn khẳng định là không thể đổ cho người khác. Chỉ cần Uông Kiến Minh nghĩ bảo đảm, vẫn có thể bảo trụ Lý Ngọc Sơn. Nhưng là Lý Ngọc Sơn người này lệch lại vốn không có năng lực gì, Uông Kiến Minh là sẽ không vì một cái dạng này người đi hao phí tinh lực, huống chi hắn có muốn đem Đông Châu văn lữ một lần nữa tẩy bài dự định, lần này vừa lúc là cái cơ hội tốt. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật Đông Châu văn lữ tài nguyên không tệ, chính là khuyết thiếu một cái đầu não thanh tỉnh người lãnh đạo. Hắn ý thức được có chút thất ngôn, tranh thủ thời gian giải thích, ta không phải nói người A. Uông Kiến Minh nở nụ cười, ở trước mặt nói dù sao cũng so phía sau nói muốn tốt. 1. Hứa Thuần Lương nói, người nhưng oan chết ta rồi, ta nói là văn lữ cục. Lý Ngọc Sơn loại này bảo thủ cán bộ kỳ cựu không nói, liền nói tiền nhiệm phó quốc dân tại văn lữ phương diện cũng là người mới học, làm văn lữ thủ trước muốn hiểu tuyên truyền, liền văn lữ cục đám kia cán bộ không có một cái nào có thể đảm nhiệm. Uông Kiến Minh nói, có thí sinh thích hợp sao? Ngươi giúp ta đề cử một cái. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài là tại cho ta ra nan đề a, người nói cho ta một chút, người hy vọng văn lữ cục trưởng là cái như thế nào. Uông Kiến Minh nói, muốn hiểu tuyên truyền, muốn đối dư luận có được nhạy cảm sức quan sát, phải có kịp thời lẩn tránh cũng khống chế nguy hiểm năng lực, làm việc tỉnh táo, phải có siêu cường năng lực ứng biến, còn muốn giỏi về đoàn kết cùng sự tình. Hứa Thuần Lương gãi đầu một cái, ta làm sao nghe được người là nói ta. Mấy dạng này điều kiện ta ngược lại thật ra đều phù hợp. Uông Kiến Minh cười to nói, ngươi là thật muốn để người khác đâm sống lưng của ta xương nói ta dùng người không khách quan. Hứa Thuần Lương biết mình là không thể nào,
bất quá Uông Kiến Minh cái này mấy điểm yêu cầu để hắn nhớ tới một cái người thích hợp, người này chính là Lục Minh. Lục Minh cái này nhân tạo làm năng lực rất mạnh, hắn lúc trước cũng là Đông Châu trẻ tuổi nhất phó sư cấp cán bộ một trong, nhưng là cùng Phạm Lý Đạt, bọn hắn đều cắm ở đạo khảm này bên trên. Lục Minh lần trước mời ăn cơm kỳ thật liền là muốn đi Hứa Thuần Lương phương pháp, nhưng trở ngại mặt mũi cuối cùng vẫn là không nói, mặc dù hắn không nói, nhưng Hứa Thuần Lương đi qua liền nghe Lục Kỳ đề cập qua, cho nên một mực đặt ở trong lòng, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, không có lý do không đề cử người một nhà. Hứa Thuần Lương nói, người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái nhân tuyển thích hợp. Hắn đem Lục Minh giới thiệu một chút, đề cử Lục Minh còn có một nguyên nhân, đó chính là Phạm Lý Đạt cùng Lục Minh quan hệ cá nhân rất tốt, nếu như Lục Minh có thể đi văn lữ cục đảm nhiệm chức vị chính, chắc hẳn Phạm Lý Đạt sẽ hết sức giúp đỡ. Uông Kiến Minh nghe xong mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là hắn đem Lục Minh danh tự ghi tạc trong lòng, hắn đối Đông Châu trong khoảng thời gian này cục giám sát Internet công việc vẫn là tương đối hài lòng. Tại đương kim cái này trăm hoa đua nở quần ma loạn vũ thời đại Internet, nếu như có thể đem phương diện này công việc làm tốt, liền chứng minh người này năng lực làm việc khẳng định không kém. Uông Kiến Minh trong lòng mình không phải là không có nhân tuyển, tại Hứa Thuần Lương đề cử Lục Minh trước đó, hắn chỉ ít suy tính ba người, để Hứa Thuần Lương đề cử không chỉ có riêng là từ đối với Hứa Thuần Lương đề cử, cũng nghĩ đổi cái góc độ đi nhìn vấn đề. Đừng nhìn Uông Kiến Minh là Đông Châu người đứng đầu, nhiều khi, hắn muốn nhìn đến đều là người khác muốn cho hắn nhìn thấy, đây là hắn kiên quyết không cần người khác đề cử cho thư ký của hắn, lựa chọn Tần Chính Dương nguyên nhân. Uông Kiến Minh thân phận cùng công việc tính chất quyết định, hắn không có khả năng tốn hao quá nhiều tinh lực đi khảo sát tất cả cán bộ, hắn phi thường rõ ràng thể chế bên trong sớm đã tạo thành tuyển chọn quy tắc, ngành tương quan cung cấp, chỉ là bọn hắn nhận là nhân tuyển thích hợp, mà không nhất định là có thể dùng nhân tuyển, càng không nhất định là thích hợp nhất Uông Kiến Minh người. Hứa Thuần Lương tướng Uông Kiến Minh một mực đưa đến chỗ ở của hắn, quay người lúc trở về, ở trên đường gặp Diệp Thanh Nhã cùng Tiết An Ninh, hai người vừa mới hưởng thụ qua suối nước nóng. Mặc dù chỗ ở của các nàng bên trong đều có tư canh, nhưng là thừa dịp khách sạn công cộng khu còn không có chính thức mở cửa bán, toàn diện thể nghiệm thỏa thích hưởng thụ một chút khác biệt ao suối nước nóng hiệu quả cảm giác càng tốt hơn. Hứa Thuần Lương nói, hai vị cảm giác như thế nào? Tiết An Ninh nói, đi qua ta làm sao không nghe nói Nguy Sơn đảo có nhiều như vậy suối nước nóng. Nơi này suối nước nóng nên không phải là giả sao, cùng nhà máy rượu suối nước nóng nước chất khác biệt lớn sao. Hứa Thuần Lương nói, trực tiếp từ nhà máy rượu suối nước nóng dẫn tới, dưới mặt đất chôn cái ống, nước chất cùng bên kia là giống nhau như đúc. Diệp Thanh Nhã nói, ta liền nói là thật, cái này suối nước nóng thật tốt, ngâm xong sau thần thanh khí sảng, làn da đều trơn bóng. Nói xong có chút hối hận, ngay trước Hứa Thuần Lương bột giống như không nên nói như vậy. 1. Hứa Thuần Lương nói, thích nơi này liền nhiều ở vài ngày, trở về sau khai trương, liền không có như vậy thanh tịnh. Tiết An Ninh nói, các ngươi trò chuyện, ta còn phải trở về viết thiên khảo sát báo cáo. Diệp Thanh Nhã nói, vậy ngươi đi trước, ta lập tức đi tới. Hứa Thuần Lương nhìn qua sau khi tắm uyển như nguyệt quang nữ thần Diệp Thanh Nhã, có chút tâm linh chập chờn. Bất quá con hàng này hôm nay coi như khắc chế, mỉm cười nói, như thế nào? Diệp Thanh Nhã nói, cái gì như thế nào? Trong lòng rõ ràng hắn chỉ chính là mình cùng mẫu thân cùng tốt sự tình. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật mẹ nuôi đối với chúng ta Hứa gia sự tình có chút hứng thú, cho nên dự định bằng vào chúng ta nhà lịch sử phát triển làm bản gốc viết một thiên tiểu thuyết. Diệp Thanh Nhã nói, ta đều nghe nàng nói, nàng người kia chỉ có ngần ấy yêu thích. Hai người chậm rãi hướng phía nàng chỗ ở tứ hợp viện đi, Diệp Thanh Nhã đi ở phía trước, Hứa Thuần Lương đi ở phía sau, ánh trăng từ phía sau ném bắn tới, bao quanh bọn hắn trên mặt đất bỏ ra thân ảnh của hai người, cơ hồ trước sau thiếp ở cùng nhau. Diệp Thanh Nhã trong lúc vô tình lưu ý đến cái bóng dưới đất, gương mặt xinh đẹp nóng lên, không tự chủ được bước nhanh hơn, kéo ra một chút khoảng cách, lại liếc mắt nhìn cái bóng, lại phát hiện hai đạo cái bóng ở giữa tựa hồ có cái gì kết nối. Nàng cho rằng có thể là ảo giác của mình, nháy nháy mắt, lại lặng lẽ liếc qua, phát hiện cây kia cái bóng hoàn toàn chui vào cái bóng của mình bên trong. 1. Diệp Thanh Nhã dừng bước lại, phía sau Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian dừng bước lại, hắn khom lưng, hai tay cắm ở trong túi quần, cũng chỉ có động tác này mới có thể rất tốt che giấu trước mắt hắn quật cường trạng thái. Diệp Thanh Nhã rủ xuống tầm mắt, ngươi không cần đưa ta, phía trước đã đến. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vẫn là đem ngươi đến cổng đi. Diệp Thanh Nhã nói, không cần, nơi này chỉ an rất tốt.
Hứa Thuần Lương nói, vậy được. Diệp Thanh Nhã hướng hắn mỉm cười phất phất tay. Hứa Thuần Lương hai tay chộp lấy túi quần chính đang áp chế lấy trong lòng ngẩng đầu thổ tín rắn độc, cho nên chỉ có thể hướng Diệp Thanh Nhã cúi đầu. Một. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy bộ dáng của hắn có chút muốn cười, lại biết hiện tại cũng không phải hẳn là cười thời điểm, không phải hắn còn không biết sẽ nghĩ như thế nào, Diệp Thanh Nhã quay người vội vàng đi. Hứa Thuần Lương lúc này mới đem hai tay từ trong túi rút ra, cái này đáng chết tiên thiên cảnh giới, cái này đáng chết ánh trăng, Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn trời, trăng sáng như bàn, chiếu lên đêm này sáng như ban ngày. Trên đất thân ảnh dị thường rõ ràng, Hứa Thuần Lương cũng nhìn thấy cái bóng bên trên dã man tăng trưởng cành cây. Diệp Thanh Nhã đi được rất nhanh, không để ý dẫm lên một đoàn mềm nhũn đồ vật, nàng có chút buồn bực, còn tưởng rằng dẫm lên nát bét bùn, nhưng dưới chân lại phát ra trầm thấp ục ục tiếng kêu, Diệp Thanh Nhã toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đi lên, dọa đến cuống quýt giơ chân lên, nàng đạp chúng lại là một con thân thể cồng kềnh con cóc. Kia con cóc phụ đau nhức nhảy một cái, vậy mà nhảy đến nàng một cái chân khác trên mặt, dọa đến Diệp Thanh Nhã duyên dáng gọi to một tiếng, đá bay kia con cóc, quay người liền hướng Hứa Thuần Lương chạy tới. Hứa Thuần Lương nghe được nàng thét lên, đã ngay đầu tiên hướng nàng chạy tới. Diệp Thanh Nhã không nghĩ tới Hứa Thuần Lương tới nhanh như vậy, muốn dừng bước lại đã không còn kịp rồi, mặc dù Hứa Thuần Lương kịp thời dừng bước, nhưng Diệp Thanh Nhã thân thể hay là bởi vì quán tính vào tới trong ngực của hắn, cùng Hứa Thuần Lương chính diện đụng cái đầy cõi lòng. Diệp Thanh Nhã tâm linh tao ngộ trước nay chưa từng có va chạm hậu tâm linh khuấy động để nàng không để ý đến thân thể bản thân va chạm. Hứa Thuần Lương hai tay giơ cao, cái mông tận lực về sau, hắn đã tận lực, nhưng bị hoảng sợ Diệp Thanh Nhã cái này quán tính cũng quá lớn, vọt thẳng đụng tới, cuối cùng vẫn là không có thể tránh miễn lần này sự cố. Hai người đều phi thường rõ ràng trách nhiệm mới là ai, Diệp Thanh Nhã như là đuổi theo đuôi lớn Việt dã nhỏ mini, mấu chốt là cái này lớn Việt dã phía trước còn trang phòng đụng câu, nàng bị đâm đến ẩn ẩn làm đau, còn phải gánh chịu song phương xe tổn hại. Diệp Thanh Nhã nói, con cóc. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, con kia xấu xí cóc oa oa lại kêu hai tiếng, chậm rãi hướng bên hồ bỏ đi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không sao chứ? Diệp Thanh Nhã lắc đầu, cùng bị người dùng cây gậy thọc một chút, đau đến không nhẹ, nhưng khó mà mở miệng. Hứa Thuần Lương chỉ vào một bên liền ghế dựa, nếu không ngồi trước một lát. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, đi một bước, lập tức cải biến suy nghĩ, Hứa Thuần Lương đi qua nâng nàng trước tiên ở liền ghế dựa ngồi xuống. Hắn tại Diệp Thanh Nhã bên trái ngồi xuống, tay trái đút túi, sau đó không để lại dấu vết nhếch lên hai lang chân, thuận thế tướng tay trái giải phóng ra ngoài. Diệp Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tư vị cũng không tốt đẹp gì, dùng sức cắn môi, đau đến nước mắt đều mau ra đây. Hứa Thuần Lương nói, quên nói cho ngươi, bên này con cóc tương đối nhiều, bất quá mấy ngày nữa liền không có. Diệp Thanh Nhã hít vào một hơi, cảm giác đau đớn hóa giải một chút, trong lòng thầm nghĩ. Hắn làm sao thấy một lần ta liền cái này đệ đệ có chút nguy hiểm a. Hứa Thuần Lương nói, ta thể cốt cứng rắn, không có làm bị thương ngươi đi. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, trong lòng tự nhủ ngươi căn bản không phải xương cốt cứng rắn. Hứa Thuần Lương nói, chỉ chứng minh, cùng con cóc so sánh, ta vẫn tương đối có cảm giác an toàn. Diệp Thanh Nhã nhịn cười không được, nói khẽ kỳ thật con cóc cũng không có đáng sợ như vậy, so sánh với mà nói. Dù sao dẫm lên mềm hồ hồ con cóc không bị tổn thương, vừa rồi va chạm lại là để nàng đau đến không nhẹ, bất quá nàng cũng không có cảm thấy Hứa Thuần Lương đáng sợ. Dạng này ánh trăng khiến cho người tâm thần thanh thản, lại dễ dàng để cho người ta miên man bất định, mà bên cạnh nàng lại hết lần này tới lần khác ngồi Hứa Thuần Lương, Diệp Thanh Nhã quyết định mau rời khỏi, nhỏ giọng nói, ta trở về. Hứa Thuần Lương nói, ta còn là đưa ngươi đi đi. Lần này Diệp Thanh Nhã không có cự tuyệt. Bất quá lần này nàng để Hứa Thuần Lương đi trước, phòng ngừa phát sinh lúng túng chạm đuôi sự cố. Hứa Thuần Lương lúc này dùng hết hồng hoang chi lực mới khắc chế tiên thiên cảnh giới phản ứng, hắn cho rằng cái này không gọi tiên thiên cảnh giới, phải gọi bản năng cảnh giới, vì cái gì hắn tiên thiên cảnh giới cùng trong truyền thuyết không giống, đoán chừng là bởi vì hắn bước vào tiên thiên cảnh giới phương thức tương đối đặc thù. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi ở phía trước, nhớ tới Hứa Thuần Lương vừa rồi dáng vẻ. Lại lặng lẽ đi xem cái bóng dưới đất, dưới ánh trăng Hứa Thuần Lương thân ảnh thẳng không có chi nhánh. Diệp Thanh Nhã gương mặt xinh đẹp lại không tự chủ được đỏ lên, mình làm sao bắt đầu suy nghĩ lung tung, bất quá Hứa Thuần Lương tiểu tử này cũng không phải cái chính nhân quân tử, ta là hắn chị nuôi ai, hắn đối ta cũng có tạp niệm. Nhưng mình dù sao cũng là một nữ nhân,
nếu như Hứa Thuần Lương đối với mình một chút xíu tà niệm đều không có, đây chẳng phải là nói rõ mình một điểm mị lực đều không có. Hứa Thuần Lương không có dấu hiệu nào dừng bước lại, Diệp Thanh Nhã lần nữa bởi vì quán tính nhào vào trên người hắn, còn tốt lần này là phía sau lưng. Diệp Thanh Nhã tức giận đến tại hắn khoan hậu lưng bên trên vỗ một cái, người dừng lại cũng không nói một tiếng, làm ta sợ muốn chết. Hứa Thuần Lương chỉ hợp viện đại môn, thật sự là phục nàng, đi đường đều không mang theo nhìn đường. Diệp Thanh Nhã quét thẻ vào cửa. Hứa Thuần Lương nhỏ giọng nói, ngủ ngon. Diệp Thanh Nhã đóng lại cửa sân, về đến phòng bên trong, nhìn thấy mẫu thân đang ngồi ở dưới đèn đọc sách. Mẹ, ta trở về. Lâm Tư Cẩn quay người hướng nàng cười cười, người mặt làm sao hồng như vậy? Diệp Thanh Nhã nói, có sao? Nàng sờ sờ mặt, nóng dọa người, trong lòng đương nhiên biết rõ là duyên cớ gì a, suối nước nóng nước quá nóng. Nàng vội vàng hướng gian phòng của mình đi đến. Hứa Thuần Lương trở về thời điểm ra đi, gặp Vương Kim Vũ. Vương Kim Vũ nhìn thấy hắn có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu, quay người liền muốn trốn. Hứa Thuần Lương bắt hắn cho gọi lại, Kim Vũ ca, đã trễ thế như vậy ngươi làm gì? Tản bộ, ban đêm ăn quá no. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không ở đây ngươi chỗ ở tản bộ, thật xa chạy tới nơi này làm gì? Vương Kim Vũ chỗ ở cách nơi này còn có một cây số xa, vì sao đến khách sạn phụ cận tản bộ, chính là nghĩ ngẫu nhiên gặp một chút Thiết An Ninh, ngày mai Thiết An Ninh liền về Tế Châu, hắn phải đem nắm cơ hội a. Hứa Thuần Lương nói, Kim Vũ ca muốn giữ vững tỉnh táo, đối nữ nhân không thể truy thật chặt, muốn nắm giữ tiết tấu, nhanh chậm kết hợp, lúc cần thiết còn muốn dục cầm cố túng. Vương Kim Vũ nói, dục cầm cố túng không thích hợp ta, ta nhất định phải ra roi thúc ngựa, rèn sắt khi còn nóng, tiên hạ thủ vi cường. Hứa Thuần Lương nhìn thấy đầu óc chậm chạp Vương Kim Vũ cũng chỉ có thể cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Cái này một thiên hồ núi trấn đồn công an cũng không yên ổn, ban ngày vừa mới đi trấn chính phủ xuất cảnh, ban đêm lại tiếp vào báo cáo, nói có người trộm mộ văn vật. Đang trực chỉ đạo viên đạt được báo cảnh về sau ngay lập tức đem tình huống hướng sở trưởng Lý Thành Ba làm báo cáo. Lý Thành Ba nghe được báo cảnh cũng có chút nhức đầu, hôm nay chuyện ban ngày hắn đã đắc tội người đứng đầu Lâm Hoành Vĩ, đang vì chuyện này tâm phiền đâu, loại chuyện này lại tới phiền hắn, Lý Thành Ba nói, ngươi không sẽ tự mình xử lý. Mang mấy người đi qua nhìn một chút không được sao? Triệu Hoành nói, xử lý không tốt à, người ta báo cáo Đại Hằng tập đoàn, đánh lấy trải suối nước nóng đường ống cờ hiệu Tư Đào trộm động. Lý Thành Ba ngạc nhiên nói, cái gì? Đại Hằng bên kia không phải trên cơ bản đình công sao? Triệu Hoành nói, loại chuyện này xử lý không tốt, nếu như chúng ta không xuất cảnh, người ta báo cảnh sát, nếu như chúng ta xuất cảnh, vạn nhất không có cái này việc sự tình, người ta không được tìm chúng ta phiền phức. Đại Hằng dù sao không phải phổ thông đơn vị. Lý Thành Ba suy nghĩ một chút nói, cái này còn không đơn giản, ngươi liền nói chị An kiểm tra, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Trời vừa rạng sáng, một tiếng trầm muộn tiếng súng từ Đại Hằng suối nước nóng tiểu trấn công trường truyền ra. Tại trận này cảnh sát thông lệ chỉ an kiểm tra hành động bên trong, phát hiện một đầu dấu ở số 89 suối nước nóng trong biệt thự trộm động, đầu này trộm động một mực hướng nhà máy rượu suối nước nóng phương hướng kéo dài. Đêm đó tiến về kiểm tra 5 tên cảnh sát cùng chính đang đào móc trộm động 6 tên lưu manh không hẹn mà gặp, bởi vì đạo tặc chống lệnh bắt, song phương phát sinh xung đột. Tại trận này trong xung đột, 3 tên nhân viên cảnh sát thụ thương, 6 tên lưu manh cũng có thụ thương, có thể không vừa rơi xuống lưới tất cả trốn cách. Lý Thành Ba tại tiếp vào Triệu Hoành tiếp viện thỉnh cầu về sau, lập tức thông chi tất cả nhân viên cảnh sát đi hiện trường, đồng thời hắn tướng phát sinh tình huống hướng thượng cấp bộ môn tiến hành báo cáo, Lý Thành Ba cũng không hướng phân cục xin giúp đỡ, mà là thẳng nối liền báo cho Lâm Hoành Vĩ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không muốn ảnh hưởng khuếch đại. Cũng may mắn báo cáo cho Lâm Hoành Vĩ, hắn mới biết được đêm đó Đông Châu người đứng đầu Uông Kiến Minh liền ở trên đảo, Lý Thành Ba dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lâm Hoành Vĩ tại tiếp vào báo cáo sau trước tiên từ trên giường bò lên, mệnh lệnh tổng hợp chấp pháp xử lý động viên hết thảy có thể động viên lực lượng phối hợp đồn công an bắt người. Một đêm này chú định quá nhiều người vô pháp yên giấc. Tiết An Ninh trước kia liền rời đi Hồ Sơn Trấn, đi thuyền tiến về dưới nước chìm thành khảo cổ hiện trường. Uông Kiến Minh vốn định tại Nguy Sơn đảo hưu nhàn một ngày, nhưng lại tiếp vào một cái khẩn cấp điện thoại, điểm tâm sau liền trở về Đông Châu, nghe nói là có trọng yếu nhiệm vụ tiếp đãi. Thân là thư ký Tần Chính Dương tự nhiên tùy hành. Hạ Uyển Oánh lựa chọn lưu lại cùng đi Lâm Tư Cẩn mẫu nữ cùng một chỗ ở trên đảo tiếp tục du lãm. Lâm Tư Cẩn trên đùi vết thương đã khỏi hẳn, đi đường không có bất cứ vấn đề gì,
kỳ thật nguyên bản bị thương cũng không nặng, chỉ là lo lắng nữ nhi nhìn thấu, cho nên mới giả bộ khập khiếng, hiện đang khôi phục có thể nói đều là Hứa Thuần Lương xà dược công lao, so với cùng nữ nhi quay về tại tốt tới nói, cái này một chút vết thương nhỏ căn bản không tính là cái gì. Điểm tâm về sau, Hứa Thuần Lương bồi tiếp các nàng đi leo Thạch Lương Sơn. Đứng tại Thạch Lương Sơn bên trên, quan sát Nguy Sơn đảo, mỹ lệ cảnh sắc thu hết vào mắt, ba vị nữ sĩ bình thường rất ít tham gia dạng này ngoài trời hoạt động, nhìn thấy trước mắt một màn đều là tâm thần thanh thản. Các nàng đứng tại đỉnh núi chụp ảnh thời điểm, Hứa Thuần Lương đi một bên nhìn ra xa Mộc Thiên tập đoàn công trường, mới khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện nền tảng đã hoàn thành, chính đang kiến thiết mặt đất bộ phận. Mộc Thiên tập đoàn phía sau có đỏ nói vốn liếng tài lực hùng hậu làm ủng hộ, kiến thiết tiến độ phương diện không tồn tại vấn đề gì. Trái lại Đại Hằng tập đoàn bên kia chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, suối nước nóng tiểu trấn công trường trên cơ bản đều ngừng, chủ đề công viên bên kia rất nhiều thiết bị đã lắp đặt hoàn thành chưa điều chỉnh thử. Hứa Thuần Lương nhớ tới Uông Kiến Minh, cũng cảm giác được cái này chủ đề nhạc viên tuyển ở trên đảo kiến thiết có chút thiếu cân nhắc, cho dù có bến tàu, nhưng du khách đi thuyền tới chơi chủ đề nhạc viên cuối cùng vẫn là phiền toái một chút. Nếu như lúc trước cái này chủ đề nhạc viên không phải kiến thiết ở trên đảo, mà là lựa chọn cổ tuyển trấn, vận doanh chi phí khẳng định so hiện tại thấp. Bất quá Đại Hằng tập đoàn đoán chừng cũng không nghĩ tới trường kỳ vận doanh, mục đích của bọn hắn là chơi địa sản, lợi dụng chủ đề nhạc viên cùng cái gọi là nguyên bộ hấp dẫn mua phòng người, chờ phòng ở bán xong, chủ đề nhạc viên cũng liền hoàn thành lịch sử sứ mệnh, hoặc chuyển nhượng, hoặc nhiệm kỳ mục nát, nơi khác không thiếu tiền lệ như vậy, Đại Hằng tự thân chính là phương diện này cao thủ. Lúc này Diệp Thanh Nhã gọi hắn đi qua, để hắn hỗ trợ đập mấy chương chụp ảnh chung. Diệp Thanh Nhã tướng cơ giao cho Hứa Thuần Lương, đi vào bên người mẫu thân, ba người mỉm cười nhìn qua Hứa Thuần Lương, Diệp Thanh Nhã ánh mắt vô ý thức hướng phía dưới liếc một cái, sợ Hứa Thuần Lương đừng làm chúng chi lăng, nếu thật là như thế chẳng phải là bại lộ hắn không an phận tâm tư. Hết lần này tới lần khác Hứa Thuần Lương lưu ý đến Diệp Thanh Nhã ánh mắt, nhắc nhở Thanh Nhã tỷ, nhìn ống kính, ngươi đừng nhìn phía dưới. Diệp Thanh Nhã gương mặt xinh đẹp đằng đến liền đỏ lên, tranh thủ thời gian đưa ánh mắt về phía ống kính. Hứa Thuần Lương chụp mấy bức, Diệp Thanh Nhã đi qua chiếu lại nhìn một chút, coi như hài lòng, nhẹ giọng khen có tiến bộ a. Hứa Thuần Lương nói, đều là ngươi cho ta chọn tốt vị trí, ta một mực nhấn cửa chớp, không có gì độ khó. Hạ Uyển Oánh nhìn qua nơi xa ngay tại về nhìn ảnh chụp hai người, cười nói, Lâm A Di, hai người bọn họ tình cảm rất tốt a. Lâm Tư Cần mỉm cười nói, người trẻ tuổi nha, có cộng đồng chủ đề. Hạ Uyển Oánh không có tiếp tục nói, bất quá Lâm Tư Cần minh bạch nàng ý tứ, nói khẽ Tiểu Hà, đến Đông Châu trôi qua quen thuộc sao. Hạ Uyển Oánh nói, với ta mà nói, chỉ cần có thể tại Kiến Minh bên người, ở đâu đều như thế. Lâm Tư Cần chậc chậc khen, thật sự là hâm mộ các ngươi, kết hôn nhiều năm như vậy, tình cảm vẫn là tốt như vậy, người còn chuyên môn hy sinh sự nghiệp qua tới chiếu cố hắn. Hạ Uyển Oánh nói, chủ yếu là ta ỷ lại hắn đều quen thuộc. Kỳ thật vẫn luôn là hắn chiếu cố ta nhiều một ít. Lâm Tư Cẩn nói, hai người các ngươi lỗ hổng tại Đông Châu, rộng nghe một người ở kinh thành các ngươi không muốn a. Hạ Uyển Oánh nói, chúng ta coi như ở lại kinh thành, hắn cũng rất ít về nhà, đứa nhỏ này theo cha, độc lập tính tương đối mạnh, đọc cao trung về sau rất ít cùng chúng ta trao đổi, ngược lại là cùng hắn tằng tổ phụ giao lưu tương đối nhiều một ít. Lâm Tư Cẩn nhẹ gật đầu, cách đời thân a, không khỏi nghĩ đến nữ nhi cùng Kiều Như Long kết hôn 5 năm, cũng không có để lại một mà nửa nữ, hai người trận này hôn nhân có thể nói là tương đương thất bại, hai mẹ con tại hai ngày này trò chuyện không ít, Diệp Thanh Nhã bởi vì trận này thất bại hôn nhân mà sinh ra độc thân quyết định. Lâm Tư Cẩn mặc dù đồng ý nữ tính độc lập, nhưng là nàng cũng không muốn mình nữ nhi cô đơn cả đời, dù sao phụ mẫu không có khả năng bồi nhi nữ cả một đời, chờ bọn hắn đi về sau đâu. Thân nữ nhi bên cạnh chẳng phải là liền người bạn đều không có. Tính cách của nàng vốn là hướng nội, chuyện này đối với nàng cũng không là một chuyện tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc trước nữ nhi có thể có đứa bé cũng rất tốt. Hạ Uyển Oánh nói, Thanh Nhã có suy nghĩ hay không qua tái hôn. Nàng không phải vô duyên vô cớ hỏi, chủ yếu là tiểu thúc tử Uông Kiến Thành mấy chuyến ủy thác, hy vọng nàng có thể giúp đỡ tác hợp một chút. Lâm Tư Cần hỏi ngược lại, tái hôn. Ngươi cảm thấy nữ nhân nhất định phải có hôn nhân sao? Hạ Uyển Oánh cười nói, chủ yếu là ta cảm thấy Thanh Nhã còn trẻ như vậy, cũng không thể một người sống hết đời. Lâm Tư Cẩn nói, kỳ thật chúng ta đa số người đều cho là mình hẳn là như thế nào sinh hoạt,
nhưng là có rất ít người rõ ràng mình dạng này sinh hoạt có phải hay không hạnh phúc. Ta tôn trọng nàng lựa chọn của mình. Hạ Uyển Oánh nhẹ gật đầu, Lâm Tư Cẩn cũng đã nhận ra động cơ của mình. Hạ Uyển Oánh nói, ta cũng phát hiện Thanh Nhã so với quá khứ càng vui vẻ hơn. Lâm Tư Cẩn mỉm cười nói, rất nhiều chuyện đều là so sánh ra, tựa như có người lúc đầu có được 100 vạn, hắn cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên có một ngày, hắn gặp một cái ngàn vạn phú ông, hắn liền sẽ sinh ra cảm giác mất mát, hạnh phúc là không có tận cùng, sinh hoạt cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi không đi cùng người khác so sánh, cũng rất dễ dàng tìm tới thuộc tại hạnh phúc của mình. Hạ Uyển Oánh yên lặng thưởng thức Lâm Tư Cẩn câu nói này, mơ hồ cảm thấy nàng có gõ chính mình ý tứ. Đối Lâm Tư Cẩn cường thế nàng một mực có nghe thấy, Hạ Uyển Oánh bỏ đi nhấc lên Uông Kiến Thành suy nghĩ, làm gì làm cho người ta không vui. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, hắn đem máy ảnh đưa cho Diệp Thanh Nhã, điện thoại là Lý Thành Ba đánh tới. Hứa Thuần Lương đi đến một bên nhận điện thoại, Lý Thành Ba đem tối hôm qua đại hàng suối nước nóng tiểu trấn số 89 biệt thự phát hiện trộm động sự tình nói cho hắn, tối hôm qua bọn hắn tập hợp toàn trấn cảnh lực bắt kia 6 tên trộm mộ người. Nhưng nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, may mắn 3 tên nhân viên cảnh sát thụ thương không nặng. Lý Thành Ba là nghĩ Hứa Thuần Lương liên hệ tương quan chuyên gia hỗ trợ khám tra một chút hiện trường, nhìn xem cái đạo động này đến cùng là thông hướng phương nào, cùng suối nước nóng bên kia đến cùng có quan hệ hay không. Nếu như không phải hắn chủ động gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương cũng không biết tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được vì cái gì Hồ Sơn Trấn phương diện đem chuyện này che giấu đến tốt như vậy, chủ yếu là bởi vì là Uông Kiến Minh. Lâm Hoành Vĩ đám người kia đã thành chim sợ cành cong, nếu để cho Uông Kiến Minh biết phát sinh chuyện như vậy, chưa chừng lôi đình tức giận, rơi xuống một mảnh ô sa. Lý Thành Ba thở dài nói, lão đệ a, chúng ta những này làm cơ sở công tác cũng không dễ dàng, ngươi vừa vặn lượng thông cảm chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, minh bạch, đúng. Chuyện này là ai báo cáo? Nặc danh điện thoại, là nữ. Chẳng biết tại sao, Hứa Thuần Lương trước tiên liền nghĩ đến Tiết An Ninh, bởi vì Tiết An Ninh đang khảo sát nhà máy rượu suối nước nóng trộm động thời điểm cũng đã nói nơi đó động dưới có độc, chẳng lẽ nàng lúc ấy liền có phát hiện, không có đối bọn hắn nói rõ, ngược lại cho nơi đó đồn công an đánh cái nặc danh điện thoại. Chỉ là nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Đương nhiên hết thảy chỉ là suy đoán. Trước mắt cũng không thể xác định báo cáo người chính là Tiết An Ninh, nói không chừng có khác người. Bất quá trộm động xuất hiện tại đại hằng suối nước nóng tiểu trấn công trường ngược lại là một chuyện tốt, có thể mượn chuyện này lại cho đại hằng tạo áp lực, Hứa Thuần Lương đối đại hằng vẫn luôn không có gì ấn tượng tốt. Xuống núi thời điểm, đặc địa đi Hà Thủ Nhân Thạch Ốc dạo qua một vòng, cửa phòng khóa chặt, gần nhất Hà Thủ Nhân đều tại Đông Châu cho nữ nhi hỗ trợ. Tại tràn ngập văn nghệ tình hoài mẫu nữ hai người xem ra. Nhà đá này cũng là không sai cảnh trí, vây quanh thạch ốc các loại góc độ đập một hồi lâu, Hứa Thuần Lương cảm thấy cái này phá phòng ở không có gì vỗ đầu. Nhìn thấy một bên Hạ Uyển Oánh tựa ở góc tường băng ghế đá ngồi xuống, móc ra khăn tay ở nơi đó lau mồ hôi, Hứa Thuần Lương mau chóng tới, ân cần đưa cho nàng một bình nước khoáng, Hà lão sư, uống nước. Hạ Uyển Oánh cười nói, lúc nào cùng ta lại bắt đầu xa lạ, trước ngươi không phải gọi chị dâu ta sao? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta trước đó còn gọi qua Diệp Thanh Nhã tẩu tử đâu, trên thế giới sự tình là đang không ngừng phát triển biến hóa, ta bảo ngươi Hà lão sư là muốn nói với ngươi công việc, hắn cười cười nói tẩu tử, phụ thuộc bệnh viện sự tình tạ ơn người a. Hạ Uyển Oánh nghe hắn nói đến là chuyện này, nhịn cười không được, đàm công sự vẫn là xưng hô ta Hà lão sư đi, không phải khiến cho cùng ta lấy việc công làm việc tư giống như. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử. Người bình thường có phải hay không thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh hụt hơi a? Hạ Uyển Oánh nhẹ gật đầu, ta thân thể yếu đuối, từ sinh xong nhi tử liền bệnh căn không dứt, ngoại trừ thể lực chênh lệch chút, cũng không có gì thói xấu lớn. Hứa Thuần Lương nói, có muốn hay không ta giúp ngài tay cầm mạch? Chúng ta Hứa gia tổ truyền y thuật tại Đông Châu vẫn là phải tính đến. Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra vì nàng bắt mạch vẫn là xem ở Uông Kiến Minh trên mặt mũi, không phải hắn mới sẽ không chủ động xung xoe. Nhưng nghĩ không ra Hạ Uyển Oánh thế mà cự tuyệt, nàng lắc đầu nói, không cần, ta đi qua cũng tìm chuyên gia nhìn qua, đều nói thân thể ta không có vấn đề gì, để cho ta tăng cường rèn luyện liền tốt. Người ta đã nói không cần, Hứa Thuần Lương cũng không tốt tiếp tục dùng mình trương này mặt nóng đi thiếp nàng mông lạnh, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Hạ Uyển Oánh không tin được y thuật của mình. Vẫn là nàng giấu bệnh sợ thầy, lo lắng mình từ nàng mạch tượng bên trong phát hiện cái gì.
dù sao vị này bí thư phu nhân cũng không phải nhân vật bình thường, đầu não rất thông tuệ. Lâm Tư Cẩn mẹ con hai người đập xong chiếu, Hạ Uyển Oánh cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, mấy người tại Hứa Thuần Lương dẫn dắt hạ tiếp tục xuống núi, tiến vào sau Thạch Lương thôn, thôn dân dần dần nhiều, ở trong đó không ít đều biết Hứa Thuần Lương, đi ngang qua thời điểm đều chào hỏi hắn. Lâm Tư Cẩn hướng Hạ Uyển Oánh nói, Thuần Lương ở chỗ này còn rất được hoan nghênh. Hạ Uyển Oánh nói, xem ra hắn quần chúng cơ sở không tệ, một cái xứng chức cán bộ liền muốn xâm nhập quần chúng, cùng quần chúng hòa mình. Diệp Thanh Nhã nói, Thuần Lương, tẩu tử khen ngươi đâu? Hứa Thuần Lương nói, ta chính là cùng quần chúng hòa mình. Hắn hạ giọng nói, ở trong đó có mấy cái đều bị ta đánh qua. Lâm Tư Cẩn khanh khách nở nụ cười, Diệp Thanh Nhã lắc đầu bất đắc dĩ, Hạ Uyển Oánh cũng không nhịn được mỉm cười, cái này Hứa Thuần Lương thật đúng là không giống bình thường. Để hắn cùng quần chúng hòa mình cũng không phải thật đánh nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau Thạch Lương thôn tới gần bầu nhụy mộ địa phương, có một mảnh ma nhai khắc đá, trải qua thời điểm, Hứa Thuần Lương đặc địa chỉ cho Diệp Thanh Nhã nhìn một chút. Hạ Uyển Oánh nhìn qua cách đó không xa để đó không dùng một mảnh tường đỏ lục ngói kiến trúc nói, nơi đó là địa phương nào. Hứa Thuần Lương nói, đi qua du khách trung tâm. Về sau sắp xếp cho văn lữ cục làm nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy làm việc địa điểm, nhưng địa thế quá thấp, thoát nước không khoái, dùng không có mấy ngày liền đem bộ chỉ huy cho chìm, bộ chỉ huy cái này mới không thể không đem đến trấn trong chính phủ ăn nhờ ở đậu. Lâm Tư Cẩn nói, nhìn xem đắp lên không tệ, cổ kính, cứ như vậy để đó không dùng rất đáng tiếc, thoát nước không được có thể tiến hành cải tạo a. Hứa Thuần Lương nói, vô dụng, cải tạo mấy lần, làm như thế nào chìm còn là thế nào chìm, địa thế nguyên nhân. Hạ Uyển Oánh nói, địa thế không thấp a, cùng sau Thạch Lương thôn so ra là thấp một chút, có thể đối toàn bộ Nguy Sơn đảo tới nói, nơi này vị trí không thấp, vẫn là sắp xếp vấn đề nước. Hứa Thuần Lương nhìn nàng một cái, nghe ngữ khí của nàng giống như rất hiểu đi giống như. Kỳ thật người ta chính là rất hiểu đi, Hạ Uyển Oánh tại xử lý hành chính công việc trước đó là học kiến trúc thiết kế chuyên nghiệp, về sau bởi vì thân thể vấn đề mới từ dạy học tuyến đầu lui ra đến, cải thành hành chính quản lý công việc. Có thể là Hứa Thuần Lương ánh mắt kích thích Hạ Uyển Oánh, nàng biểu thị mau mau đến xem. Bí thư phu nhân có yêu cầu, Hứa Thuần Lương nhất định phải thỏa mãn, chỉ có thể mang theo nàng đi bộ chỉ huy nhìn xem. Trước mấy ngày vừa mới mưa, mặt đất còn có chút vũng bùn, Hứa Thuần Lương ở phía trước dẫn đường. Lâm Tư Cẩn vừa đi vừa nghỉ, nàng phát hiện một chút trải mặt đất hòn đá đều có tuổi rồi, lại quay chung quanh kiến trúc dạo qua một vòng, cẩn thận nghiên cứu một chút nền tảng góc tường, thấy hết sức chăm chú. Một lát sau nàng hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, nơi này quá khứ là không phải có cổ kiến trúc. Hai, Hứa Thuần Lương nói, không biết a, dù sao ta lần đầu tiên tới thời điểm chính là vứt bỏ du khách trung tâm, đến tại quá khứ là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Lâm Tư Cẩn dùng ngón tay chỉ góc tường một khối hộ sừng con đường bằng đá, nếu như ta không nhìn lầm, nơi này đi qua hẳn là có tòa miếu Long Vương. Cái gì, Hứa Thuần Lương cũng đưa tới. Khối kia hộ sừng trên đá hoàn toàn chính xác có mơ mơ hồ hồ mấy hàng chữ nhỏ, rất nhiều chữ viết đều bởi vì mưa gió ăn mòn không cách nào phân biệt, bất quá cũng có thể suy đoán ra phải cùng khẩn cầu mưa thuận gió hòa có quan hệ. Nếu như là miếu Long Vương, kia thật đúng là lũ lụt chìm miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Lúc này Trương Hải Đào lái xe tới đón bọn hắn, Hứa Thuần Lương đem Trương Hải Đào gọi đi qua, hỏi hắn nơi này kiến thiết du khách trung tâm trước đó có phải hay không có tòa miếu Long Vương. Trương Hải Đào cũng không rõ lắm, hắn lại đi trong thôn tìm một vị lão nhân tới. Lão nhân nói cho bọn hắn, nơi này thật có qua miếu Long Vương. Có miếu Long Vương thời điểm, nơi này chưa hề đều không có chìm qua, nhưng từ khi miếu Long Vương bị hủy, nơi này chỉ muốn mưa liền sẽ bị chìm. Lão nhân trong thôn đều nhận là đây là chọc giận tới Long Vương ra, cho nên mới sẽ giáng tội trừng phạt bọn hắn. Thế kỷ trước mặt, trong thôn lúc đầu nghĩ góp vốn trùng kiến miếu Long Vương. Có thể trấn bên trong muốn phát triển du lịch, quyết định ở cái địa phương này kiến thiết du khách trung tâm, kiến thiết thời điểm, cũng lợi dụng lúc trước miếu Long Vương không ít vứt bỏ vật liệu. Kiến thiết du khách trung tâm thời điểm, còn chuyên môn tìm chuyên gia thiết kế thoát nước, nhưng xây thành về sau vẫn là hàng năm đều chìm. Dựa theo lão nhân thuyết pháp, đây là bởi vì chiếm Long Vương ra địa phương, ngoại trừ trùng kiến Long Vương miếu, xây cái gì đều phải tiếp tục chìm. Lâm Tư Cẩn nhưng không tin quỷ quái như thế thuyết pháp. Chờ lão nhân đi về sau, nàng nói cho mọi người, đi qua miếu Long Vương không có chìm, là bởi vì thoát nước thông suốt,
đoán chừng là Miếu Long Vương tổn hại quá trình bên trong phá hủy sắp xếp nước, mà lại địa chỉ ban đầu hoang phế nhiều năm như vậy, ống thoát nước nói không người khơi thông, đã sớm trầm tích bế tắc, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần tìm được Miếu Long Vương lúc đầu ống thoát nước đạo, đem chữa trị cũng khơi thông một lần, về sau ứng sẽ không phải lại phát sinh nước đọng hiện tượng. 2. Lâm Tư Cẩn kiến thức chuyên nghiệp có đất dụng võ, nàng cũng không có hoa phí quá lớn công phu đã tìm được đi qua Miếu Long Vương thoát nước con đường như nàng nói như vậy bị phong kín, mà lại phía trên mọc đầy thực bị. 4. Trương Hải đào tìm đến sẻng, đào mấy lần liền đào được thoát nước mương, tìm được vị trí cụ thể, dọc theo điểm này đem chọn đầu thoát nước mương sửa sang lại cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Hứa Thuần Lương đem chuyện này giao cho Trương Hải Đào, trấn chính phủ cái này ra phong ba để hắn ý thức được ăn nhờ ở đậu cuối cùng không phải kế lâu dài. Đã trong thành phố quyết định muốn đem bộ chỉ huy độc lập ra, đoán chừng về sau chỉ huy bộ muốn có tác dụng lớn, dựa theo Tần Chính Dương thuyết pháp, bởi vì gia niên quảng trường sự tình, Uông Thư Ký cũng ý thức được không thể tướng Đông Châu Văn Lữ Kiến Thiết tương lai tất cả đều áp tại một cái phương hướng. Tần Chính Dương trước mắt phụng mệnh phụ trách chỉ huy bộ. Lần này tới Nguy Sơn đảo hắn đặc địa cùng Hứa Thuần Lương tự mình nói một chút, trong đó một cái ý kiến liền là mau chóng tướng bộ chỉ huy từ trấn chính phủ dọn ra ngoài, ban đầu là hắn quyết định mượn làm việc địa điểm cho bộ chỉ huy, hiện tại hắn đã không tại Hồ Sơn trấn, tự nhiên cũng không cần thiết cấp lưu lại cái này chỉ trích. Tần Chính Dương tiếp xuống cần phải làm là một lần nữa minh xác bộ chỉ huy chức năng, bất quá tương lai bộ chỉ huy đến tột cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng còn phải xem Uông Thư Ký ý tứ. Tần Chính Dương hiện tại cũng không có thể cái gì đều không làm, cũng không thể coi là thật thoải mái làm lớn, phải căn cứ lãnh đạo ý nghĩ tùy thời làm ra điều chỉnh. Lần này tiến về Đông Châu, Hứa Thuần Lương an bài Lâm Tư Cẩn mẫu nữ ở tại trong nhà, chủ yếu là cân nhắc Lâm Tư Cẩn là hắn mẹ nuôi, mà lại bản thân trong nhà liền đủ lớn, trong nhà Lâm Tư Cẩn vừa vặn có thể cùng ra ra hảo hảo trò chuyện hồi xuân đường chuyện cũ. Bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện kiến thiết đã bắt đầu, mấy vị viện lãnh đạo thương lượng về sau. Quyết định không làm cái gì khởi công điển lễ, cứ như vậy điệu thấp tiến hành, dù sao trước đây văn miếu điện cơ lễ khiến cho vừa ra công khai kêu oan làm cho mọi người đều biết, hiện tại Đông Châu các cấp lãnh đạo đối tham gia khởi công điển lễ đều phi thường bài xích. Viện trưởng Nghiêm hồi ý nguyên bản ngược lại là dự định để Hứa Thuần Lương ra mặt thư mời ghi tội đến điện cơ cắt băng đâu, nhưng văn miếu sự tình ra về sau, hắn cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Khởi công kiến thiết chính là bệnh truyền nhiễm viện bộ phận. Tổng hợp chẩn đoán điều trị khu bên kia dựa theo bọn hắn lúc đầu kiến thiết kế hoạch cũng sẽ tại lúc tháng 10 chính thức khởi động, chỉ là cho tới bây giờ còn không có cùng xích đạo vốn liếng phương diện ký tên chính thức hợp đồng. Cũng không phải xích đạo vốn liếng phương diện xảy ra vấn đề, mà là Hứa Thuần Lương biểu thị không cần nóng vội. Theo bệnh truyền nhiễm khu kiến thiết như hỏa như đồ triển khai, tổng hợp chẩn đoán điều trị khu kiến thiết cũng bày ở trước mắt, tuần này ban lãnh đạo hội nghị về sau, Nghiêm hồi ý quyết định cùng Hứa Thuần Lương hảo hảo nói chuyện. Hắn gọi điện thoại đem Hứa Thuần Lương gọi vào phòng làm việc của mình. Hứa Thuần Lương sau khi đi vào, trước cho hắn đưa nhấc lên lá trà. Nghiêm hồi ý cũng không có khách khí, tranh thủ thời gian thu vào, lúc nào về. Về Nguy Sơn đảo rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, hai ngày trước, vừa vặn Uông Thư Ký đi giải sầu, ta liền bồi đi qua một chuyến. Tại Nghiêm hồi ý trước mặt không cần thiết che giấu hắn cùng Uông Kiến Minh quan hệ. Nghiêm hồi ý nhìn qua tiểu tử này. Thưởng thức bên trong mang theo hâm mộ, nhìn một cái người ta cái này nhân mạch, cùng hai vị bí thư quan hệ đều chỗ đến ăn ý như vậy. Nghiêm hồi ý nói, Uông Uông thư ký, sẽ không phải muốn đối người ủy thác trách nhiệm a? Hứa Thuần Lương nói, thật đúng là để ngươi nói, hắn để cho ta tiếp tục phụ trách cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy. Nghiêm hồi ý nghe xong liền luống cuống, không, không, được a, bệnh viện chúng ta xây, kiến thiết, vừa mới bắt đầu, ngươi không thể liền. Cứ đi như thế, người đi, ta làm sao bây giờ? 1. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người đừng nóng vội a, bộ chỉ huy tình huống người cũng không phải không biết, chính là cái gánh hát rong, không có công tác cụ thể, Uông Thư Ký để cho ta trước hỗ trợ nhìn xem, không nói cho ta cụ thể chức vị, cũng không nói muốn điều ta đi, ta làm việc người còn không hiểu rõ, trước sau vẹn toàn, bên này công việc không làm xong, người đuổi ta đều không đi. Nghiêm hồi ý lúc này mới yên lòng lại. Hứa Thuần Lương thật không thể đi, nếu như tiểu tử này đi, hắn đi chỗ nào kéo lớn như vậy đầu tư đi. Đừng nhìn hiện tại phê xuống, bệnh viện kiến thiết cũng bắt đầu, nhưng là loại nào không phải Hứa Thuần Lương công lao, điểm này bệnh viện tất cả lãnh đạo đều không phủ nhận. Nghiêm hồi ý nói, nhỏ, tiểu hứa, dựa theo chúng ta dự định kế hoạch, lúc tháng 10 liền.
nên khởi động tổng hợp bệnh viện xây dựng, nhưng bây giờ Xích Đạo vốn liếng bên kia. Hứa Thuần Lương nói, ngài gấp ký hợp đồng. Nghiêm Hồi Ý nói, vẫn là ký hợp đồng yên tâm. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không thiếu đầu tư, có thể lựa chọn nhà đầu tư phương diện nhất định phải thận trọng, Trường Hưng bệnh viện chính là chúng ta vết xe đổ, lúc trước cũng bởi vì Triệu Phi Dương lựa chọn Hoa Niên tập đoàn, cho nên mới đi nhiều như vậy đường quanh co, cho nên nhất định phải đem nhà đầu tư nội tình tra được rõ ràng. Nghiêm Hồi Ý nói, ngươi, cùng Xích Đạo vốn liếng, phương diện không phải rất quen sao? Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Mặc Hàm quen, nhưng công là công, tư là tư. Nghiêm Hồi Ý nói, còn, là, phải nắm chặt. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không chậm trễ kiến thiết, ta có một ý tưởng, không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, nhiều đưa vào mấy nhà đầu tư, phân mỏng cổ phần của bọn hắn, để nhà đầu tư ở giữa tướng lẫn nhau ngăn được. Cũng chỉ có dạng này, bệnh viện chúng ta mới có thể tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn, người nói đúng hay không? Nghiêm Hồi Ý liên tục gật đầu, vẫn là tiểu tử này có ý tưởng, nhưng hắn không phải Hứa Thuần Lương, đối có thể kéo đến nhiều ít đầu tư trong lòng không chắc, hắn thấy, có thể kéo tìm tới tư cũng không tệ rồi, nào còn có dư chọn mập lấy gầy. Hứa Thuần Lương cho Nghiêm Hồi Ý phái viên thuốc an thần, lúc này mới trở về phòng làm việc của mình. Hắn hiện tại thân kiêm đếm chức. Viện xử lý bên kia trên cơ bản không thế nào đi, trên cơ bản đều ở bên ngoài phiêu, dù sao bệnh viện cũng không ai tra hắn cương vị. Trở lại văn phòng, Khang Nguyệt Kỳ tiến lên đón, nói cho hắn biết có người tìm hắn, xem bộ dáng là cái đại lão bản, an bài đến phòng khách chờ hắn, nàng đem vị khách nhân kia danh thiếp đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương tiếp nhận xem xét, trên danh thiếp in, Thần Nông Trung Thảo Dược Tập Đoàn Chủ tịch Tào Bình Nghĩa. Hứa Thuần Lương cùng Tào Bình Nghĩa chưa từng gặp mặt. Bất quá bọn hắn cũng đánh mấy lần quan hệ, vừa mới bắt đầu là Hứa Thuần Lương chạy dĩ hỏa vi quý ý nghĩ, nhưng Tào Bình Nghĩa con hàng này cho thể diện mà không cần, cho nên Hứa Thuần Lương mới trước lễ sau binh, làm cho Tào Bình Nghĩa đầy bụi đất, liền cắm lan lộn mấy vòng. Tào Bình Nghĩa nếm đến đau khổ về sau mới hiểu được mình căn bản không phải đối thủ của người ta, chuyên đi Tiếu Thành hướng đời môn chủ Hạ Hầu Mộc Lan nhận lầm, nhịn đau cầm trong tay Nhân Hòa Đường cổ phần giá thấp chuyển nhượng cho Hạ Hầu Mộc Lan. Nhưng cái này vẫn không có thu hoạch được Hứa Thuần Lương thông cảm, Hạ Hầu Mộc Lan đề nghị hắn tự mình đến Đông Châu đi một chuyến, cùng Hứa Thuần Lương ở trước mặt hảo hảo nói chuyện, cho nên mới có hôm nay bái phỏng. Kỳ thật trước đây Hạ Hầu Mộc Lan liền cùng Hứa Thuần Lương bắt chuyện qua, nói cho hắn biết gần nhất Tào Bình Nghĩa có thể sẽ đi bái phỏng. Hứa Thuần Lương để Khang Nguyệt Kỳ tướng Tào Bình Nghĩa mời đến phòng làm việc của mình, giết người bất quá đầu chạm đất. Đã Tào Bình Nghĩa đã đem trong tay Nhân Hòa Đường cổ phần chuyển nhượng cho Hạ Hầu Mộc Lan, cũng coi là thả ra đầy đủ thành ý, cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Tào Bình Nghĩa 41 tuổi, vì môn thuốc tông lớn nhất thực lực nhân vật một trong, đương nhiên loại thực lực này chỉ là thực lực kinh tế, mà không phải hắn võ công như thế nào lợi hại, y thuật như thế nào cao minh. Đương kim thời đại, tiền tài đã trở thành là phổ biến nhất một cái cân nhắc tiêu chuẩn, có tiền liền đại biểu cho thực lực. Đừng nhìn Tào Bình Nghĩa tại Bì Môn địa vị so ra kém bốn đại trưởng lão, nhưng một mực có cái thuyết pháp, hắn Thần Nông Thuốc Đông Y tập đoàn thực lực so với Mộc Lan tập đoàn còn cường đại hơn, đương nhiên Bì Môn bên trong công nhận nhất người có tiền là bốn đại trưởng lão một trong Địch Bình Thanh. Trong chương mục số lượng để Tào Bình Nghĩa một lần bản thân bị lạc lối, thậm chí cho là mình có được hướng môn chủ khiêu chiến thực lực, thẳng đến hắn tại thu mua Nhân Hòa Đường sự tình bên trên cắm té ngã, lúc này mới bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình. Nếu như không phải cảm thấy thịt đau, hắn cũng không sẽ cam lòng từ bỏ tới tay thịt mỡ, càng sẽ không thả tư thái đến Đông Châu cầu kiến Hứa Thuần Lương. Tào Bình Nghĩa ngày thường một trương người tốt mặt, nhìn qua ra vẻ đạo mạo, Tào Bình Nghĩa đến Đông Châu trước đó bỏ công sức làm đủ bài tập, hắn càng là hiểu rõ Hứa Thuần Lương, càng là hối hận mình nhúng tay Nhân Hòa Đường sự tình. Tiến vào Hứa Thuần Lương nho nhỏ chủ nhiệm văn phòng, Tào Bình Nghĩa mặt mày hớn hở, vừa vào cửa liền nắm tay đưa ra ngoài, "Hứa chủ nhiệm, ngài tốt." Ta là Thần Nông Thuốc Đông Y tập đoàn Tào Bình Nghĩa. Ê! Hứa Thuần Lương đứng dậy đón lấy, cùng Tào Bình Nghĩa nắm tay, kính đã lâu, Tào Tổng mời ngồi. Tào Bình Nghĩa tại Hứa Thuần Lương ngồi đối diện xuống tới, Hứa Thuần Lương để Khang Nguyệt Kỳ cho khách nhân rót chén trà. Khang Nguyệt Kỳ rời đi về sau, Tào Bình Nghĩa hướng Hứa Thuần Lương cười cười, ta hôm nay là chuyên qua tới bái phỏng Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương cười nói, Tào Tổng công việc như thế bận rộn cũng không cần chuyên đi chuyến này, có chuyện gì trong điện thoại đàm cũng giống như vậy, chúng ta trước đó cũng không phải không có thông qua điện thoại. Lần trước trò chuyện cũng không thoải mái, Hứa Thuần Lương chủ động nhượng bộ,
nhưng là Tào Bỉnh Nghĩa không có đáp ứng hắn cho ra điều kiện, nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Tào Bỉnh Nghĩa thở dài nói, có mấy lời vẫn là gặp mặt nói tương đối tốt, miễn cho sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Hứa Thuần Lương ra hiệu hắn uống trà. Tào Bỉnh Nghĩa nhấp một ngụm trà nói, lần này tới, chủ yếu là muốn làm mặt hướng người giải thích một chút, Nhân Hòa Đường sự tình ta cũng không hiểu rõ, lúc ấy chỉ muốn chiếm cái tiện nghi, không nghĩ tới bị Chu Nghĩa Văn hai huynh đệ bày một đạo. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Tào Bỉnh Nghĩa, tin người mới là lạ, cái này Tào Bỉnh Nghĩa cũng là lão hồ ly, lúc trước khẳng định cho rằng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu thuộc về quyền không rõ, Chu Nhân Hòa di chúc lại xảy ra vấn đề, cho nên hắn mới chọn tham gia Nhân Hòa Đường, bất quá muốn kiếm tiện nghi là khẳng định. Hứa Thuần Lương nói, việc nhà của người khác sự tình, vẫn là đừng lẫn vào tốt nhất, Tào Tổng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng coi như biết đại thể người. Tào Bỉnh Nghĩa trong lòng tự nhủ ta có thể không lùi sao. Ngươi sử dụng thủ đoạn, khiến cho một bang chủ quản bộ môn thay nhau tra công ty của ta, ta lại thấy không rõ thế cục, chỉ sợ ta cơ bản bàn đều muốn bị ngươi chơi đùa gà bay chó chạy, không được an bình. Tào Bỉnh Nghĩa gật đầu nói, Hứa chủ nhiệm, hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, còn xin người về sau không cần để ở trong lòng. Hứa Thuần Lương nói, Mộc Lan đã nói với ta, Tào Tổng yên tâm đi, hòa khí sinh tài. Về sau Mộc Lan bên kia còn phải muốn người ủng hộ nhiều hơn. Buông tha Tào Bỉnh Nghĩa, không chỉ là bởi vì Tào Bỉnh Nghĩa ngoan ngoãn tướng Nhân Hòa Đường cổ phần giao ra, càng cân nhắc đến đây người tại Bì Môn nội bộ lực ảnh hưởng. Hạ hầu Mộc Lan muốn thuận lợi trở thành Bì Môn chính thức môn chủ, không chỉ muốn thông qua Bì Môn 6 kỹ khảo hạch, còn muốn thu hoạch được Bì Môn nội bộ những đại lão này ủng hộ. Bọn hắn tranh thủ được 3 tháng này, chính là muốn lợi dụng đoạn này giảm sóc kỳ trước đem nội bộ bãi bình. Nhưng là trước mắt còn thiếu khuyết một cái thích hợp người trung gian tuyển. Hứa Thuần Lương nhìn lên trước mắt Tào Bỉnh Nghĩa, cảm giác người này phi thường phù hợp. Tào Bỉnh Nghĩa nói, kia là nhất định, hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút, trong lòng thầm nghĩ, ủng hộ. Làm sao ủng hộ, chúng ta bản thân liền tồn tại cạnh tranh quan hệ, chỉ riêng ủng hộ nàng, ta uống gió Tây Bắc a. Hứa Thuần Lương cũng không cùng hắn nói chuyện, Tào Bỉnh Nghĩa thật xa tới, dù sao cũng phải cho thấy một chút thái độ. Tào Bỉnh Nghĩa không biết là bận tâm mặt mũi vẫn cảm thấy thành ý của mình đã đầy đủ, cũng không tiếp tục làm cái khác biểu thị, hai người hàn huyên vài câu, Tào Bỉnh Nghĩa cảm giác Hứa Thuần Lương thái độ đối với chính mình có chút qua loa, quyết định đứng dậy cáo từ, kỳ thật hắn tới cũng chính là cái đi ngang qua sân khấu, cho thấy một chút thái độ, chân chính ra điều kiện vẫn là phải thông qua Hạ Hầu Mộc Lan. Tào Bỉnh Nghĩa rời đi về sau, để lái xe tiến hắn tiến về Ân Hằng Chế Dược, hắn cùng Ân Hằng Chế Dược là hợp tác lâu dài đồng bạn. Lần này tới vừa vặn thuận tiện bái phỏng một chút. Tào Bỉnh Nghĩa cùng Thính Chiêu Huy, Lương Văn Tính vợ chồng đều rất quen, hắn cùng Thính Chiêu Huy thậm chí đều lấy gọi nhau huynh đệ. Hắn trước liên hệ Thính Chiêu Huy, Thính Chiêu Huy chính ở công ty, nói cho hắn biết Lương Văn Tính mấy ngày gần đây nhất vừa vặn tại Hỗ Hải họp. Tào Bỉnh Nghĩa đi vào Ân Hằng tổng bộ, Thính Chiêu Huy thời gian này ngay tại phòng tập thể thao làm vận động, người này tán đả vận động viên xuất thân, mặc dù sinh hoạt tác phong không thế nào kiểm điểm. Nhưng tại vận động phương diện tương đương tự hạn chế, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện. Tào Bỉnh Nghĩa trực tiếp đi phòng tập thể thao, nhìn thấy Thịnh Chiêu Huy ngay tại chạy bộ, Tào Bỉnh Nghĩa cười nói Thịnh ca. Thịnh Chiêu Huy hướng hắn phất phất tay, biểu thị mình còn có 5 phút đồng hồ. Tào Bỉnh Nghĩa đi thăm một chút hắn phòng tập thể thao, Thịnh Chiêu Huy chạy xong bước, một bên lau mồ hôi vừa nói, lão đệ, không có ý tứ a, ta mỗi ngày cho nhiệm vụ của mình, nhất định phải hoàn thành. Tào Bỉnh Nghĩa nói, Thịnh ca tự hạn chế để cho người ta bội phục. Thịnh Chiêu Huy cười lắc đầu nói, thân thể ngày càng sa sút, chỉ có thể thông qua rèn luyện cải thiện, huynh đệ, người mập, muốn tăng cường rèn luyện, chúng ta cái tuổi này, nhất định phải khống chế thể son suất. Tào Bỉnh Nghĩa cười nói, ta nhưng không có người sống được như vậy cẩn thận. Thịnh Chiêu Huy để thư ký trước mang theo Tào Bỉnh Nghĩa đi nghỉ ngơi thất, hắn phải đi dội cái nước, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không có đem Tào Bỉnh Nghĩa xem như ngoại nhân. Tào Bỉnh Nghĩa ở phòng nghỉ ngồi không bao lâu, Thịnh Chiêu Huy lại tới, tại Tào Bỉnh Nghĩa ngồi xuống bên người, lão đệ, lần này tới làm sao không có sớm lên tiếng kêu gọi. Tào Bỉnh Nghĩa nói, vừa vặn đi ngang qua, cho nên tới xem một chút. Hắn đưa trong tay mang tới 2 hộp tốt nhất lộc nhung giái hươu đưa cho Thịnh Chiêu Huy, biết con hàng này thích gì. Thịnh Chiêu Huy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ban đêm ta đến an bài, hai anh em ta hảo hảo tự ôn chuyện. Lại để cho ngươi thể nghiệm một chút Đông Châu ban đêm phong tình. Tào Bỉnh Nghĩa cười ha ha một tiếng, móc ra một hộp khói, đưa một chi cho Thịnh Chiêu Huy,
mình cũng châm một điếu thuốc, hắn đến Ân Hằng chế dược cũng không phải đơn thuần vì ôn chuyện, càng không phải là vì trải nghiệm Đông Châu phong tình, rút điếu thuốc nói Thịnh ca, đoạn thời gian gần nhất Ân Hằng nhập hàng lượng thiếu đi thật nhiều a. Thịnh Chiêu Huy thở dài nói, cũng không dễ dàng a, người hẳn là nghe nói đi, hồi trước chúng ta Ân Hằng chế dược gặp một chút phiền toái sự tình, chết cái nghiệp vụ viên. Tào Bình Nghĩa nói, nhảy lầu cái kia. Thịnh Chiêu Huy nhẹ gật đầu, kia hàng gọi Trần Kiến Tân, hắn không phải người ngu, Trần Kiến Tân là Triệu Hiểu Tuệ bạn trai cũ, đi qua hắn căn bản không coi trọng qua cái này không có chút nào cốt khí có thể nói phế vật. Lúc trước chính là Trần Kiến Tân để Triệu Hiểu Tuệ chủ động tiếp cận mình đổi lấy hắn tại Ân Hằng thăng chức, bất quá Trần Kiến Tân hiển nhiên không nghĩ tới sẽ khiến cho gà bay trứng vỡ. Thẳng đến Trần Kiến Tân nhảy lầu, Thịnh Chiêu Huy mới từ một ít đường tắt biết được, con hàng này thế mà cùng lão bà của mình Lương Văn Tĩnh quan hệ không tệ, Thịnh Chiêu Huy phi thường rõ ràng mình hẳn là bị tái rồi, cũng là từ khi đó bắt đầu, vợ chồng bọn họ ở giữa chiến tranh lạnh càng phát ra kịch liệt, Thịnh Chiêu Huy ý đồ thông qua ly hôn tới đến một nửa gia sản. Đồng thời cũng thu hoạch được khát vọng tự do, nhưng là Lương Văn Tĩnh hết lần này tới lần khác không cho hắn toại nguyện, cặp vợ chồng hiện tại trên thực tế đã ở vào ở riêng trạng thái. Tào Bình Nghĩa nói, ta nghe nói gần nhất các ngươi tướng một chút tờ đơn cho Mộc Lan tập đoàn. Thịnh Chiêu Huy nói, ta đây cũng không phải quá rõ ràng, người biết, ta ở công ty cũng không có quyền quyết định. Kỳ thật hắn phi thường rõ ràng, Ân Hằng chế dược đoạn thời gian gần nhất nhập hàng con đường làm một chút điều chỉnh. Liền cầm trung thảo dược nhập hàng tới nói, đi qua 70% hàng đều là từ Thần Nông Thuốc Đông Y tập đoàn cầm, mà bây giờ phân ra hơn phân nửa đơn đặt hàng cho Mộc Lan tập đoàn. Cái này nguyên nhân trong đó chủ yếu là Hứa Thuần Lương đáp cầu dắt mối, đương nhiên cũng cùng Mộc Lan tập đoàn xuất phẩm thuốc bắc phẩm chất hoàn toàn chính xác muốn vượt qua Thần Nông Thuốc Đông Y, phương diện giá tiền cũng kém không nhiều, tại ngang nhau giá cả dưới điều kiện, đương nhiên lựa chọn chất lượng tốt hơn. Tào Bình Nghĩa nói, Thịnh ca. Chúng ta dù sao hợp tác nhiều năm a, vẫn luôn phi thường vui sướng. Thịnh Chiêu Huy nói, lão đệ a, tại điều kiện tương đương nhau, Ân Hằng khẳng định thủ trước tiên nghĩ hợp tác với các ngươi, bất quá đã ngươi tìm được sinh ý, vậy chúng ta liền có sao nói vậy, đoạn thời gian gần nhất, các ngươi dược liệu phẩm khống thật có chút vấn đề. Tào Bình Nghĩa nói, vẫn luôn là tiêu chuẩn này a, ta có thể cam đoan, chúng ta xuất phẩm vẫn luôn rất ổn định. Thịnh Chiêu Huy nói, đó chính là nhiều năm như vậy các ngươi tại sản phẩm phương diện một mực không muốn phát triển, đồng dạng dược liệu các ngươi cùng Mộc Lan tập đoàn so tài một chút nhìn a. Tào Bình Nghĩa nghe được lại là Mộc Lan tập đoàn đoạt mình đơn đặt hàng, không khỏi thở dài nói, nguyên lai là Mộc Lan tập đoàn a. Thịnh Chiêu Huy nói, lúc đầu ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi tranh thủ thêm một chút tờ đơn, nhưng người ta bên kia cũng là bằng hữu quan hệ, dù sao cũng phải xử lý sự việc công bằng, tẩu tử ngươi người kia tính cách ngươi cũng rõ ràng. Tào Bình Nghĩa nói, tẩu tử liền không suy tính một chút chúng ta giao tình. Thịnh Chiêu Huy nói, Mộc Lan tập đoàn là Hứa Thuần Lương giới thiệu, chúng ta quan hệ cũng rất tốt. Hứa Thuần Lương, Tào Bình Nghĩa trong lòng thầm than, lại là Hứa Thuần Lương, Đông Châu là Hứa Thuần Lương đại bản doanh, lấy hắn tại Đông Châu giao thiệp, những này Đông Châu địa phương xí nghiệp nhiều ít đều muốn cho hắn một chút mặt mũi. Thịnh Chiêu Huy nói, ta nghe nói người cùng Hứa Thuần Lương thư kiện rồi. Tào Bình Nghĩa cười khổ nói, người cái nào nghe được tin tức? Thịnh Chiêu Huy nói, ta mặc dù rất ít hỏi đến công ty sự tình, có thể thực hiện nghiệp bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay ta nên cũng biết. Lão đệ, không phải ta nói người a, Nhân Hòa Đường sự tình là người ta gia tộc ân oán, người đi theo lẫn vào cái gì sức lực. Thanh quan cũng khó khăn đoạn việc nhà, người cảm thấy người có thể nói róc rõ ràng. Tào Bình Nghĩa thở dài, đem mình đã tướng Nhân Hòa Đường tới tay cổ phần lại chuyển đi ra sự tình nói. Thịnh Chiêu Huy nghe xong liền biết con hàng này bị thiệt lớn, kỳ thật cái này tại trong dự liệu của hắn, tại Thịnh Chiêu Huy xem ra, ngay cả mình đều bị Hứa Thuần Lương dọn dẹp ngoan ngoãn, lại càng không cần phải nói những người khác, nhìn thấy Tào Bình Nghĩa sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, hắn có chút minh bạch, con hàng này lần này Đông Châu chuyến đi, kỳ thực là hướng Hứa Thuần Lương nhận sợ tới. Thịnh Chiêu Huy nói, xem ra ngươi là đối Hứa Thuần Lương không hiểu rõ, đừng xem người ta tuổi trẻ. Người ta năng lượng thật là không phải chúng ta có thể đánh đồng, xa không nói, liền nói chúng ta Đông Châu, hắn cùng người đứng đầu Uông Kiến Minh xưng huynh gọi đệ. Bán đảo Nhạc Tinh tập đoàn đủ nghiêu bức a, đi vào Đông Châu đầu tư Trung Hàn sản nghiệp vườn, danh xưng đầu tư 15 tỷ Mỹ đao, người ta điều kiện chính là đem trong thành phố dùng để kiến thiết bệnh truyền nhiễm viện 100 mẫu đất cho bọn hắn, như thế đại nhất bút đầu tư, đổi thành bất luận cái gì thành thị đều sẽ xem như thần tài một dạng cung cấp, nhưng cuối cùng làm gì? Trong thành phố chính là không có đáp ứng Nhạc Tinh yêu cầu,
mảnh đất kia còn là cho bệnh truyền nhiễm viện. Tào Bình Nghĩa nói, Hứa Thuần Lương bối cảnh rất sâu a. Thịnh Chiêu Huy nói, chúng ta làm ăn người tuyệt đối đừng cùng thể chế bên trong người không qua được, ta sống hơn nửa đời người, người quen biết cũng không ít, khả năng tại giang hồ cùng miếu đường ở giữa mọi việc đều thuận lợi thật là không nhiều, nhưng lấy nói Hứa Thuần Lương là bỏ gạp đi ị phần độc nhất. Hắn vỗ vỗ Tào Bình Nghĩa bả vai, nghĩ thoáng điểm, có câu nói thế nào, đánh không lại liền gia nhập. Câu nói này lại làm cho Tào Bình Nghĩa có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, thường xuyên nghe người khác nói đánh không lại liền gia nhập, thật là rơi trên người mình ngược lại có chút hồ đồ, kinh lịch gần nhất liên tiếp ngăn trở, hắn đã bỏ đi cùng Hứa Thuần Lương đối kháng dự định, thậm chí tướng nhân hòa đường cũng chuyển nhượng cho Hạ Hầu Mộc Lan, hôm nay cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt nói chuyện kết quả cũng không lý tưởng, Hứa Thuần Lương mặc dù khách khí, nhưng là cũng không có đối với mình làm bất kỳ nhận nặc. Thịnh Chiêu Huy một câu đề tỉnh hắn, đánh không lại liền gia nhập, với hắn mà nói dĩ nhiên không phải gia nhập Hứa Thuần Lương, hắn vốn chính là bì môn bên trong người, Hạ Hầu Mộc Lan là bì môn đời môn chủ, chỉ cần mình gia nhập Hạ Hầu Mộc Lan trận doanh, như vậy thì tương đương gia nhập Hứa Thuần Lương trận doanh. Tào Bình Nghĩa tướng trong chén trà uống một hơi cạn sạch, thấp giọng nói, Thịnh ca, người đối Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hứa Thuần Lương quan hệ giải sao? Thịnh Chiêu Huy nói, không thế nào hiểu rõ, bất quá Hứa Thuần Lương nữ nhân duyên từ trước đến nay không tệ. Công ty của chúng ta đi qua cùng Mộc Lan tập đoàn cũng không có nhiều nghiệp vụ vãng lai, đây không phải thông qua hắn dẫn tiến nha, đúng, ta nhưng nghe nói Mộc Lan tập đoàn muốn đầu tư Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện, nghe nói mười mấy ức a, phổ thông quan hệ Hạ Hầu Mộc Lan không sẽ cam lòng hạ như thế lớn vốn gốc đi. Tào Bình Nghĩa trong lòng tự nhủ bọn hắn quan hệ khẳng định không phổ thông, nhân hòa đường đều thành hai người bọn hắn cửa hàng nhỏ. Thịnh Chiêu Huy nói, làm sao, có muốn hay không ta làm cái người trung gian? Đem Hứa Thuần Lương hẹn ra tới giúp các ngươi hòa hoãn một chút quan hệ. Tào Bình Nghĩa lắc đầu, hắn đứng lên nói, ta còn có việc, đi trước. Thịnh Chiêu Huy nói, ai, làm sao nói đi là đi, ban đêm ta đến an bài nha. Tào Bình Nghĩa nói, không được, ta thật có sự tình. Hứa Thuần Lương chuẩn bị lúc tan việc, lại nhận được Tào Bình Nghĩa điện thoại. Lần này Tào Bình Nghĩa không do dự, đi thẳng vào vấn đề đối Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm. Ta suy nghĩ một chút, ta sẽ toàn lực ủng hộ Mộc Lan tiểu thư, còn có, ta muốn theo người hợp tác. Hắn minh xác biểu đạt từ mình thái độ, thứ nhất, ta ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan gánh đảm nhận môn chủ, thứ hai, ta đối với ngươi chịu phục, ta muốn gia nhập ngươi trận doanh. Đây mới là Hứa Thuần Lương muốn thái độ, Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Tào Tổng A, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này thống khoái người, có không hề rời đi Đông Châu A. Tào Bình Nghĩa nói, ta còn tại Đông Châu. Hứa Thuần Lương nói, như vậy đi, ban đêm để ta làm đông, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, vừa vặn trò chuyện một ít chuyện. Tào Bình Nghĩa cũng không có cùng Hứa Thuần Lương khách khí, tại Đông Châu trên mặt đất vẫn là nghe Hứa Thuần Lương an bài. Không bao lâu Hứa Thuần Lương cho hắn phát một cái địa chỉ. Tào Bình Nghĩa dựa theo Hứa Thuần Lương cho địa chỉ chạy tới, chờ đến lúc đó, mới biết được là bệnh truyền nhiễm viện đang xây công trường. Hứa Thuần Lương mời hắn chỗ ăn cơm là công trường nhà ăn. Dương Khánh Nguyên chuẩn bị bốn đạo rau trộn, một cái nồi thịt dê, một cái nồi gà, Đông Châu nồi là bản xứ đặc sắc đồ ăn một trong. Tào Bình Nghĩa lái xe nhìn thấy hiện trường hoàn cảnh không khỏi nhíu mày, tại trong ấn tượng của hắn truy cầu phẩm chất cuộc sống Tào Tổng rất ít ở nơi như thế này ăn cơm, nhưng Tào Bình Nghĩa một mực nỗi lòng lo lắng hiện tại cuối cùng để xuống, Hứa Thuần Lương có thể để cho hắn đến nơi đây ăn cơm, chứng minh đối với hắn mở rộng đại môn. Đồ ăn mặc dù rất việc nhà. Nhưng rượu chuẩn bị chính là Mao Đài. Hứa Thuần Lương chào hỏi Tào Bình Nghĩa ngồi xuống, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, bên ngoài trên công trường không ngừng truyền đến thao tác thanh âm. Tào Bình Nghĩa xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, tò mò hỏi, nơi này đang xây chính là bệnh truyền nhiễm viện mới viện A. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cầm rượu lên bình cho Tào Bình Nghĩa rót rượu, Tào Bình Nghĩa tranh thủ thời gian khách khí một phen, hắn là thật có chút sợ hãi. Hứa Thuần Lương nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi không cần khách khí, ta cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Tào Bình Nghĩa trong lòng tự nhủ hai ta giống như không có thân cận đến mức này. Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên cùng hắn đụng đụng, hai người uống một ngụm rượu, Hứa Thuần Lương chào hỏi hắn dùng bữa. Mặc dù món ăn bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng bắt đầu ăn hương vị thế mà rất không tệ. Hứa Thuần Lương nói, Tào Tổng dự định làm sao ủng hộ Mộc Lan đâu. Tào Bình Nghĩa nói, ta sẽ công khai tuyên bố,
Từ giờ trở đi ta thừa nhận Mộc Lan tiểu thư tại Bì Môn lãnh đạo địa vị, không cần chờ đến cái gì Bì Môn sáu kỹ khảo hạch. Hứa Thuần Lương cười nói, một mình ngươi ủng hộ còn chưa đủ à, theo ta được biết, Hạ Hầu Tôn ở kinh thành chuyên môn tổ chức hội nghị, hắn ý tứ chính là tướng Bì Môn môn chủ chi vị truyền cho Mộc Lan, đáng tiếc cũng không tại lúc ấy lấy được đến bốn vị trưởng lão thông qua, nhất là Mạnh Hoài Nghĩa cùng Địch Bình Thanh. Tào Bình Nghĩa nói, Bì Môn quy củ chính là như vậy. Lịch đảm nhận môn chủ nhất định phải thông qua Bì Môn sáu kỹ khảo hạch mới có tư cách gánh cương môn chủ chi vị, ngươi là lo lắng Mộc Lan tiểu thư không cách nào thông qua khảo hạch. Kỳ thật Tào Bình Nghĩa cũng cho rằng Hạ Hầu Mộc Lan không cách nào thông qua khảo hạch, Bì Môn tự sáng tạo lập đến nay từ không một người tại 30 tuổi trước đó thông qua sáu kỹ khảo hạch, Hạ Hầu Mộc Lan hẳn là cũng không phải tư chất ngút trời, rất khó sáng tạo kỳ tích, bốn đại trưởng lão sở dĩ cường điệu sáu kỹ khảo hạch chính là vì bác bỏ Hạ Hầu Tôn đề nghị. Coi như nàng thông qua khảo hạch, những cái kia phản đối người vẫn muốn phản đối, nhiều không chừng sinh ra mới chú ý, khoảng cách khảo hạch còn có 3 tháng, ý của ta là, muốn trong đoạn thời gian này, mức độ lớn nhất đoàn kết hết thảy khả năng đoàn kết người. Ta là một ngoại nhân, Mộc Lan mình lại không tiện ra mặt, cho nên. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Tào Bình Nghĩa. Tào Bình Nghĩa minh bạch, Hứa Thuần Lương đây là muốn đem sâu chuỗi Bì Môn nội bộ, đoàn kết đồng nghiệp. Ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan nhiệm vụ giao cho mình, hắn gật đầu nói, ta sẽ hết sức đi làm, người nói hai người kia xác thực có chút phiền phức, Mạnh Hoài Nghĩa là thuốc tông Lưu lão tiền bối, người này ỷ vào thân phận mình, cậy già lên mặt, kỳ thật hắn chính là cái bán thuốc giả, hiện tại chủ yếu xử lý thu mua quá thời hạn thuốc sinh ý, thuộc về chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhân vật. Hứa Thuần Lương cùng Mạnh Hoài Nghĩa chỉ có duyên gặp mặt một lần, bất quá hắn cho rằng Tào Bình Nghĩa đánh giá phi thường tinh chuẩn, chủ động cùng Tào Bình Nghĩa uống một chén. Tào Bình Nghĩa tiếp tục nói, về phần Địch Bình Thanh, người này hiện tại chủ công khỏe mạnh dưỡng lão, đầu não khôn khéo, tài lực hùng hậu, có thể nói tại Bì Môn bên trong người này thực lực thuộc về thứ nhất, hắn phản đối nguyên nhân là, hắn cho rằng đương kim chi Bì Môn chỉ có hắn mới có tư cách gánh làm môn chủ, người này không quan tâm tiền, trong môn ủng độn rất nhiều. Hứa Thuần Lương nói, hai người kia không cần ngươi đến quan tâm, ta phụ trách thuyết phục bọn hắn. Tào Bình Nghĩa có chút khó hiểu nói, kỳ thật người môn chủ này chi vị đã trở thành gân gà, không biết Mộc Lan tiểu thư vì sao muốn nhất định phải được. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này nguyên nhân chân chính không thể nói cho ngươi, chỉ có Hạ Hầu Mộc Lan trở thành Bì Môn môn chủ, mới có thể đem Hạ Hầu Tôn sự tình tự nhiên mà vậy cho Lật Thiên, tướng dưới mặt đất tàng binh động bí mật vĩnh viễn ẩn tàng khởi tới. Hắn lạnh nhạt cười nói, đồng dạng một thanh kiếm tại có trong tay người có thể trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Tại có người trong tay chỉ có thể dùng để trẻ củi, không phải vị trí có vấn đề, mà là ngồi tại trên ghế ngồi người có vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, người cùng Mộc Lan tại trên phương diện làm ăn hoàn toàn có thể làm được bổ sung, mà không phải cạnh tranh. Mộc Lan cũng đã nói, các người tập đoàn vị trí địa vực khác biệt, thích hợp trồng chung thảo dược cũng khác biệt. Đối Tào Bình Nghĩa loại này điển hình thương người không thể chỉ dùng uy hiếp chèn ép thủ đoạn, nhất định thời điểm còn muốn cho điểm ngon ngọt. Chỉ có để hắn nhìn thấy lợi ích mới có thể cam tâm tình nguyện hợp tác với ngươi, nếu để cho hắn nhìn đến so nguyên lai càng nhiều lợi ích, hắn mới có thể khăng khăng một mực gia nhập ngươi trận doanh. Tào Bình Nghĩa chủ động là Hứa Thuần Lương thêm đầy rượu, nâng chén kính hắn một chén, biết rõ không nên hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, gần nhất tập đoàn bị bộ môn quản lý trọng điểm chiếu cố, Hứa chủ nhiệm có thể hỗ trợ hòa giải một chút. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, gặp được loại chuyện này. Người đầu tiên muốn từ tự thân tìm nguyên nhân, về phần hỗ trợ, ta khẳng định không có vấn đề gì, đối ta nghe nói các ngươi không được tuyển thuốc đồng ý cục quản lý trọng điểm nâng đỡ hạng mục danh sách. Tào Bình Nghĩa nhẹ gật đầu, trong lòng thầm than, còn không phải ngươi dở trò quỷ. Hứa Thuần Lương nói, còn có một lần duyệt lại cơ hội, ta đêm nay trở về liền giúp ngươi đem danh sách báo lên, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt. Tào Bình Nghĩa rót cho mình một chén rượu. Đem chén rượu kia ngay trước Hứa Thuần Lương bột uống một hơi cạn sạch, chuyện này kỳ thật Hạ Hầu Mộc Lan đề cập với hắn, hắn mặc dù tâm động, nhưng là chuyện này cũng không cái gì nắm chắc, tất lại duyệt lại tên chỉ có 3 cái nào trùng hợp như vậy liền đến phiên hắn, hiện tại Hứa Thuần Lương chính miệng hứa hẹn, chuyện này hẳn là ván đã đóng thuyền, người ta có bản lĩnh bắt hắn cho làm xuống tới, liền có bản lĩnh bắt hắn cho nâng lên đi. Hứa Thuần Lương khi về nhà đã khuya, bởi vì khách tới nhà. Hắn tận lực thả nhẹ bước chân để tránh đã quấy rầy Lâm Tư Cẩn mẫu nữ. Hứa Thuần Lương lên lầu thời điểm, nghe được cửa phòng nhẹ vang lên, lại là Diệp Thanh Nhã nghe được động tĩnh từ trong phòng ra. Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười.
Diệp Thanh Nhã nhỏ giọng nói, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua khách phòng, Diệp Thanh Nhã chỉ phòng khách, hai người đi tới. Diệp Thanh Nhã nói, Hứa gia gia chuẩn bị cho ngươi canh giải rượu, ngươi cũng thật là, làm muộn như vậy, không biết lão nhân gia lo lắng ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta có thể có chuyện gì à, vừa vặn đàm điểm nghiệp vụ, đúng, mẹ nuôi tiểu thuyết tài liệu sưu tập đến thế nào. Diệp Thanh Nhã nở nụ cười, nàng cùng gia gia trò chuyện rất tốt, hai người còn ước định ngày mai cùng đi hồi xuân đường địa điểm cũng nhìn xem. Hứa Thuần Lương tiếp nhận nàng đưa tới canh giải rượu sau khi uống xong, tướng cái chén không buông xuống, Diệp Thanh Nhã lại rót cho hắn một bát, để hắn tiếp tục uống. Hứa Thuần Lương bất đắc dĩ, đành phải uống, hồi xuân đường cái nào còn có cái gì địa điểm cũ, phòng ở đều phá hủy, hiện tại chỗ kia chính đang kiến thiết trường hưng bệnh viện hai kỳ. Diệp Thanh Nhã nói, đoán chừng là giảng một chút hoàn cảnh chung quanh, mẹ ta hiện tại tập trung tinh thần muốn viết nhà các ngươi gia tộc sử. Hứa Thuần Lương nói, nàng quyết định một sự kiện liền muốn làm được tốt nhất, điểm này ngươi cùng nàng rất giống. Diệp Thanh Nhã nhỏ giọng nói, ta mới không giống nàng. Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng thanh tú khuôn mặt, trong lòng có chút không hiểu rung động, Diệp Thanh Nhã tựa hồ ý thức được cái gì, đứng lên nói, ta đi rửa chén. Hứa Thuần Lương đưa tay ngăn cản, không cần, vừa vặn tay của hai người đụng vào nhau. Diệp Thanh Nhã nhanh lên đem tay rụt về lại, nhưng Hứa Thuần Lương xuất thủ càng nhanh, đã đem tay thon của nàng nắm trong tay, nói khẽ gần đây thân thể thế nào, ta giúp ngươi tay cầm mạch. Diệp Thanh Nhã gương mặt xinh đẹp nóng lên, trong lòng thầm nghĩ, ngươi kia không phải bắt mạch, rõ ràng là tại chiếm ta tiện nghi, nhưng nàng cũng không có tránh thoát, cảm giác bị hắn cứ như vậy đưa tay giữ tại lòng bàn tay phi thường dễ chịu. Hứa Thuần Lương ngón tay dán tại Diệp Thanh Nhã trên mạch môn, không qua sự chú ý của hắn lại đặt ở Diệp Thanh Nhã mỡ đông trên da thịt. Như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhịp tim có chút gấp, không cần khẩn trương. Diệp Thanh Nhã cắn cắn môi anh đào nói, ta còn là tìm Hứa gia gia bắt mạch. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao? Không tin được ta. Diệp Thanh Nhã nhìn qua hai mắt của hắn, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn tràn đầy xâm lược tính. Đưa tay từ hắn lòng bàn tay tránh thoát trở về, ta đi rửa chén, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thanh Nhã cũng như chạy trốn tiến vào phòng bếp, một viên tim đập bịch bịch, tiểu tử này tám thành là uống nhiều quá, nói cái gì bắt mạch, căn bản là đang cố ý chiếm ta tiện nghi, nhớ tới quan hệ giữa hai người trở nên càng ngày càng là mập mờ. Diệp Thanh Nhã cảm thấy tiếp tục như vậy sẽ có chút nguy hiểm, lý trí nói cho nàng phải cùng Hứa Thuần Lương giữ một khoảng cách, nhưng nàng lại lấn không lừa được nội tâm của mình. Nàng thích cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ. Cho dù là biết rất rõ ràng hắn đối với mình ôm có ý đồ, nhưng nàng không có chút nào phản cảm, ngược lại thích thú, Diệp Thanh Nhã hai tay bị nước mát lưu gột rửa, lợi dụng loại phương thức này ép buộc mình tỉnh táo lại, chẳng lẽ mình thật thích Hứa Thuần Lương? Không có khả năng, mình đối với hắn hẳn là đối đệ đệ cái chủng loại kia thích, Diệp Thanh Nhã ở trong lòng yên lặng nhấn mạnh. Sáng sớm, Lâm Tư Cẩn hộ tống Hứa Trường Thiện đi vào hồi xuân đường địa điểm cũ. Đi qua hồi xuân đường sớm đã dỡ bỏ, thay vào đó là trường hưng bệnh viện hai kỳ. Hai kỳ công trình kiến thiết cũng sắp không giới hạn, Hứa Trường Thiện ngẩng đầu nhìn cao ngất cao ốc, trong lòng rất nhiều cảm khái, đi qua hồi xuân đường cũng tìm không được nữa. Bất quá đầu này thông hướng chợ thức ăn hẻm nhỏ còn lưu có không ít đi qua ký ức, Hứa Trường Thiện cùng Lâm Tư Cẩn dẫm lên chật hẹp đá xanh hẻm nhỏ, đón mặt trời mới mọc, hai người vừa đi vừa nói. Theo Hứa lão gia tử giới thiệu, Lâm Tư Cẩn trước mắt nổi lên một bức niên đại xa xưa hình tượng, một bên trải qua phòng cũ cựu viện, thậm chí một cái cây, một mặt tường, đều có nói không hết cố sự. Hứa Trường Thiện cảm khái nói, đi qua phía trước A, còn có cái từ Tế Am, hàng năm âm lịch mùng 5 tháng 5 đều có hội chùa ngày ấy, đầu này hẻm nhỏ đến chợ bán thức ăn tất cả đều là tới đuổi rẽ người, chen vai thích cánh, tốt không náo nhiệt, nhưng bây giờ rất nhiều người cũng không biết những chuyện này. Hai người tới chợ bán thức ăn. Bây giờ chợ bán thức ăn hơn phân nửa đều đem đến thống nhất quy hoạch kiến trúc bên trong, như loại này bên đường mua bán chợ bán thức ăn đã không thấy nhiều, đầu này Đông Minh đường phố là Đông Châu số ít còn có thể bảo trì nguyên lai phong mạo. Hứa Trường Thiện mua bánh quẩy cháo nóng, chuẩn bị lấy về cho bọn nhỏ ăn. Lâm Tư Cẩn đối loại này tràn ngập khói lửa thị trường cũng cảm thấy có chút hứng thú, thừa dịp Hứa lão gia tử đi mua sớm một chút thời điểm, nàng cũng tại phụ cận dạo chơi, thuận tiện hỏi thăm một chút đồ ăn giá. Sau lưng một cái tràn ngập ngạc nhiên thanh âm truyền đến, mẹ, người đến đây lúc nào Đông Châu? Lâm Tư Cẩn sửng sốt một chút, xoay người sang chỗ khác, đã thấy Kiều Như Long liền đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, cùng Kiều Như Long cùng nhau còn có một người,
Lâm Tư Cẩn làm sao cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Kiều Như Long, nàng nhíu mày, có chút không vui nói, Kiều Tổng, người thật giống như gọi nhầm người. Kiều Như Long ngượng ngùng cười cười, mặc dù ta cùng Thanh Nhã ly hôn, nhưng trong lòng ta người mãi mãi cũng là. Lâm Tư Cẩn không khách khí chút nào ngắt lời hắn, mẹ ngươi gọi Vương Tư Tề, nếu như nàng biết ngươi ở bên ngoài dạng này loạn hô, khẳng định sẽ không cao hứng. Kiều Như Long nói, người làm sao tới nơi này? Lâm Tư Cẩn nói, ai quy định ta không thể tới? Kiều Như Long sau lưng tên nam tử kia biểu lộ có chút không vui, bọn hắn hiển nhiên cho rằng Lâm Tư Cẩn đối Kiều Như Long thái độ quá ác liệt, là đối Kiều Tổng mạo phạm. Lâm Tư Cẩn quay người đi, Kiều Như Long nhìn qua nàng đi xa, nhìn thấy trước mặt Hứa Trường Thiện, lập tức minh bạch Lâm Tư Cẩn là cùng Hứa Trường Thiện cùng đi đến, trong lòng càng không vui. Bên người người kia lại là hắn sự thực bên trên đại cứu tử Phan Vệ Đông, Nam Giang sấm mùa xuân hành động lúc bắt đầu, Phan Vệ Đông vội vàng bỏ chạy hải ngoại, thẳng đến danh tiếng đi qua mới trở về trong nước, bên ngoài trong khoảng thời gian này, hắn lắc mình biến hóa trở thành tế thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn cổ đông. Trận này sấm mùa xuân hành động để Phan Gia Hà Đông tập đoàn tổn thất nặng nề, Phan Thiên Hóa Phương mới ý thức tới Cơ Bộ Diêu tại sao lại đột nhiên lựa chọn bốc hơi khỏi nhân gian, mà dã tâm của hắn bị Cơ Bộ Diêu lợi dụng, trở thành Lam Tinh vật nghiệp lớn nhất hiệp sĩ đổ vỏ. Cuối cùng vẫn là nữ nhi ra mặt cầu tình, Kiều Như Long mới tìm người hỗ trợ hóa giải Hà Đông chàng nguy cơ này, bất quá Kiều Như Long cũng lưu lại nói đến, để cha con bọn họ tự giải quyết cho tốt. Gần nhất phát sinh sự tình đối Phan Thiên Hóa đả kích không nhỏ, hắn bắt đầu cân nhắc con cái tương lai, nữ nhi quyết định Kiều Như Long, mặc dù đời này không có khả năng có thân phận, mà dù sao nàng sinh ra Kiều gia cốt nhục, Kiều Như Long đối tề sảng cũng không tệ. Chân chính để Phan Thiên Hóa lo lắng chính là nhi tử Phan Vệ Đông, Phan Vệ Đông làm việc tâm ngoan thủ lạt rất có hắn năm đó chi phong, bất quá bây giờ là hài hòa xã hội, muốn lợi dụng pháp luật lỗ thủng đi kiếm tiền trả ra đại giới tất chính là cực kỳ thảm trọng. Phan Thiên Hóa không muốn đời sau của mình lại tiếp tục loại cuộc sống này, hắn đã tích lũy đủ nhiều tài phú, là thời điểm cân nhắc muốn đem gia tộc tẩy trắng. Cho nên Phan Thiên Hóa mới tìm nữ nhi thương lượng, để Phan Vệ Đông nhập cổ phần tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn, hy vọng thông qua loại phương thức này tướng Phan gia tài sản triệt để tẩy trắng. Tế thế đã thành công thu mua Trường Hưng bệnh viện, Phan Vệ Đông lấy đại cổ đông cùng chấp hành đồng sự thân phận đi vào Đông Châu, nếu như không phải xem ở tề sảng trên mặt mũi, Kiều Như Long mới không thèm để ý cái này tiện nghi đại cứu tử. Phan Vệ Đông thấp giọng nói, cô nương kia không biết điều, có muốn hay không ta tìm người cho nàng một bài học. Kiều Như Long lạnh lùng nhìn qua hắn, Phan Vệ Đông không dám cùng hắn đối mặt, có chút khiếp đảm đem ánh mắt rủ xuống đi, thấp giọng nói, muội. Kiều Tổng, ta là vì ngươi không đáng. Vừa mới bắt đầu hắn còn gọi Kiều Như Long muội phu tới, về sau bị phụ thân hung hăng giáo huấn một trận, hắn cái này mới rõ ràng, muội muội tề sảng là vĩnh viễn không thể nào bị cưới hỏi đàng hoàng. Kiều Như Long nói, ta sự tình ngươi không nên nhúng tay. Phan Vệ Đông nói, được, ta tất cả nghe theo ngươi. Hai người bọn họ hôm nay lại tới đây cũng không phải ngẫu nhiên, Triệu Phi Dương đưa ra một cái hai kỳ xây dựng thêm kế hoạch, lúc trước Trường Hưng hai kỳ công trình cầm xuống bao quát hồi xuân đường ở bên trong một phiến khu vực, nhưng là gần nhất trong thành phố đối toàn bộ Đông Minh đường phố có mới quy hoạch, muốn trùng kiến chợ bán thức ăn, triệt để dỡ bỏ vùng này bằng hộ khu, Trường Hưng bệnh viện đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời. Triệu Phi Dương tìm Phan Vệ Đông thương lượng, Phan Vệ Đông đối với phương diện này cũng không hiểu rõ, cùng tế thế tổng giám đốc cũng chính là muội muội của hắn tề sảng sau khi nói qua, tề sảng để hắn liên hệ ngay tại Đông Châu Kiều Như Long, có thể để Kiều Như Long giúp hắn ra nghĩ kế, hôm nay hai người chính là thực địa khảo sát tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở chợ bán thức ăn gặp được Kiều Như Long trước nhạc mẫu. Kiều Như Long có chút thất thần, không để ý dẫm tại ô vũng nước, hắn có chút chán ghét nhíu mày. Phan Vệ Đông mắng, cái chỗ chết tiệt này, hai ngày nữa chúng ta mua lại hảo hảo cải tạo, ta đều nghĩ kỹ, tới gần bệnh viện mảnh đất kia liền kiến thiết mới xạ trị trung tâm, Đông Nam đóng một cao lầu, ngoại trừ phát cho bọn hắn chợ bán thức ăn bên ngoài, vật khác nghiệp chúng ta tự kiềm chế. Kiều Như Long căn bản không có hứng thú gì nghe hắn lải nhải, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Đi một khoảng cách không thấy được Phan Vệ Đông cùng lên đến, Kiều Như Long đành phải dừng bước lại quay người nhìn lại, đã thấy sau lưng vây quanh một đám người. Kiều Như Long vốn không muốn xem náo nhiệt, thế nhưng là hắn cùng Phan Vệ Đông cùng đi đến, tổng không tốt tự mình một người rời đi, xoay người lại, hắn đoán chừng Phan Vệ Đông cũng tại xem náo nhiệt, nhưng không chờ hắn đến gần, liền nghe đến có người kêu lên, giết người, giết người.
Kiều Như Long Phương mới ý thức tới không ổn, vừa rồi đám người xem náo nhiệt phần phật một chút tản ra, đã thấy Phan Vệ Đông té ngồi trên mặt đất, tay che lấy cổ, khe hở bên trong phun ra máu tươi. Kiều Như Long lập tức hoảng hồn, hắn phóng tới Phan Vệ Đông, hét lớn, mau gọi xe cứu thương, nhanh. Phan Vệ Đông cổ bị người dùng lưỡi dao sắc bén xẹt qua, đối phương là cái cực kỳ sát thủ chuyên nghiệp, tại Phan Vệ Đông không có chút nào phòng bị điều kiện tiên quyết, dùng một viên dao cạo râu phiến rạch ra cổ của hắn tổng động mạch. Động mạch cổ là nhân thể chủ yếu động mạch mạch máu một trong, đầu huyết dịch cung ứng, phần lớn đều là phần cổ mạch máu chuyển vận. Động mạch cổ bị vạch phá về sau, bởi vì áp lực tương đối cao, bình thường dẫn đến thời gian ngắn xuất hiện phun ra tính chảy máu, người bị thương sẽ trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện não bộ thiếu dưỡng hoặc là trái tim thiếu máu, thậm chí sẽ xuất hiện cơn sốc thậm chí tử vong hiện tượng. Kiều Như Long dù sao không phải thầy thuốc chuyên nghiệp, gặp được loại này máu tanh tràng diện hắn cũng hoảng hồn. Hắn ý đồ dùng tay trợ giúp Phan Vệ Đông ngăn chặn vết thương, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức vẫn là ép không được, máu vẫn không ngừng phún ra ngoài, Kiều Như Long triệt để rối loạn tấc lòng, hét lớn, người tới đây mau. Mới vừa rồi còn vây quanh những người xem náo nhiệt, mắt thấy máu tanh như thế một màn, từng cái dọa đến lui về sau, sợ phiền phức tìm tới chính mình. Nhưng vào lúc này, một vị râu tóc hoa dâm lão giả bước đi như bay, đi vào người bị thương trước mặt, lớn tiếng nói, tránh ra. Vị lão giả này chính là Hứa Trường Thiện, hắn vốn là cùng Lâm Tư Cẩn đều phải rời, nghe được chợ bán thức ăn bên trong truyền đến bạo động, mới biết chợ thức ăn bên trong có người bị cắt cổ. Hứa lão gia tử tế thế vi hoài, mặc dù về hưu, nhưng là hắn không thể thấy chết không cứu. Động mạch cổ bị vạch phá thông thường xử lý phương pháp, nên trước tiên đối người bị thương chảy máu bộ vị tiến hành áp bách cầm máu, để tránh người bệnh sinh mệnh nhận uy hiếp. Kiều Như Long mặc dù cũng giúp ấn ép Phan Vệ Đông phần cổ, nhưng là thủ pháp của hắn không đủ chuẩn xác, nhấn xuống dưới vẫn không cách nào cầm máu, máu tươi vẫn là không ở phún ra ngoài. Hứa Trường Thiện dùng ngón cái áp bách tổn hại bộ vị hai đầu động mạch cổ, tại hắn đại lực nén dưới, vết thương rốt cục không còn phun máu, dạng này thủ pháp còn có thể phòng ngừa không khí tiến vào tâm khang. Lâm Tư Cẩn cũng sau đó đuổi tới, nàng đầu tiên ngăn trở mấy cái ngay tại người chụp hình, lại liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Kiều Như Long nói, gọi điện thoại gọi bệnh viện tới cứu giúp. Kiều Như Long lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, đây là nhanh nhất thỉnh cầu cứu viện phương thức, Trường Hưng bệnh viện liền ở bên cạnh, cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại muốn so cho 120 gọi điện thoại phản ứng nhanh hơn nhiều. Lâm Tư Cẩn cũng hiểu được một chút kiến thức y học, tại Hứa Trường Thiện chỉ đạo dưới, lợi dụng từ bên cạnh tiệm thuốc lâm thời mượn tới băng gạc tiến hành băng bó, lợi dụng băng vải quyền áp bách vết thương, thông qua người bị thương đối bên cạnh cánh tay kề sát tai bộ tiến hành tăng áp lực băng bó cố định. Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Thiện để Kiều Như Long hỗ trợ tướng Phan Vệ Đông thân thể bày thành nằm ngửa vị, vừa phải nâng lên hắn chi dưới, hướng trong miệng hắn lấp một viên hồi xuân đường bí chế hồi xuân đan. Lúc này Trường Hưng bệnh viện nhân viên y tế cũng dơ lên cáng cứu thương chạy tới, từ viện trưởng Triệu Phi Dương tự mình dẫn đội. Phát sinh ở Đông Minh đường phố thị trường trận này mưu sát làm cho cả Đông Châu vì thế mà chấn động, phần tử phạm tội đơn giản phách lối tới cực điểm, vậy mà giữa ban ngày hành thích. Cũng là Phan Vệ Đông mạng lớn, vừa vặn Hứa Trường Thiện liền tại phụ cận, nếu như không phải Hứa Trường Thiện trước tiên đuổi tới kịp thời giúp hắn cầm máu, chờ đến Trường Hưng bệnh viện nhân viên y tế đuổi tới cũng đã chậm. Phan Vệ Đông thuật hậu đưa vào ICU quan sát, Kiều Như Long đối với nơi này hết sức quen thuộc, hắn cũng từng ở nơi này tiếp thụ qua cứu giúp. Triệu Phi Dương nhìn thấy Kiều Như Long trên thân còn lây dính không ít vết máu, ân cần nói, không sao, Phan Đồng đã thoát ly nguy hiểm, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Quần áo cũng nên thay. Kiều Như Long giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, có chút mệt mỏi tại ghế dựa ngồi xuống. Triệu Phi Dương sát bên hắn ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, ta toàn tất cả an bài xong, Phan Đồng ở chỗ này sẽ có được tốt nhất trị liệu cùng chiếu cố. Kiều Như Long nói, có người muốn mệnh của hắn à? Triệu Phi Dương nói, đã báo cảnh sát, chúng ta Đông Châu cảnh sát hiệu suất vẫn còn rất cao. Lúc nói chuyện, có hai tên cảnh sát hướng bọn họ đi tới, Triệu Phi Dương nhận biết trong đó một cái là Lục Kỳ, hắn hơi kinh ngạc, hắn cùng Lục Kỳ cũng coi là quen thuộc, biết Lục Kỳ đi viện binh cương, nhưng không biết hắn lúc nào lại trở về. Lục Kỳ đi vào Kiều Như Long trước mặt, Kiều Như Long tiên sinh sao? Kiều Như Long ngẩng đầu, nhìn qua Lục Kỳ, là ta. Lục Kỳ nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết bây giờ thuận tiện hay không? Kiều Như Long nhẹ gật đầu. Lục Kỳ tại Kiều Như Long bên người ngồi xuống,
hắn hướng Triệu Phi Dương cười cười, Triệu Phi Dương minh bạch hắn ý tứ, người ta đây là để cho mình né tránh. Triệu Phi Dương đứng lên nói, các ngươi trò chuyện, ta đi trước làm ít chuyện. Triệu Phi Dương rời đi về sau, Lục Kỳ nói, Kiều tiên sinh, chúng ta đối thoại sẽ tiến hành toàn bộ hành trình ghi âm, người sẽ không để tâm chứ. Kiều Như Long lạnh nhạt nói, người cứ hỏi. Lục Kỳ nói, căn cứ chúng ta giải, người bị hại Phan Vệ Đông bị tập kích thời điểm, người đi cùng với hắn. Kiều Như Long lắc đầu nói, không chính xác, lúc ấy chúng ta thực sự kết bạn đi Đông Minh đường phố chợ bán thức ăn, nhưng Phan Đồng bị tập kích thời điểm, ta cũng không có cùng với hắn một chỗ, ta là nghe được tiếng kinh hô lúc này mới phát hiện hắn xảy ra sự tình. Nói cách khác người không có thấy rõ hung phạm hình dạng. Không có. Lục Kỳ nói, người cùng người bị hại là quan hệ như thế nào? Kiều Như Long nói, bằng hữu, ta cùng hắn đã sớm nhận biết. Lục Kỳ nói, các ngươi có hay không trên phương diện làm ăn hợp tác? Không có, Kiều Như Long hơi không kiên nhẫn giơ cổ tay lên, lúc này Hà Đông Tổng Giám Đốc Phan Thiên Hóa chạy tới, hắn sắc mặt tái nhợt, phong trần mệt mỏi, biết được nhi tử tại Đông Châu gặp chuyện, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến nơi này. Kiều Như Long hướng Lục Kỳ nói, không có ý tứ, phải nói ta cũng nói xong, xin lỗi không tiếp được. Kiều Như Long đón lấy Phan Thiên Hóa, Phan Thiên Hóa bắt lấy cánh tay của hắn, Kiều Tổng, Vệ Đông hắn. Yên tâm đi, giải phẫu phi thường thành công, đã vượt qua kỳ nguy hiểm. Phan Thiên Hóa nhẹ gật đầu, nhìn thấy một bên hai tên cảnh sát, hắn biểu hiện được phi thường khắc chế. Lục Kỳ cũng không để lại tiếp tục hỏi thăm, hướng cộng tác Lý Trung đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người rời đi phòng bệnh cao ốc. Trở lại trong xe cảnh sát, Lý Trung cảm thán nói, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, làm cái gì, bên đường hành hung, chúng ta Đông Châu rất lâu không có xuất hiện qua dạng này ác tính án kiện. Lục Kỳ nói, người bị hại không phải Đông Châu người, người hành hung cũng không nhất định là Đông Châu người. Lý Trung nói, chiếu người nói như vậy, người ta chính là cho mượn chúng ta địa phương phạm tội, cho chúng ta chọc một trận phiền phức. Lục Kỳ nói, vừa rồi lão đầu kia người chú ý tới không có. Lý Trung nói, người bị hại ra thuộc đi. Lục Kỳ nói, Phan Thiên Hóa, Hà Đông Tập đoàn Tổng Giám đốc, ông trùm ngành giải trí, trước đây sấm mùa xuân hành động chính là nhằm vào bọn họ. Lý Trung nói, Phan Vệ Đông cũng không phải là người tốt, bọn hắn hai người làm cũng không phải đang lúc sinh ý, người nói cái này có phải hay không là trả thù. Lục Kỳ nói, không có thù không có hận ai tìm hắn hạ đao. Lý Trung thở dài nói, má nó, xã hội bây giờ thật làm cho người xem không hiểu, loại này kiếm trái lương tâm tiền đồ chơi thế mà khiến cho cùng thượng lưu xã hội giống như. Lục Kỳ nói, chúng ta nhưng có bận rộn, chuyện này mặc dù không có xảy ra án mạng, nhưng ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt, thật coi chúng ta cảnh sát là bài trí A. Lý Trung nói, đã để người điều giám sát, tin tưởng không lâu liền sẽ có kết quả. Lục Kỳ nói, giám sát cũng không phải vạn năng, tội phạm dám lựa chọn ban ngày động thủ, mà lại là tại nhân khẩu lưu động cực lớn chợ bán thức ăn, khẳng định trải qua tinh vi tính toán, người cũng nhìn qua hiện trường, nơi khởi nguồn điểm là cái điểm mù, hiện trường đều là lưu động nhân khẩu không có tốt như vậy cha. Chẳng lẽ liền không có cái khác người chứng kiến rồi? Lục Kỳ nói có, chúng ta chia ra hành động, người đi điều tra mấy cái này, ta đi lội Hứa ra. Lý Trung nói, đi tìm Hứa lão gia tử. Lục Kỳ gật đầu nói, có táo không có táo đánh một cây đi. Hứa Trường Thiện về đến nhà, đầy người máu tươi đem Diệp Thanh Nhã giật nảy mình, Lâm Tư Cẩn giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Mẹ con hai người thương lượng một chút, tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương nghe nói về sau lập tức về nhà, còn tốt không ai bị kinh sợ. Lục Kỳ đi Hứa ra thời điểm, Hứa Thuần Lương đã về công trường. Hứa Trường Thiện vừa cho Cao Tân Hoa gọi qua điện thoại, hỏi thăm người bị thương tình huống, nghe nói người bị thương giải phẫu thành công, lão gia tử cũng nhẹ nhàng thở ra, một cái thầy thuốc đương nhiên không muốn mình một tay cứu giúp người bị thương chết đi. Lục Kỳ đến Hứa ra bái phỏng lựa chọn thường phục, còn cho Hứa lão gia tử mua chút điểm tâm. Hứa Trường Thiện liếc mắt liền nhìn ra Lục Kỳ lần này tới là vì công sự, chào hỏi hắn ngồi xuống, cười nói, Lục Kỳ, người không cần mua đồ vật, có lời gì cứ hỏi. Lục Kỳ đơn giản đem mình ý đồ đến nói. Hứa Trường Thiện cũng không thấy rõ ngay lúc đó tình trạng, hắn là nghe nói có người cần cứu chữa, cho nên trước tiên tiến đến hiện trường thi cứu, lúc ấy toàn bộ tâm tư đều đặt ở cứu người phía trên, nào còn có dư lưu ý chung quanh là không có người khả nghi. Lục Kỳ không có đạt được có giá trị manh mối, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Hứa Thuần Lương trở về.
Hứa Thuần Lương bắt hắn cho gọi vào trong viện, nhịn không được phàn nàn nói, ta nói Lục Kỳ, người có chút không tử tế a, thừa dịp ta không ở nhà đến quấy rối gia gia của ta. Lục Kỳ áy náy nói, ta cũng không muốn a, nhưng vụ án này phát sinh thời điểm vừa vặn Hứa gia gia ở đây, trong đám đem vụ án này giao cho ta, ta làm sao đều phải đi cái chương trình ngươi nói có đúng hay không. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi trong đám không ai, làm sao vụ án gì đều giao cho một mình ngươi a. Lục Kỳ lúng túng nói, là chính ta chủ động tranh thủ. Hứa Thuần Lương trêu ghẹo nói, gấp gáp như vậy biểu hiện là nghĩ thăng quan a. Lục Kỳ nói, tiểu tử ngươi ít khó coi ta, ta đây không phải kìm nén một hơi nha, chỉ cần dính đến Trường Hưng bệnh viện sự tình ta liền muốn tra. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, biết Lục Kỳ ban đầu ở Dương Mộ Phong bản án bên trên cắm té ngã, cho nên sinh ra chỗ nào té ngã chỗ nào bỏ dậy ý nghĩ. Lục Kỳ nói, cái này Phan Vệ Đông ngươi hẳn là quen thuộc a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, hiểu rõ một chút, con hàng này dù sao không phải người tốt lành gì, cùng hắn lão tử, người đi dò cha bọn hắn Phan gia Hà Đông tập đoàn đấy, liền biết bọn hắn làm sao làm giàu. Lục Kỳ nói, loại người này cừu gia không ít a. Hứa Thuần Lương nói nhảm. Lục Kỳ nói, người nói chuyện này có phải hay không là hắn cừu gia làm? Tỷ như nói thương nghiệp đối thủ cạnh tranh cái gì? Hứa Thuần Lương lập tức cảnh giác, Hà Đông tập đoàn thương nghiệp đối thủ cạnh tranh đó chính là Lam Tinh A, nên sẽ không có người họa thủy đông dẫn, muốn đem chuyện này chỉ hướng Hoa Trục Nguyệt A. Hứa Thuần Lương nói, thương nghiệp cạnh tranh không đến mức như thế tàn khốc đi, mà lại Hà Đông tập đoàn đương ra là Phan Thiên Hóa, nếu như người ta muốn đối phó Hà Đông tập đoàn vì cái gì không chọn Phan Thiên Hóa đương mục tiêu, mà lựa chọn Phan Vệ Đông. Lục Kỳ nói, cũng có đạo lý A, đúng. Phan Vệ Đông hiện tại là Trường Hưng bệnh viện cổ đông, người đối với chuyện này hiểu bao nhiêu? Hứa Thuần Lương nói, ta đều rời đi Trường Hưng thời gian dài bao lâu, người ta bệnh viện kinh doanh bên trên sự tình ta một mực không chút quan tâm tới, cũng không tới phiên ta người ngoài cuộc này quan tâm. Lục Kỳ nói, người có thể hay không giúp ta phân tích, chuyện này ai hiểm nghi lớn nhất? Hứa Thuần Lương nói, Phan Vệ Đông ngang ngược càn rỡ, loại này người giang hồ đắc tội nhiều người. Nếu như tính luôn hắn lão tử năm đó đắc tội qua người, kia càng là nhiều vô số kể, ta còn thực sự phân tích không ra, bất quá Trường Hưng bệnh viện gần nhất phát sinh cổ quyền thay đổi, Hoa Niên tập đoàn cầm trong tay 80% cổ phần thâm hụt tiền chuyển nhượng cho Hương Giang Tế Thế Đầu Tư Công ty trách nhiệm hữu hạn, ta nghe nói cái này Phan Vệ Đông chính là Tế Thế Đầu Tư Công ty hữu hạn cổ đông. Nếu không ngươi từ đường dây này điều tra thêm, nói không chừng cũng có thể có chút thu hoạch. Lục Kỳ nói, ngươi là nói chuyện này Hoa Niên tập đoàn cũng có hiểm nghi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không có nói a, ngươi để ta giúp ngươi phân tích, ta là xem ở bằng hữu phân thượng giúp ngươi phân tích một chút, ta cũng không gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Lục Kỳ nói, được, ta đi. Không lưu lại tới dùng cơm a. Không được, chờ làm xong mấy ngày nay ta mời ngươi. Hắn cũng không phải cùng Hứa Thuần Lương khách khí, là thật không có thời gian. Lục Kỳ bên này vừa đi không lâu, lại có người trước tới bái phỏng, lần này là Hà Đông tập đoàn tổng giám đốc Phan Thiên Hóa, hắn chuyên đến đây hướng Hứa lão gia tử biểu đạt cảm ơn. Phan Thiên Hóa đã làm rõ chuyện đã xảy ra, tiến về bệnh viện vững tin nhi tử đã vượt qua nguy hiểm về sau, hắn lập tức an bài nhân thủ tìm kiếm ám sát nhi tử chân hung. Phan Thiên Hóa người này có thể đem Hà Đông sinh ý làm như thế lớn cũng không phải là không có nguyên nhân, cái này ân oán cá nhân rõ ràng. Có thù tất báo, có ân cũng nhất định phải báo. Phan Thiên Hóa đi vào Hứa gia về sau nói rõ ý đồ đến, để tùy tùng tướng lễ vật buông xuống. Hứa Trường Thiện nói, cái này nhưng không được, ta lại không làm cái gì, chỉ là vừa cũng may hiện trường, đổi thành những người khác cũng sẽ làm như vậy. Phan Thiên Hóa nắm chặt Hứa Trường Thiện tay, tràn ngập cảm kích nói, Hứa lão gia tử, những lễ vật này cùng khuyển tử tính mệnh so sánh không đáng kể chút nào, ngài cũng không cần khách khí với ta. Nếu như không có người kịp thời xuất thủ, ta khả năng liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hứa Trường Thiện còn muốn chối từ, một bên Hứa Thuần Lương nói, ra ra, đã người ta Phan Tổng một mảnh thành tâm, người liền thu cất đi. Hứa Trường Thiện nghe hắn nói như vậy cũng liền không chối từ nữa, bất quá hắn cùng Phan Thiên Hóa cũng không quen, lấy cớ có việc, tướng khách nhân lưu cho Hứa Thuần Lương đi tiếp đãi. Phan gia phụ tử cùng Hứa Thuần Lương ở giữa từng có xung đột hơn nữa còn thua thiệt qua. Bất quá Phan Thiên Hóa hiện tại tâm thái đã cải biến rất nhiều. Mắt thấy Lam Tinh tại Hoa Trục Nguyệt dẫn dắt hạ phá rồi lại lập, bồng bột phát triển, Phan Trời Hóa mới ý thức tới chính mình lúc trước tiếp nhận nhiều như vậy Lam Tinh vật nghiệp coi là nhặt được đại tiện nghi,
nhưng trên thực tế lại làm hiệp sĩ đổ vỏ, ánh mắt của mình là và hụt hơi cạn. 2. Thời đại thay đổi, nhất định phải cân nhắc chuyển hình vấn đề, mặc dù tại màu xám lĩnh vực kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng là đi đêm nhiều sao có thể không gặp được quỷ. Phan Thiên Hóa nói, lần này may mắn mà có Hứa lão tiên sinh, về sau có cái gì chỗ cần hỗ trợ, Hứa tiên sinh một mực nói. Hứa Thuần Lương nói, gia gia của ta làm nghề y cả một đời, hắn chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu, với hắn mà nói chỉ là một cái thầy thuốc bản phận thôi, Phan Tổng cũng không cần để ở trong lòng, chúng ta cũng không cần cái gì hỗ trợ phương. Phan Thiên Hóa mỉm cười gật đầu, lấy Hứa Thuần Lương năng lực, người ta tự nhiên không dùng được mình hỗ trợ, hắn hôm nay tới, cũng không chỉ là muốn cảm tạ Hứa lão gia tử, cũng là nghĩ thông qua cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt Hướng Hoa Trục Nguyệt truyền lại một chút thiện ý. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói Phan Vệ Đông là Trường Hưng bệnh viện cổ đông, các ngươi Hà Đông không phải khui rượu A hộp đêm sao? Đặt vào như vậy kiếm tiền sinh ý không làm, làm sao chuyển hình làm bệnh viện? Cái này khoảng cách là không là có chút lớn A. Phan Thiên Hóa nói, ngươi có hay không hỏi qua Hoa Trục Nguyệt, Lam Tinh lúc trước tại sao muốn chuyển hình? Không đợi Hứa Thuần Lương trả lời, Phan Thiên Hóa lại nói, có chút kinh doanh tuyệt không phải kế lâu dài. Ta hiện tại mới phát hiện môn chủ hoàn toàn chính xác lợi hại, hắn đem so với ta muốn lâu dài được nhiều. Truyền thống kinh doanh đã không thích hợp làm nay thời đại, nếu như chúng ta không hiểu được cải biến, cuối cùng liền bị thời đại đào thái. Hứa Thuần Lương nói, Phan Tổng có ý tứ là muốn toàn diện chuyển hình rồi. Phan Thiên Hóa thở dài nói, Hà Đông phát triển đến bây giờ không phải là nói chuyển hình liền chuyển hình, kinh lịch cái này liên tiếp sự tình, ta cũng có chỗ tỉnh ngộ, cơ dai dai sự tình. Ta không phản đối nữa, nàng là ngươi đồ đệ, cũng là ta môn chủ. Hứa Thuần Lương cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra Phan Thiên Hóa thế mà đổi tính, ở ngay trước mặt chính mình thừa nhận cơ dai dai là hắn môn chủ. Hứa Thuần Lương nói, nàng chỉ là một đứa bé thôi, cái nào có năng lực lãnh đạo các ngươi. Phan Thiên Hóa nói, kỳ thật cái gọi là giang hồ môn phái cùng đi qua đã sớm không đồng dạng, dựa theo đương thời lưu hành nói tới nói, hiện tại giang hồ sớm đã thăng cấp đến 2. Không, nói không chừng là 20. Không, cái gì đều biến, chúng ta còn ôm truyền thống quan điểm chém chém giết giết tranh cường hiếu thắng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ con hàng này xem như suy nghĩ minh bạch, cơ bộ diêu tới cái bốc hơi khỏi nhân gian dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cầm trong tay hộp đêm, quán ba loại hình vật nghiệp tất cả đều đóng gói tặng cho Phan Thiên Hóa, Phan Thiên Hóa vốn định nhặt liền nghi, nhưng kết quả giúp đỡ đỉnh cái đại lôi. Cơ gia toàn diện chuyển hình về sau không bao lâu, cảnh sát liền triển khai sấm mùa xuân hành động, tại trận này hành động bên trong, nhận xung kích lớn nhất chính là Phan Thiên Hóa Hà Đông tập đoàn. Phan Thiên Hóa cũng là đang ăn thua thiệt về sau phương mới chính thức nhận rõ cơ bộ diêu cao minh, hiện tại hắn đã suy nghĩ minh bạch, Lan Hoa môn cái này cái gọi là môn chủ, ai làm không phải, hắn phải hướng cơ bộ diêu làm chuẩn, muốn mau chóng hoàn thành Hà Đông chuyển hình, nhất là tại nữ nhi là Kiều Như Long sinh hạ nhi tử về sau. Phan Thiên Hóa liền động triệt để cùng đi qua nói tạm biệt suy nghĩ, hôm nay nhi tử tao ngộ trận này ám sát càng làm cho hắn sợ không thôi. Hứa Thuần Lương nói, Phan Tổng, các ngươi đắc tội người nào, thế mà ra tay ác như vậy a? Phan Thiên Hóa nói, ta trên giang hồ lăn lộn mấy chục năm, đắc tội nhiều người, nhưng những người này coi như lại hận ta, cũng không phải làm tìm nhi tử ta, họa không kịp người nhà a. Hứa Thuần Lương nói, chính ngươi vừa mới đều nói giang hồ cùng đi qua không đồng dạng. Hiện tại người nhưng không giảng cứu cái gì đạo nghĩa giang hồ. Phan Thiên Hóa nhẹ gật đầu, đứng dậy cáo từ. Các loại Phan Thiên Hóa rời đi về sau, Hứa Thuần Lương lập tức cho Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại, đem bên này phát sinh sự tình nói cho nàng. Hoa Trục Nguyệt nghe xong liền biết Phan Thiên Hóa là tại thông qua Hứa Thuần Lương hướng mình lấy lòng, lấy nàng đối Phan Thiên Hóa hiểu rõ, người này không có khả năng liền dễ dàng như vậy được rồi, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tra ra thủ phạm thật phía sau màn. Mà muốn làm được điểm này, khả năng nhất phương pháp chính là vận dụng toàn bộ Lan Hoa Môn. Phan Thiên Hóa mặc dù tài hùng thế lớn, nhưng là hắn dù sao không phải Lan Hoa Môn môn chủ, muốn làm cho cả Lan Hoa Môn vì hắn xuất lực, nhất định phải đạt được hiện đảm nhận môn chủ cho phép. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, người định làm gì? Hoa Trục Nguyệt nói, nếu như nhìn hắn đi qua sở tác sở vi, ta chắc chắn sẽ không giúp hắn, nhưng là người này dù sao cũng là Lan Hoa Môn nguyên lão. Con của hắn gặp chuyện này, chúng ta nếu là chẳng quan tâm, làm trái môn quy, huynh đệ đồng môn gặp được sự tình muốn tương hỗ chiếu ứng, không thể quá mức lạnh lùng vô tình. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là ngươi dự định lấy ơn báo oán.
Hoa Trục Nguyệt nói, giúp khẳng định là muốn giúp, nhưng là thế nào giúp? Đến giúp một bước nào ta đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Hứa Thuần Lương nhắc nhở Hoa Trục Nguyệt, chuyện này mặc dù không có người chết, nhưng là ảnh hưởng phi thường ác liệt. Đông Châu cảnh sát ngay tại toàn diện hành động gấp rút điều tra, ta đoán chừng cũng sẽ có người điều tra ngươi. Hoa Trục Nguyệt nói, ta nghĩ đến, cho nên ta càng phải cho hắn hỗ trợ, không phải người khác sẽ cầm giữa chúng ta mâu thuẫn chế tạo văn chương. Lan Hoa Môn nội bộ cũng có mấy cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn lão già. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất phát sinh không ít sự tình, ta luôn cảm thấy Phan Vệ Đông gặp chuyện cùng Trường Hưng bệnh viện cổ quyền chuyển nhượng có chút quan hệ, cái này Phan Vệ Đông thế mà lắc mình biến hóa trở thành Trường Hưng cổ đông, theo nói là hắn là tế thế đầu tư công ty hữu hạn đại cổ đông, ngươi tìm người điều tra thêm ở trong đó đến cùng tình huống như thế nào, còn có Phan Vệ Đông xảy ra chuyện thời điểm cùng Kiều Như Long cùng một chỗ. Ấn lý thuyết Kiều Như Long người này rất yêu quý Vũ Long. Hắn vì sao lại cùng Phan Vệ Đông cùng một chỗ, hai người bọn họ lại là quan hệ như thế nào? Hoa Trục Nguyệt nở nụ cười, người vẫn là thật có không ít nội tình tin tức. Hứa Thuần Lương nói, tin tức ngầm, Hoa Niên tập đoàn đem Trường Hưng bệnh viện giá thấp chuyển nhượng cho tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn, mặt ngoài nhìn Kiều Như Long cùng này nhà công ty không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là ta nghe nói, trong này có không ít quan lại tử đệ tham gia cổ phần. Uông Kiến Thành cũng có cổ phần, về phần Kiều Như Long là có người hay không đời cầm cổ phần cũng không biết, chỉ là ta không nghĩ tới Phan Vệ Đông cũng có thể gia nhập trong đó, Phan gia đấy cũng không tại sao sạch sẽ. Ý của ngươi là Hoa Niên tập đoàn tại chuyển nhượng Trường Hưng bệnh viện cổ phần quá trình bên trong bị thiệt lớn, cho nên động trả thù suy nghĩ. Cùng Hoa Trục Nguyệt đàm luận chuyện này tự nhiên không cần cân nhắc chứng cứ gì, Hứa Thuần Lương nói, ta ở Kinh Thành thời điểm, Triệu Phi Dương bị người đánh qua dừng lại. Lúc ấy đầu mâu chỉ hướng Đường Kinh Vĩ nhi tử bảo bối Đường Thiên Nhất, về sau Đường Kinh Vĩ lấy nhượng bộ đổi lấy Đường Thiên Nhất tự do, chỉ bất quá cũng không lâu lắm Đường Thiên Nhất ngay tại cai nghiện chỗ tự sát. Hoa Trục Nguyệt mặc dù nghe nói một chút, nhưng chuyện này dù sao cùng với nàng cùng Lan Hoa Môn quan hệ không lớn, cho nên cũng chưa ném lấy quá nhiều chú ý, hiện tại nghe Hứa Thuần Lương một lần nữa nhắc lên, cũng cảm thấy cái này một loạt sự tình kiện tựa hồ có chỗ liên quan. Lấy Phan Vệ Đông thế lực. Hắn ở Kinh Thành muốn làm một người phi thường dễ dàng, nếu như hắn vì đè thấp giá cả áp dụng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đối phó Đường gia, như vậy cùng đối phương kết xuống cửu oán cũng liền có thể giải thích, bất quá Phan Vệ Đông coi như làm như vậy cũng là vì cầu tài, hắn còn không đến mức hại Đường Thiên Nhất tính mệnh. Hoa Trục Nguyệt nói, Đường Thiên Nhất sự tình ta nghe nói, cuối cùng cảnh sát kiểm tra thi thể kết quả là tự sát. Hứa Thuần Lương nói, vô luận kiểm tra thi thể kết quả là cái gì, tại người chết phụ thân xem ra. Hắn chết khẳng định là có nguyên nhân, Đường Kinh Vĩ hiện tại chính là một đầu bị ép vào nghèo ngõ hẻm chó dại, loại người này là chuyện gì đều làm ra được. Hoa Trục Nguyệt nói, ta sẽ cho người tốt dễ tra rõ sở, Thuần Lương, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi không nên nhúng tay. 2. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi thật đúng là quan tâm ta. Hoa Trục Nguyệt nói, đáng tiếc sự quan tâm của ta có ít người không cần. 6. Nam Giang trận mưa này tới đột nhiên. Đường Kinh Vĩ ngồi tại hành lang dưới, một bên uống vào rượu đỏ, một vừa nhìn mưa bên ngoài, gió tướng Amaziri thổi tới trên người hắn, có chút lạnh, nhưng Đường Kinh Vĩ vẫn không có trở lại phòng bên trong ý tứ. Từ khi nhi tử sau khi chết, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại một mình mua say. Trong nhà chỉ có lái xe lão cảnh cùng bảo mẫu Đồng Mẹ đang chiếu cố lấy cuộc sống của hắn. Đồng Mẹ đi vào bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, Đường Thiên Sinh, có hai vị Đông Châu cảnh sát muốn gặp người. Đường Kinh Vĩ đem rượu trong chén uống xong, tướng cái chén trống không đưa cho Đồng Mẹ, khàn khàn cổ họng nói, mời bọn họ tiến đến. Lục Kỳ cùng Lý Trung tiến vào bộ này kiểu Trung Quốc hào trạch thời điểm, Đường Kinh Vĩ vẫn ngồi tại hành lang dưới, lôi thôi lếch thếch, ngẫu nhiên xẹt qua âm trầm bầu trời tia chớp chiếu sáng hắn trắng bệch khuôn mặt. Từ khi Đường Thiên Nhất sau khi chết, Đường Kinh Vĩ liền chân không bước ra khỏi nhà, bản thân cầm tù tại Nam Giang trong nhà, chưa có hớt tóc không có cạo râu. Nhìn qua phảng phất đột nhiên già nua thêm 10 tuổi. Lục Kỳ cùng Lý Trung liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn chuyên từ Đông Châu đi vào Nam Giang bái phỏng Đường Kinh Vĩ, chính là muốn ở trước mặt tìm hiểu tình huống, nhìn thấy Đường Kinh Vĩ bộ dáng bây giờ, trong lòng bọn họ phỏng đoán có chút dao động, cái này dạng một người chỉ sợ chưa từ mất con thống khổ bên trong đi tới. Đường Kinh Vĩ ánh mắt vẫn nhìn qua mưa rơi bầu trời, thấp giọng nói các ngươi tìm ta. Lục Kỳ trước làm một cái tự giới thiệu. Đường Kinh Vĩ nói, vì gia niên quảng trường bản án. Lục Kỳ nói, không chỉ là vì gia niên quảng trường bản án, còn có một số những chuyện khác cần muốn hiểu.
Đường Kinh Vĩ lúc này mới quay người nhìn hắn một cái, nói đi. Lục Kỳ nói, căn cứ Đoạn Viễn Hồng bàn giao, hắn đã từng đưa một chút từ Gia Niên quảng trường công trường trộm mộ văn vật cho ngươi, những cái kia văn vật ở nơi nào? Đường Kinh Vĩ lắc đầu, hắn nói láo, ta chưa hề thu lấy qua hắn bất kỳ quà tặng, lại càng không cần phải nói cái gì văn vật, nếu như các ngươi không tin, có thể mang theo lệnh kiểm soát đến lục soát. Đồng mẹ cho Đường Kinh Vĩ đưa tới xì gà, Đường Kinh Vĩ đốt lên xì gà, hút một hơi, chậm chậm phun ra một đoàn sương mù. Lục Kỳ nói, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống, 12 năm trước, Gia Niên quảng trường công trường tại thi công quá trình bên trong phát hiện một tòa hán mộ, lúc ấy thi công sắp văn vật chiếm làm của riêng, trong đêm san bằng cái này tòa hán mộ, cũng không hướng ngành tương quan tiến hành thông báo, làm Gia Niên bách hóa thực khống người, xin hỏi ngươi đối với chuyện này phải chăng cảm kích? Đường Kinh Vĩ nói, Nam Giang cảnh sát đã hỏi, ta cũng kỹ càng làm ra đáp lại, các ngươi nếu như muốn biết có thể đi điều lấy ghi chép của ta. Đáp lại qua sự tình ta sẽ không tái diễn lần thứ hai. Lục Kỳ hướng Lý Trung đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Trung rút ra mấy tấm hình đưa cho Đường Kinh Vĩ, ngươi xem một chút, phải chăng gặp qua mấy thứ này. Kia mấy tấm hình là Đoạn Viễn Hồng đưa cho Đường Kinh Vĩ văn vật ảnh chụp, Đoạn Viễn Hồng tại tặng lễ trước đó tướng văn vật chụp ảnh tồn tại, nhưng là Đường Kinh Vĩ sao mà giảo hoạt, thu lấy hắn lễ vật thời điểm sẽ không lưu hạ bất luận cái gì ngấn dấu vết. Hiện tại liền càng sẽ không, hắn mới sẽ không giữ lại chứng cứ phạm tội để cảnh sát nắm được cán. Đường Kinh Vĩ không có đưa tay đón, chỉ là dùng khóe mắt quét một chút, lạnh nhạt nói, cái kia khiêu vũ tiểu nhân, ta tại Đoạn Viễn Hồng trong nhà nhìn thấy qua, bất quá hắn nói cho ta là phục chế phẩm. Lý Trung nói, hắn nói đưa cho ngươi. Đường Kinh Vĩ nói, hắn ngươi cũng tin, hắn bị ta đuổi ra khỏi Hoa Niên, một mực ghi hận ta, cho nên nghĩ kéo ta xuống nước. Ta thân là Gia Niên bách hóa cùng Hoa Niên tập đoàn hai nhà đưa ra thị trường công ty thực khống người, các ngươi lấy là, ta sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Ta có tất cả đồ cất giữ, đều là ta thông qua chính quy con đường đấu giá được đến, chịu nổi cha. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Đường Kinh Vĩ mặc dù nghèo túng, nhưng hắn khí thế trên người vẫn rất mạnh. Lục Kỳ nhìn qua khí diễm phách lối Đường Kinh Vĩ, nhịn không được đi bóc vết sẹo của hắn, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống. Đường tổng hai nhà công ty tình trạng đều không hề tốt đẹp gì, gần đây ngươi tuần tự bán ra nhiều cái vật nghiệp, ở trong đó liền bao gồm Đông Châu Trường Hưng Bệnh viện cùng Gia Niên quảng trường. Đường Kinh Vĩ khinh thường cười nói, làm ăn liền có bồi có kiếm, không ai có thể cam đoan cả đời mình xuôi gió xuôi nước, ta Đường mỗi người luôn luôn tuân thủ luật pháp, nhưng là ta không có thể bảo chứng công ty của ta mỗi vị nhân viên đều sẽ giống như ta tuân thủ luật pháp. Lục Kỳ thầm mắng người này xảo trá, tiếp tục truy vấn nói, Đường tổng. Ta nghe nói con trai của ngài Đường Thiên nhất tháng trước ở kinh thành tự sát. Đường Kinh Vĩ hít một hơi thuốc lá, kịch liệt ho khan vài tiếng, chờ đến ho khan lắng lại về sau, mới nói, bị giết. Lục Kỳ nói, chúng ta giải qua tương quan tình huống, kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện. Phần báo cáo kia không thể nói rõ cái gì, nhi tử ta sẽ không tự sát. Lục Kỳ nói, Đường Thiên nhất khi còn sống cùng Phan Vệ Đông có mâu thuẫn sao? Đường Kinh Vĩ nheo mắt lại nhìn qua Lục Kỳ. Lục Kỳ hai mắt sáng ngời tiếp cận Đường Kinh Vĩ con mắt. Ai là Phan Vệ Đông? Lục Kỳ nói, tế thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn đồng sự một trong, hiện tại Trường Hưng Bệnh viện cổ đông. Đường Kinh Vĩ lắc đầu, không biết, Trường Hưng Bệnh viện chuyển nhượng ta cũng không có tham dự, tại sao muốn hỏi ta vấn đề như vậy? Lục Kỳ nói, hôm qua sáng sớm, Phan Vệ Đông tại Trường Hưng Bệnh viện phụ cận Đông Minh đường phố chợ bán thức ăn bị người dùng lưỡi dao cắt yết hầu, suýt nữa mệnh tang tại chỗ. Đường Kinh Vĩ hờ hững nói, minh bạch, các người đang hoài nghi ta bởi vì Thiên Nhất chết sự tình chút giận sang người khác, hoài nghi ta mua hung giết người. Hắn nở nụ cười, thật sự là bội phục trí tưởng tượng của các ngươi, ta là tuân theo luật pháp công dân, mặc dù nhi tử ta chết được không minh bạch, nhưng ta vẫn tin tưởng vững chắc cảnh mới có thể giúp ta phá án, tin tưởng vững chắc pháp luật có thể giúp ta khuếch trương chính nghĩa. Tin tưởng hại chết nhi tử ta hung thủ đều sẽ có được phải có trừng phạt. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nói xong lời cuối cùng hắn gần như gầm hét lên. Lục Kỳ cùng Lý Trung đồng thời nhíu mày, cảm giác Đường Kinh Vĩ tinh thần ở vào mất khống chế biên giới, tình trạng như vậy đã không thích hợp nữa tiếp tục hỏi tới. Đường Kinh Vĩ tức giận tướng xì gà ném tới trên mặt đất, đứng dậy nhìn hằm hằm Lục Kỳ nói, Phan Vệ Đông mệnh là mệnh, nhi tử ta mệnh cũng không phải là mệnh. Hắn xảy ra chuyện chính là bị giết, nhi tử ta chết chính là tự sát. Đoạn Viễn Hồng phạm tội các ngươi đi bắt hắn, đi thẩm hắn, tìm ta làm gì?
chẳng lẽ tại các ngươi xem ra cũng bởi vì ta đã từng thuê hắn, như vậy hắn tất cả mọi thứ hành vi đều là ta chỉ điểm. Lục Kỳ nói, Đường Tổng, ngươi không nên kích động. Đường Kinh Vĩ ha ha cười nói, ta không có kích động, ta rất tỉnh táo, ta cũng rất thanh tỉnh, ta tin tưởng pháp luật là công bằng, nhưng pháp luật cho ta cái gì? Các ngươi luôn mồm giữ gìn trị an xã hội, bảo hộ người dân tài sản cùng sinh mệnh an toàn, vì cái gì không thể bảo hộ nhi tử ta, là ta không có là xã hội này làm cống hiến. Vẫn là ta trốn thuế lậu thuế, ta cho quốc gia sáng tạo ra nhiều ít thu thuế, ta giải quyết nhiều ít người vấn đề nghề nghiệp, làm ta gặp được thời điểm khó khăn, có ai nguyện ý giúp ta? Có ai bảo hộ ích lợi của ta? Làm, tất cả đều tại bỏ đá xuống giếng. Lý Trung lặng lẽ tại Lục Kỳ trên cánh tay đánh một cái, Lục Kỳ cũng minh bạch nên cáo từ, hắn hướng Đường Kinh Vĩ nói, Đường Tổng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đường Kinh Vĩ nói, đừng nóng vội, ta lời nói vẫn chưa nói xong, trên thế giới này không có các ngươi cái gọi là công bằng cùng chính nghĩa, Hoa Niên tập đoàn nợ nần gây dựng lại tại sao lại thất bại. Các ngươi không biết đi, các ngươi chỉ nhìn đến mặt ngoài, không thấy được một đám ăn người không nhả xương sói, bọn chúng để mắt tới ta, bọn sói này lợi dụng quyền lực trong tay, không từ thủ đoạn khó xử ta đối phó ta, một phương diện hủy đi tiền của ta con đường, một phương diện bức bách ta bán đổ bán tháo trong tay của ta ưu lương tài sản. Ta không muốn bán Trường Hưng bệnh viện, cũng không thể không bán, ta không muốn bán Gia Niên quảng trường, bọn hắn liền lật ra mười mấy năm trước bản án cũ. Ta nghĩ cùng bọn hắn dựa theo thị trường tiến hành giao dịch, nhưng bọn hắn lại dùng hết tất cả thủ đoạn hèn hạ đến chèn ép giá tiền của ta. Các ngươi cho là mình đang tra án. Ha ha, quá ngây thơ rồi, các ngươi cũng chẳng qua là người khác lợi dụng đến chèn ép công cụ của ta thôi. Lục Kỳ cùng Lý Trung quay người rời đi. Sau lưng truyền đến Đường Kinh Vĩ điên cuồng tiếng cười, công bằng, đi mẹ nó công bằng. Trên bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua, chợt một cái trầm muộn cổn lôi nổ vang tại trong tầng trời thấp, toàn bộ mặt đất vì đó chấn động, bên ngoài ô tô còi báo động điên cuồng minh vang lên. Lục Kỳ cùng Lý Trung đội mưa chạy về mình xe cảnh sát, hai người chui vào xe cảnh sát, đều cảm thấy trong lòng rét run, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Lý Trung đánh lửa, lại không có lập tức lái xe lái rời. Thấp giọng nói, Đường Kinh Vĩ có ý tứ là nói hắn bị người cho thu hoạch được. Lục Kỳ thở dài nói, đây không phải là chúng ta nên quan tâm sự tình, chúng ta chỉ cần chú ý vụ án bản thân. Lý Trung nói, hắn lặp đi lặp lại cường điệu Đường Thiên Nhất không phải tự sát, chẳng lẽ trong này thật có vấn đề. Lục Kỳ nói, Đường Thiên Nhất bản án không về chúng ta quản, hắn chết ở Kinh Thành, đã làm qua kiểm tra thi thể, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Kinh Thành cảnh sát phá án năng lực sẽ so ra kém chúng ta. Lý Trung cười khổ lắc đầu nói, Đường Thiên Nhất không phải cái thứ tốt, nhưng hắn lại xấu, cha hắn cũng đau lòng, dù sao Đường Kinh Vĩ chỉ có cái này một đứa con trai. Lục Kỳ nói, vừa rồi có hay không đem ngươi dọa cho lấy. Ngay trước Lục Kỳ bột Lý Trung cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, ta thật có điểm dọa, Đường Kinh Vĩ có phải điên rồi hay không? Sự nghiệp tao ngộ cơn sóng nhỏ kỳ, dưới cờ ưu lương tài sản bán đổ bán tháo, nhi tử lại chết, nếu đổi lại là ai cũng không tiếp thụ được. Hắn coi như điên rồi cũng có thể lý giải. Lục Kỳ, người nói, hắn có thể hay không bởi vì cái này nguyên nhân sinh ra trả thù tâm lý, cho nên. Lục Kỳ nói, có loại khả năng này, bất quá chúng ta nhất định phải điều tra rõ Phan Vệ Đông tại Trường Hưng bệnh viện chuyển nhượng quá trình bên trong đã làm những gì. Chúng ta làm giả thiết, nếu chuyện này là Đường Kinh Vĩ tìm người làm, là như thế nào cừu hận mới có thể thúc đẩy hắn làm như thế. Lý Trung nói, trừ phi hắn nhận định là Phan Vệ Đông tìm người giết chết con của hắn. Lục Kỳ nói, xem ra chúng ta còn phải đi một chuyến Kinh Thành, đem Đường Thiên Nhất bản án hảo hảo tìm hiểu một chút. Lục Kỳ cùng Lý Trung rời đi về sau, Đường Kinh Vĩ lại cấp tốc bình tĩnh lại, hắn quay người đi vào thư phòng, gọi một cú điện thoại, không bao lâu lái xe Lão Cảnh đi đến. Đường Kinh Vĩ cầm lấy một điếu xì gà, Lão Cảnh giúp hắn đốt, Lão Cảnh tay phải thiếu một cái ngón tay. Đường Kinh Vĩ đối ngọn lửa dùng sức hít hai cái, ánh lửa chiếu sáng hắn mặt mũi tiều tụy, Lão Cảnh, nhi tử tại châu Úc thế nào a? Lão Cảnh cung kính nói, nhờ ngài phúc. Đường Kinh Vĩ nói khẽ, ta trên thế giới này đã không có thân nhân. Người còn có ta, Lão Cảnh thanh âm rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn lại tràn đầy nghĩa vô phản cố kiên định. Hứa Thuần Lương lúc đầu lo lắng trợ thức ăn trận kia huyết tinh ám sát sẽ kinh hãi đến Lâm Tư Cẩn. Nhưng vị này mẹ nuôi lá gan muốn so hắn tưởng tượng bên trong lớn, Lâm Tư Cẩn mỗi ngày vẫn chuyện trò vui vẻ, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nàng không có lý do tâm tình không tốt, hôm nay tới đây chủ yếu là nghĩ tìm cơ hội cùng nữ nhi hòa hảo,
hiện tại mẹ con hai người rốt cục tiêu tan hiềm khích lúc trước. Mấy ngày nay Hứa lão gia tử tướng hồi xuân đường kiếp trước kiếp này kỹ càng báo cho nàng, Lâm Tư Cẩn khi hiểu được Hứa gia gia tộc biến thiên về sau, càng phát ra muốn đem bộ này vượt qua một thế kỷ gia tộc sử viết thành văn chữ. Lâm Tư Cẩn mẫu nữ tại Đông Châu ở lại 3 ngày mới cùng một chỗ trở lại kinh thành, Hứa Thuần Lương đưa các nàng đưa đến đường sắt cao tốc đứng. Trở về trên đường nhận được Lục Minh điện thoại, tổ chức đã tìm Lục Minh nói chuyện, để hắn ngày mai tiến về văn lữ cục báo đến, trải qua lãnh đạo cấp trên thảo luận quyết định, miễn đi Đông Châu văn lữ cục phó cục trưởng Thiếu Đông chức vụ, văn lữ cục cục trưởng Lý Ngọc Sơn bởi vì thân thể nguyên nhân, từ đi văn lữ cục chức cục trưởng, tiếp tục đảm nhiệm văn lữ cục bí thư, phụ trách công tác xây dựng đảng. Bổ nhiệm Lục Minh đồng chí là Đông Châu văn lữ cục đại diện cục trưởng, văn lữ cục đảng tổ phó thư ký, toàn diện chủ trì văn lữ cục công việc. Hứa Thuần Lương tại Nguy Sơn đảo thời điểm cũng chính là tại Uông Kiến Minh trước mặt tùy tiện đề cử một chút, hắn đương nhiên ôm tư tâm, hy vọng Uông Kiến Minh có thể sử dụng bằng hữu của hắn, bất quá hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao hắn đề cử Tần Chính Dương sở dĩ thành công, một là bởi vì Tần Chính Dương hoàn toàn chính xác thích hợp đảm đương Uông Kiến Minh thư ký, cũng bởi vì Diệp Thanh Nhã cho giúp điểm. Lục Minh cái này nửa cấp vượt qua cố gắng rất nhiều năm, hiện tại rốt cục thành công vượt tới, hắn biết là Hứa Thuần Lương cho mình giúp một chút. Vui vẻ sau khi, nhớ tới văn lữ cục hiện trạng cũng rất cảm thấy áp lực, văn lữ cục thành lập không lâu, đã đổi 2 vị lãnh đạo, miễn đi 3 tên chủ yếu cán bộ, mình đi qua lại không có văn lữ phương diện kinh nghiệm làm việc, Uông thư ký dùng hắn là bởi vì Hứa Thuần Lương đề cử. Bất quá đối với hắn hiện tại vẫn là ngắm nhìn thái độ, không phải cũng không phải là đại diện cục trưởng mà trực tiếp trở thành cục trưởng rồi, Lục Minh phi thường rõ ràng. Nếu như công việc không xứng chức chỉ sợ đợi không được cái này chữ đại diện quang gia mình trước hết bị cầm dưới. Tại tổ chức tìm hắn nói chuyện về sau, Lục Minh trước tiên liên hệ Hứa Thuần Lương, hắn muốn theo Hứa Thuần Lương hảo hảo nói chuyện. Là lựa chọn gì Hứa Thuần Lương mà không phải lão bằng hữu của hắn Phạm Lý Đạt. Lục Minh đã trải qua một phen cân nhắc, Phạm Lý Đạt mặc dù vẫn luôn tại văn lữ bộ môn, nhưng Phạm Lý Đạt cũng không quá lớn tiến thủ tâm, Phạm Lý Đạt mấy lần đều may mắn tránh thoát xử lý. Cái này đồng thời cũng chứng minh hắn tại văn lữ cục cũng không có làm nhiều ít hiện thực. Hiện tại Phạm Lý Đạt đã trở thành chim sợ cành cong, không cầu vô công nhưng cầu không tội, mặc kệ ai đi đương văn lữ cục người đứng đầu, hắn trong ngắn hạn cũng sẽ không từ bóng ma tâm lý bên trong đi tới. Hứa Thuần Lương trực tiếp đi Lục Vũ quán trà, nhà này quán trà là Lục Minh cô em vợ mở, Hứa Thuần Lương đi qua cũng đi qua. Đến lúc đó, Lục Minh đã pha tốt trà. Hứa Thuần Lương nhìn thấy trong phòng chỉ có Lục Minh một cái, hơi kinh ngạc nói, Lục cục, không có đem Phạm ca kêu lên, chia sẻ một chút ngươi khoái hoạt. Lục Minh cười nói, tổ chức bên trên vừa tìm ta nói xong lời nói, ta chỉ nói cho ngươi, lão Phạm bên kia ta dự định ban đêm lại cùng hắn trò chuyện. Hứa Thuần Lương cười nói, chúc mừng Lục ca vinh thăng. Lục Minh nói, còn không nhờ có ngươi, cảm tạ rượu chờ ngày nào ta lại chuyên môn mời ngươi, hôm nay trước lấy trà thay rượu. Ta phải hướng ngươi lấy thỉnh kinh. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, ta cùng bí thư liền để đầy miệng, cũng không nghĩ tới hắn thế mà nhanh như vậy liền động thủ, chứng minh ngươi trong mắt hắn đích thật là cái nhân tài ưu tú. Lục Minh dở khóc dở cười nói, không có ngươi, người ta Uông thư ký biết ta là ai. Lão đệ a, nói thật, ta thật có chút ngoài ý muốn, ta vốn là muốn đi tuyên truyền miệng đi một chút, nhưng không nghĩ tới lần này trực tiếp đi văn lữ cục. Sao thế, không hài lòng a? Lục Minh nói, ta nếu là không hài lòng đó chính là được tiện nghi khoe mẽ, ta nói đắc ý bên ngoài là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng là kinh hỉ bên ngoài, ta cũng rất cảm thấy áp lực, ta đi qua chưa hề chưa từng làm văn lữ công việc, ta dễ vốn là cái ngoài nghề, nếu như ta nếu là không làm xong, chẳng phải là thẹn đối ngươi đề cử, cũng có lỗi với người ta Uông thư ký thưởng thức. Hứa Thuần Lương nói, văn lữ công việc còn không dễ làm. Đi qua phó quốc dân cũng không có kinh nghiệm, người ta không giống làm rất tốt. Nhưng về sau hắn xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương nín cười nói, người kiểu nói này ta mới phát hiện văn lữ cục trưởng vị trí này không tốt ngồi a. Còn không phải sao, ta sợ chính ta sống không qua nửa năm. Hứa Thuần Lương nói, đừng bi quan như thế, bên cạnh ngươi còn có lão Phạm hỗ trợ đâu. Lục Minh nói, không sợ ngươi chê cười, ta hiện tại là không hiểu ra sao, căn bản không có đầu mối, không biết hẳn là từ nơi nào nắm lên, Đông Châu văn lữ cục thành lập tới nay. Nhận việc tình không ngừng, thật vất vả làm cái văn lữ bác lãm hội, cái này lại lật ra năm xưa bản án cũ, lúc đầu trùng kiến lịch sử văn mạch là một chuyện thật tốt, lão bách tính cũng ủng hộ, nhưng bây giờ ngược lại tốt, gia niên quảng trường sự tình vừa ra,
dân ý phát sinh cải biến, lão bách tính nhận vì trùng kiến lịch sử văn mạch là công trình mặt mũi. Hứa Thuần Lương nói, nhìn xem, người còn nói mình là cái ngoài nghề, nói đến tất cả đều là người trong nghề nói. Lục Minh cười nói, ngoài nghề chính là ngoài nghề, còn là dựa theo ta công việc cũ tư duy đến cân nhắc vấn đề, cho nên ta mới tới thỉnh giáo ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Lý Ngọc Sơn, Tiếu Đông đều là người trong nghề, bọn hắn tại văn lữ công việc phương diện có thể nói là kinh nghiệm phong phú, nhưng là thư ký gì muốn đem bọn hắn cho triệt tiêu. Chính là bọn hắn tư duy bên trên có vấn đề, bọn họ bộ kia không làm được. Theo ta được biết, văn lữ cục trưởng người ứng cử cũng không ít, nhưng là thư ký gì chọn chúng ngươi. Lục Minh nói, còn không phải là bởi vì ngươi đề cử. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, đề cử chỉ là để ngươi nhập vây, cuối cùng làm quyết định vẫn là Uông thư ký, ngươi có phát hiện hay không, mặc kệ lần này ra niên quảng trường xảy ra chuyện, vẫn là lần trước đồ nướng tiết náo ra đại phiền toái, đều là một chút từ truyền thông tại trợ giúp, cấp tốc tạo thành ý kiến và thái độ của công chúng. Uông thư ký khẳng định là cân nhắc đến điểm này, ngươi có mạng lưới giám thị kinh nghiệm làm việc, Uông thư ký sở dĩ tuyển ngươi, hẳn là cân nhắc đến về sau Đông Châu văn lữ cần muốn phát triển khiêm tốn. Lục Minh nói, điệu thấp, hắn thấy muốn đem văn lữ công việc làm tốt liền không thể điệu thấp. Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể quá vô danh, chính là muốn chính xác dẫn đạo đường hướng của dư luận, nhiều tuyên truyền chính năng lượng đồ vật, ít tuôn ra một chút mặt trái tin tức, phương diện này phải nhờ vào ngươi đem khống. Lục Minh nói, nghe người kiểu nói này, trong lòng ta liền có chút quá mức, Thuần Lương, ta có một việc đến cầu ngươi, ngươi có thể hay không cho ta làm cái cố vấn cái gì? Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đến văn lữ cục giúp ta thì càng tốt. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, trong ngắn hạn là rất không có khả năng, bệnh truyền nhiễm viện bên kia mới viện kiến thiết ta phải vội vàng, mà lại Uông thư ký lần này đi Nguy Sơn đảo quyết định đem cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy theo văn lữ cục chia tách ra, giao cho Tần Chính Dương phụ trách. Tần Chính Dương đương thư ký của hắn liền rất bận việc, căn bản khó mà chiếu cố chuyện bên kia, thế là hắn đem sự tình giao cho ta, còn nói là Uông thư ký mệnh lệnh, ta không tiếp thụ đều không được. Lục Minh cười nói, hưng khen người ta không có nói láo chính là Uông thư ký chủ ý đâu. Hứa Thuần Lương nói, bộ chỉ huy mặc dù theo văn lữ cục chia tách nhưng là cùng văn lữ cục quan hệ vẫn là chặt chẽ không thể tách rời, về sau định vị là hiệp đồng công việc, bên kia ta tương đối quen thuộc. Ta đem bên kia công việc cho làm lên đến, không phải đợi tại giúp ngươi chia sẻ áp lực. Lục Minh nói, ta thế nào cảm giác áp lực lớn hơn, người bên kia công việc làm được càng tốt càng lộ ra ta công việc bất lực a. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, kia còn không phải như vậy, người bên này công tác xuất sắc, bộ chỉ huy bên kia mặt mũi cũng khó nhìn a. Hắn lúc này phương mới ý thức tới, Uông Kiến Minh đem bộ chỉ huy theo văn lữ cục chia tách ra đến khả năng chính là cái này ý tứ, liền muốn để song phương ngươi truy ta đuổi. Xuất ra lớn nhất tiềm lực, từ trên căn bản cải biến Đông Châu văn lữ công việc lạc hậu hiện trạng. Lục Minh nói, huynh đệ chúng ta không có cạnh tranh quan hệ, chỉ có hợp tác, ta ước gì ngươi thành công. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, ta hậu thiên muốn đi Nam Giang ký tên đầu tư hợp đồng, ngươi có đi hay không a? Lục Minh nói, ta đi Nam Giang làm gì? Bái mã đầu a, người vị này Đông Châu tân nhiệm văn lữ cục trưởng chẳng lẽ không đi trong tỉnh tiếp một chút dẫn đầu đại ca? Hứa Thuần Lương trong miệng dẫn đầu đại ca là tỉnh văn lữ người phụ trách Hình Văn Hổ. Lục Minh nghe hắn nói chuyện, cái này mới tỉnh ngộ lại, vỗ vỗ trán nói, đúng vậy a, ta khẳng định đến đi một chuyến. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền cùng một chỗ thôi, ta cùng Hình Bí Thư coi là bạn vong niên, đến lúc đó ta đem hắn hẹn ra chúng ta gặp mặt một lần, thuận tiện nói chuyện Tế Châu văn lữ cục không trải qua chúng ta cho phép tự tiện khảo sát dưới nước chìm thành sự tình. Lục Minh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, Hứa Thuần Lương đem chuyện này nguyên nhân gây ra đơn giản nói một lần, Lục Minh nghe xong liền nổi giận, há có tự gánh vác a? Bọn hắn Tế Châu cũng quá không có suy nghĩ, chào hỏi đều không đánh liền thi xem xét, đó căn bản là không có đem chúng ta Đông Châu văn lữ cục để vào mắt a. Hứa Thuần Lương nói, ta ban sơ cũng cân nhắc đem chuyện này thông báo cho Đông Châu văn lữ cục, để trong đám ra mặt đi thương lược, nhưng bây giờ văn lữ cục ngay tại thay đổi nhân sự. Thật sự là không biết người nào chịu trách nhiệm, hiện tại ngươi vừa tiền nhiệm, cũng không thích hợp ra mặt giao thiệp, mà lại người ta là đánh lấy tể lỗ tỉnh cờ hiệu, chúng ta Đông Châu văn lữ cục cho dù là đi thương lượng, người ta chưa hẳn phản ứng chúng ta, cho nên a, còn phải tìm trong tỉnh. Lục Minh liên tục gật đầu, Thuần Lương, ta đi chung với người tìm Hình Bí Thư. Hứa Thuần Lương nói, người gần nhất gặp Lục Kỳ không? Lục Minh nói, hắn a. Từ khi trở về sau liền bận bịu cùng không có đầu con ruồi,
một hồi Nam Giang một hồi kinh thành, trong đám thật coi hắn là thành lửa kéo cối xay. Hứa Thuần Lương cười nói, chủ yếu là hắn trở về bản án quá nhiều. Lục Minh nói, bản án nhiều cũng không thể có thể một mình hắn dùng a. Gia Niên quảng trường bản án giao cho hắn, Đông Minh đường phố chợ bán thức ăn đi hung chuyện giết người cũng giao cho hắn, bọn hắn lãnh đạo thật coi hắn ba đầu sáu tay a. Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng a, người ta lãnh đạo cũng không phải không có chút nào nguyên nhân, có phải hay không cái này hai khởi vụ án ở giữa có liên hệ nào đó, cho nên mới tướng hai vụ án đều giao cho cái kia một tổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.